Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1181, Phát Điên Nghiêm Phi Trần. Thiên Minh Thần Đảo rộng rãi bên trong cung điện. Tại một cái bàn tròn thượng bày đầy đủ loại đủ kiểu mỹ vị món ngon, Thiên Minh Minh Chủ Nghiêm Phi Trần cùng Tam Đế Chu Bá Luân đám người ngồi ở trước bàn tròn. Tại đây trương bàn tròn bên trái thụ lập một cái tráng kiện trụ đá, tại thạch trụ thượng che kín từng cây gai nhọn. Mái tóc loạn xì ngầu diệt Thiên Minh Minh Chủ Thẩm Kinh Vũ thân thể được xích sắt quấn vào trên trụ đá, bởi Nghiêm Phi Trần phong bế Thẩm Kinh Vũ huyệt đạo, giờ khắc này Thẩm Kinh Vũ trong cổ họng liền bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra được. Rậm rạp chằng chịt gai nhọn là hoàn toàn chui vào Thẩm Kinh Vũ sau lưng bên trong, Thẩm Kinh Vũ toàn bộ phía sau lưng hoàn toàn là được tiên huyết cho nhiễm đỏ, Thẩm Kinh Vũ cật lực nhấc cái đầu, hắn cái kia lờ mờ tối tăm con ngươi là chết nhìn chòng chọc Nghiêm Phi Trần. Hắn không hiểu nổi Nghiêm Phi Trần đây cũng là hát cái nào vừa ra. Nghiêm Phi Trần không để ý đến thân thể bị trói tại thạch trụ thượng Thẩm Kinh Vũ, đối với Chu Bá Luân ba người, nói ra, ba người các ngươi thất thần làm gì? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, trước tiên cùng đi uống một chén. Đang nhìn đến Nghiêm Phi Trần giơ chén rượu lên sau đó Thiên Minh Tam Đế Chu Bá Luân, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa ba người này, bọn hắn cũng lập tức giơ chén rượu lên. Ba người bọn hắn đem rượu trong ly là uống một ngụm hết sạch đế cấp đỉnh phong Chu Bá Luân tại cạn một chén say rượu, nói ra, Minh Chủ, ngài ngày hôm qua để cho chúng ta ở lại thần đảo ở một buổi chiều, ngài rốt cuộc là có chuyện gì dặn dò chúng ta. Nghiêm Phi Trần đem chén rượu buông ra sau đó ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói ra, ta yếu ba người các ngươi toàn bộ tập trung đến Hàn Côn Hoa Đế trên đảo đi, Hàn Côn Hoa Đế đảo trên địa đồ đánh dấu rõ ràng nhất. E sợ Diệp Thần Phong bọn hắn cái thứ nhất hội đến chính là Hàn Côn Hoa Đế đảo. Nghe vậy, đế cấp trung kỳ Mã Lương Tài, nói ra, Minh Chủ, ngài làm như vậy là không phải quá chú ý cẩn thận một chút. Cái kia Diệp Thần Phong mặc dù có chút thực lực, nhưng là không dùng tới ba người chúng ta đồng thời đối phó hắn chứ. Cái này căn bản là giết gà dùng đao mổ trâu a hát. Đúng vậy, Minh Chủ, ta cũng đồng ý Mã Lương Tài nói. Ba người chúng ta nhưng chả chưa từng có để Minh Chủ ngài thất vọng qua đây. Đối phó một cái Diệp Thần Phong không dùng tới hưng sư động chúng như vậy. Đế cấp sơ kỳ Hàn Côn Hoa cũng phụ họa nói. Nghiêm Phi Trần cầm lấy ly cao cổ tại trong bàn tay nhẹ nhàng đung đưa, đã trầm mặc chừng 10 giây sau, hắn lại nói, Diệp Thần Phong người này ta nhìn không thấu a hát. Các ngươi cho rằng Diệp Thần Phong làm cho dễ đối phó sao? Các ngươi trước đó không phải cho rằng Thiên Minh 10 tôn là có thể giải quyết Diệp Thần Phong đấy sao? Nhưng cuối cùng 10 tôn được Diệp Thần Phong cho toàn bộ giải quyết xong, sau đó các ngươi lại cho rằng xuất động Thiên Minh Ngũ Thánh là có thể đối phó Diệp Thần Phong rồi, nhưng kết quả đây? Không những Ngũ Thánh toàn bộ chết rồi, liền ngay cả thực lực tăng lên tới đế cấp sơ kỳ thiên cảm giác cũng đã bị chết ở tại trên tay của hắn, lần này ba người các ngươi chỉ cho thành công. Ta các ngươi phải thanh còn sống Diệp Thần Phong bắt được trước mặt ta đến. Khi nghe đến Nghiêm Phi Trần lời nói sau, này Chu Bá Luân ba người đều rơi vào trong trầm mặc, mà ngay tại lúc này, Chu Bá Luân, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa trong thân thể linh hồn lực đột nhiên từ làm được bắt đầu lăn lộn, này làm cho Chu Bá Luân các loại ba cái thay đổi sắc mặt. Đầu tiên là đế cấp sơ kỳ Hàn Côn Hoa, hắn trong thân thể linh hồn lực là không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt liền đột phá đến đế cấp trung kỳ tầng thứ, này làm cho Hàn Côn Hoa có loại phảng phất cảm giác nằm mộng rồi. Thứ yếu là đế cấp trung kỳ Mã Lương Tài, thực lực của hắn cũng đột phá một cái tiểu tầng thứ, thuận lợi khóa nhập đế cấp đỉnh phong tầng thứ, này Mã Lương Tài vẫn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Hắn cứ như vậy hy lý hồ đồ tăng lên tới đế cấp đỉnh phong. Cuối cùng đế cấp đỉnh phong Chu Bá Luân, hắn khí thế trên người dâng lên mãnh liệt nhất. Hắn trong thân thể linh hồn lực vọt thẳng phá bước vào thần cấp lá chắn, thực lực vững vàng ngừng lưu tại thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Bất thình lình tất cả, để Chu Bá Luân đám người là có chút không nghĩ ra được, về phần thân thể bị trói ở bên cạnh trên trụ đá Thẩm Kinh Vũ, hắn tại thấy cảnh này sau, trong cổ họng hắn muốn nói chuyện, nhưng sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, liền một cái âm tiết cũng không phát ra được. Thẩm Kinh Vũ lấy tư cách Diệt Thiên Minh Minh Chủ. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Nghiêm Phi Trần tại Chu Bá Luân ba người trong rượu bỏ thêm đồ vật, thứ này tên là cửu chuyển huyết hoa phấn. Này cửu chuyển huyết hoa phấn là dùng cửu chuyển huyết hoa cùng với mặt khác hơn 500 loại dược liệu quý giá tinh luyện mà thành. Này cửu chuyển huyết hoa là một loại cực kỳ hiếm thấy thực vật. Lúc trước Thẩm Kinh Vũ cũng chỉ gặp một lần cửu chuyển huyết hoa,
này cửu chuyển huyết hoa có thể đều tăng lên trên diện rộng linh hồn lực. Bất quá, cửu chuyển huyết hoa đối với linh hồn lực chiến sĩ tới nói đồng dạng là một loại kỳ độc đồ vật, đơn độc dùng cửu chuyển huyết hoa, đang uống cửu chuyển huyết hoa trong vòng 5 tiếng. Người dùng liền sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Mà này cửu chuyển huyết hoa phấn là thông qua còn lại hơn 500 loại dược liệu trung hòa được rồi, dùng này cửu chuyển huyết hoa phấn sau, có thể làm cho đế cấp cường giả trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Này cửu chuyển huyết hoa phấn so với cửu chuyển huyết hoa uy lực thì tiểu không ít, người dùng yếu tại sau một tháng mới sẽ toàn thân thối rữa mà chết, đồng thời trên thế giới này chả không thể mở ra cửu chuyển huyết hoa phấn độc tính thuốc giải. Này Nghiêm Phi Trần dĩ nhiên cho dưới tay của chính mình tam đế dùng cửu chuyển huyết hoa phấn, chẳng lẽ này Nghiêm Phi Trần điên rồi sao? Chu Bá Luân, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa ba người này, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Phi Trần, Chu Bá Luân hỏi, Minh Chủ, thực lực của chúng ta làm sao lại như vậy? Nghiêm Phi Trần cười cười, nói ra, yên tâm, ta chỉ là tại trong rượu của các ngươi thêm một ít gì đó mà thôi. Nghe vậy, Chu Bá Luân ba người sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn rõ ràng điều này có thể tăng lên trên diện rộng thực lực đồ vật, khẳng định tác dụng phụ cũng cực kỳ cường hãn, này để ba người bọn hắn không thể không căng thẳng a hát. Mã Lương Tài thận trọng hỏi, Minh Chủ, ngài cho chúng ta dùng là cái gì? Nghiêm Phi Trần cười lạnh nói, lẽ nào các ngươi đã cho ta hội hại ba người các ngươi sao? Đây là ta mới nghiên cứu ra một loại đồ vật, trong đó tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tính, ta đem bọn ngươi bồi dưỡng đã đến đế cấp tầng thứ, lẽ nào ta sẽ ngu đến mức tự tay hủy diệt các ngươi sao? Khi nghe đến Nghiêm Phi Trần lời nói sau, Chu Bá Luân ba người cho rằng Nghiêm Phi Trần nói phi thường có đạo lý, như hôm nay Minh 10 tôn cùng ngũ thánh diệt sạch, Nghiêm Phi Trần chắc chắn sẽ không hại bọn hắn, lại nói bọn hắn nhưng là Nghiêm Phi Trần tay trái tay phải cánh tay, Nghiêm Phi Trần cũng không có hại lý do của bọn hắn a hát. Đang nghĩ thông suốt điểm này sau đó Chu Bá Luân mấy người cũng không có cảm giác đến trong thân thể có bất kỳ dị thường, này cửu chuyển huyết hoa phấn yếu tại một tháng sau độc tính mới lại đột nhiên bộc phát ra, hiện tại Chu Bá Luân ba người đương nhiên là không cảm giác được thân thể mình dị thường rồi. Chu Bá Luân, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa là hoàn toàn yên tâm xuống, Chu Bá Luân nói ra, tạ tạ Minh Chủ, vừa nãy chúng ta không nên hoài nghi Minh Chủ ngài. Nghiêm Phi Trần khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, ta chính là sợ trực tiếp cho các ngươi dùng, các ngươi lòng nghi ngờ hội càng tăng thêm hơn, cho nên ta mới đem thứ này thêm tại rượu của các ngươi trong, ba người các ngươi có thể đi xuống, ta nghĩ lấy ba người các ngươi thực lực bây giờ, phải bắt sống một cái Diệp Thần Phong hẳn là cũng không phải việc khó đi nha. Minh Chủ yên tâm, chúng ta nhất định đem Diệp Thần Phong sống sót mang tới trước mặt ngươi đến. Chu Bá Luân lời thề son sắt bảo đảm nói. Tại Chu Bá Luân ba người rời đi cung điện sau. Nghiêm Phi Trần từ trên ghế đứng lên, hắn đi tới Thẩm Kinh Vũ bên cạnh, đem Thẩm Kinh Vũ trên người huyệt đạo giải khai. Được cởi ra huyệt đạo Thẩm Kinh Vũ, hắn thở hổn hển hai câu chửi thề, nói ra, Nghiêm Phi Trần, ngươi tại sao phải cho thủ hạ ngươi người dùng cửu chuyển huyết hoa phấn? Nghiêm Phi Trần một mặt không sao cả nói ra, trải qua một cái lại một kiện sự tình. Ta phát hiện Diệp Thần Phong người này không thể dùng lẽ thường để phán đoán, lúc trước ta nói rồi sẽ cho hắn thời gian 6 tháng, ta Nghiêm Phi Trần là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, bất quá, ta cũng không muốn lại nhìn tới có bất kỳ bất ngờ xảy ra, đế cấp cường giả chết rồi, ta có thể lại bồi dưỡng, nhưng trận này trò chơi ta nhất định phải thắng được đẹp đẽ, mà không phải cuối cùng Diệp Thần Phong có thể tấn công đến thần của ta đảo đến. Cho dù cuối cùng ta có thể đưa hắn giải quyết, như vậy cũng chỉ là tiểu thắng một hồi mà thôi, đây cũng không phải là ta Nghiêm Phi Trần muốn kết quả. Này Nghiêm Phi Trần trong xương là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự phụ, tại con trai của hắn Nghiêm Thiên Giác chết rồi thời điểm, hắn cũng không hề quá mức thương tâm, huống hồ là này ba cái hắn bồi dưỡng ra được đế cấp cường giả rồi. Ở trong mắt hắn bây giờ trọng yếu nhất chính là xinh đẹp thắng này một trò chơi, để Diệp Thần Phong cái này cái gọi là thiên mới hoàn toàn luân lạc thành phế tài. Này sẽ khiến hắn cảm giác phải vô cùng thú vị. Nghiêm Phi Trần, lúc trước ta chỉ cho rằng ngươi dã tâm quá lớn một điểm, bây giờ xem ra ngươi vẫn là một cái phát điên người, dĩ nhiên đối chờ người của mình cũng hạ được như vậy ngoan thủ. Chỉ cần có dược liệu Thẩm Kinh Vũ đồng dạng hội điều phối các loại có thể rất nhanh tăng cao thực lực, nhưng tác dụng phụ cực kỳ to lớn dược vật, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem loại thuốc này vật dùng tại chính mình trên thân người. Đây là Thẩm Kinh Vũ trong lòng điểm mấu chốt cùng nguyên tắc.
Ha ha ha, Nghiêm Phi Trần lớn tiếng nở nụ cười, nói ra, Thẩm Kinh Vũ, trận này trò chơi, ta Nghiêm Phi Trần nhất định sẽ là người thắng cuối cùng, người nói Diệp Thần Phong có thể đánh bại Chu Bá Luân các loại ba người này sao? Chớ nói chi là làm ta Nghiêm Phi Trần đối thủ rồi, nói thật, hắn bây giờ còn không xứng. Chương 1182, không cách nào vượt qua truyền kỳ. Xa ở kinh thành, Diệp Thần Phong đương nhiên cũng không biết Nghiêm Phi Trần đối với hắn chọn lựa một loạt hành động. Tại Diệp Thần Phong đáp ứng kết hôn ngày thứ hai, phòng vệ doanh cửa ra vào phòng vệ là càng thêm nghiêm mật, gió vệ đội thành viên tại phòng vệ doanh bên trong vội vội vàng vàng đi tới đi lui. Phòng vệ doanh trong đại đa số địa phương đều dán đầy chữ hỉ, cùng với treo đầy đủ mọi màu sắc màu đầu, có thể nói toàn bộ phòng vệ doanh đắm chìm tại một loại vui mừng trong không khí. Ngày hôm qua tại đáp ứng rồi sau khi kết hôn, Diệp Thần Phong liền đánh điện thoại liên lạc con khỉ, tên béo họ Lý, Hổ Ca cùng Phương Nam Tường đám người, những người này đã từng đều là theo chân Diệp Thần Phong từng bước đi tới, tuy rằng bây giờ bọn hắn cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc càng ngày càng ít, nhưng Diệp Thần Phong một mực đem những này người cho rằng huynh đệ tới đối xử. Người sẽ đem cái kia, vui mừng, chữ dán cao hơn một chút, đúng, chính là chỗ đó. Vương Lực đối với một tên gió vệ đội thành viên nói ra. Con khỉ, tên béo họ Lý, Hổ Ca cùng Phương Nam Tường bốn người này, bọn họ đều là cùng Vương Lực quen biết. Âu Phục Phẳng Phiêu con khỉ, nghiễm nhiên là có một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn rồi. Hắn cười nói, Vương Lực, nói thật, ta thật là phi thường ước ao ngươi, tối thiểu ngươi có thể đi theo lão đại bên người. Đúng vậy, thật hoài niệm lão đại lúc trước vừa vặn đi hướng Thiên Hải đoạn thời gian đó. Đoạn thời gian đó ta tên béo họ Lý suốt đời khó quên. Tên béo họ Lý hình thể vẫn là như vậy không dám lấy lòng, bất quá, ở những người khác trước mặt tên béo họ Lý nhưng sẽ không như thế hi hi ha ha rồi, hắn hoàn toàn sẽ biến thành một người khác, thậm chí những người khác đều không dám cùng hắn đối diện, đây chính là thân là một thượng vị giả hẳn là có uy nghiêm. Con khỉ, tên béo họ Lý, hai người các ngươi làm nhàn rỗi a hát. Cuộc hôn lễ này là ngày hôm qua mới tạm thời quyết định cử hành, ta nhưng bận rộn suốt một ngày cả đêm, hôm nay là dịp thiếu lễ lớn, cuộc hôn lễ này nhất định muốn làm được mặt mày rạng rỡ, các ngươi nếu như không có chuyện, như vậy các ngươi cũng cùng một chỗ đến phụ một tay. Vương Lực đã là có phần bận bịu đầu óc choáng váng được rồi. Nghe vậy, con khỉ đám người dồn dập lột ra tay áo, Hổ Ca nói ra, Vương Lực, muốn chúng ta hỗ trợ ngươi cũng không nói sớm. Lão đại hôn lễ đương nhiên nhất định phải làm được tốt nhất rồi. Diệt Thiên Minh Minh chủ Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn cũng đang phòng vệ doanh bên trong bận rộn một ngày một đêm rồi. Lâm Khang Thắng uốn éo nhúc nhích một chút cái cổ, hỏi, đúng rồi, Minh Hiên, Hân Di đi nơi nào? Ta làm sao từ chiều hôm qua bắt đầu liền chưa thấy nàng? Thẩm Minh Hiên cùng Trình Đại Hổ đám người, bọn hắn đã sớm nhìn ra Lâm Hân Di đối Diệp Thần Phong có ý tứ rồi. Thẩm Minh Hiên nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, Lâm Thúc, ta xem Hân Di thật sự là thích Thần Phong rồi, mấy lần trước cùng Thần Phong đồng thời hành động thời điểm, mỗi lần Thần Phong sống còn thời điểm, Hân Di là sốt sáng nhất Thần Phong. Nghe được Thẩm Minh Hiên lời nói này sau, Lâm Khang Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ai, Thần Phong nơi nào đều tốt, chính là nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, Hân Di muốn cùng với Thần Phong, người nhất định muốn tiếp thu điểm này. Liền để nha đầu kia chính mình yên lặng một chút đi. Hôm nay là Thần Phong ngày vui, các ngươi cũng thật tốt buông lỏng một chút, bởi vì quá rồi sau ngày hôm nay, kế tiếp mới là chúng ta cùng Thiên Minh ở giữa chân chính đại chiến. Lâm Thúc, ta biết ý của ngươi, chúng ta hôm nay nhất định cùng Thần Phong uống qua sảng khoái, kỳ thực thân chịu áp lực lớn nhất vẫn là Thần Phong. Thẩm Minh Hiên gật đầu nói. Diệp Thần Phong bên trong biệt thự. Diệp Thần Phong trên người đã sớm là đổi lại hoàn toàn mới tây trang màu đen cùng quần tây rồi, Tôn Mỹ Cầm tự mình giúp con trai của chính mình Diệp Thần Phong sửa sang lại cổ áo, hốc mắt trong là nước mắt mông lung, nói ra, Thần Phong, khả năng này là mẹ ta một lần cuối cùng giúp ngươi thu dọn cổ áo rồi, về sau những chuyện này liền muốn con dâu của ta đi làm, cũng không tới phiên ta cái này làm mẹ tới làm rồi. Một bên Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện, hắn cười nói, chị dâu. Hôm nay là Thần Phong ngày vui, ngươi nên cao hứng mới đúng, lại nói trên thế giới này không biết có bao nhiêu người ước ao Thần Phong tiểu tử này đây. Ngươi xem hắn hôm nay cưới một hơi bao nhiêu cái lão bà. Ta cái này làm thiếp thúc cũng không biết nên nói cái gì. Đúng,
Thần Phong là cái có phúc khí hài tử a hát. Ta hẳn là mừng thay cho hắn, cũng thay chính ta cao hứng, có thể vì ta cưới đến nhiều như vậy thiện giải nhân ý con dâu. Tôn Mỹ Cầm lau sạch hốc mắt trong ướt át nói ra. Mẹ, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, kết hôn nghi thức cũng muốn bắt đầu, chúng ta đi thao luyện trên sân đi. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra. Cử hành kết hôn nghi thức sân khấu xây dựng ở phong vệ doanh thao luyện trên sân. Giờ khắc này, thao luyện trên sân ngoại trừ một cái khổng lồ sân khấu ở ngoài, tại dưới võ đài là trưng bày từng cái bàn cùng cái ghế. Hôm nay có thể lỗi tham gia Diệp Thần Phong hôn lễ, ngoại trừ Diệp Thần Phong huynh đệ, gió vệ đội thành viên cùng người của Diệp gia bên ngoài, cũng chỉ có một đám lão gia tử cùng gia tộc của bọn họ bên trong thành viên trọng yếu rồi. Theo kết hôn khúc quân hành đang thao luyện trên sân vang lên. Ăn mặc tây trang Diệp Thần Phong cùng ăn mặc áo cưới Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ dồn dập đi lên sân khấu, theo, trên sân khấu một tên nam người chủ trì mở miệng. Diệp Thần Phong cuộc hôn lễ này là chính thức bắt đầu. Hôn lễ cũng không có quá nhiều đẹp đẽ địa phương, là từng bước đi theo người chủ trì sắp xếp. Tại hôn lễ nghi thức tới gần phần cuối thời điểm, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi một tiếng, dừng một cái. Sau đó, ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bao quát ăn mặc màu trắng áo cưới Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ. Diệp Thần Phong ánh mắt lần lượt đảo qua Vũ Hiểu Phỉ, Bạch Tuyết Linh, Đường Hân, Triệu Huyền Đình, Hàn Sơ Tuyết, Vương Phỉ Phỉ, Trần Tư Vũ cùng Ninh Vũ Đình, thanh âm hắn vang dội nói, đời này ta có thể cưới đến các ngươi những này thiện giải nhân ý nữ nhân làm vợ. Đây nhất định là ta Diệp Thần Phong đời trước đã tu luyện phúc khí, ta Diệp Thần Phong nhất định sẽ đem ta hết thảy tất cả đều cho các ngươi, bảo vệ tốt các ngươi, che chở tốt các ngươi. Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh các loại chúng nữ, các nàng nghe Diệp Thần Phong chân thành biểu lộ cùng hứa hẹn. Các nàng mỗi một người đều cười rơi lệ, các nàng hầu như miệng đồng thanh hô, Thần Phong, ta yêu ngươi. Trên sân khấu tình cảnh này rung động tất cả mọi người tại chỗ. Dư lão gia tử tôn nữ Dư Thi Thi cùng Dương lão gia tử tôn nữ Dương Mỹ Nhi, tại lúc trước gia gia của các nàng đều muốn đem các nàng giới thiệu cho Diệp Thần Phong, nhưng hai người bọn họ lúc trước căn bản không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng. Bây giờ nhìn thấy trên sân khấu từng cái không so với các nàng kém nữ nhân hướng về Diệp Thần Phong biểu đạt yêu thương, này để hai người bọn họ trong lòng có loại không nói được mùi vị. Cùng Dương Mỹ Nhi, Dư Thi Thi ngồi ở trên một cái bàn đồng đực, dễ dàng thiêu sơn, lúc trước hai người này nhưng là vì Dương Mỹ Nhi cùng Dư Thi Thi đối Diệp Thần Phong động thủ, hiện tại bọn hắn đã là chính thức gió vệ đội thành viên, đồng đực nói ra, Mỹ Nhi, Thi Thi. Diệp thiếu nhất định không phải là cùng chúng ta một thế giới người trên, nếu như các ngươi lúc trước thêm chút sức, hay là các ngươi hiện tại cũng đồng dạng có thể đứng ở trên sân khấu, bất quá, các ngươi bỏ lỡ cơ hội này. Dễ dàng Tiêu Sơn cũng cười nói, từ khi gia nhập gió vệ đội ta mới phát giác được lúc trước 20 mấy năm đều mẹ hắn sống vô dụng rồi, tư tình nhi nữ gì gì đó đều là tán dóc, thành vì chân chính cường giả mới là vương đạo. Dương Mỹ Nhi cùng Dư Thi Thi hai người này là tiếng trầm không nói lời nào, hay là tại hai người bọn họ trong lòng thật sự hối hận rồi, dù sao có nữ nhân nào có thể từ chối một người giống Diệp Thần Phong như thế nam nhân ưu tú. Tại hôn lễ nghi thức sau khi kết thúc, trên sân khấu nam người chủ trì lại mở miệng nói ra, vừa vặn Diệp rất ít nhiều bằng hữu đều yêu cầu đến trên sân khấu đến nói mấy câu, như vậy phía dưới liền có mời bạn của Diệp thiếu lên đây đi. Tại lời của người chủ trì vừa vặn nói xong, tên béo họ Lý cùng con khỉ đầu trước tiên đi lên, con khỉ trước tiên mở miệng nói, lão đại, ta yêu ngươi. Con khỉ cặp mắt đỏ chót, hắn câu này ta yêu ngươi thuần túy biểu đạt chính là tình huynh đệ, hắn chậm trì hoãn tâm tình nói ra, lão đại, nếu như về sau ta lại nói câu nói này, chỉ sợ ngươi không ngại, chị dâu nhóm cũng cần phải muốn bới ta con khỉ ra không thể, ta con khỉ có thể có hôm nay có tất cả, đều là lão đại ngươi cho. Ta chứng kiến lão đại ngươi từ trong mắt người khác một cái kẻ ngu, từng bước quật khởi, ta con khỉ chẳng có cái gì cả, chỉ có một câu nói, ta cái mạng này vĩnh viễn là lão đại ngươi. Ngồi ở bên dưới sân khấu Diệp Thần Phong, hắn nghe được con khỉ lần này cực kỳ chân thành lời nói sau, hắn không khỏi hồi tưởng lại đã từng mới tới thiên hải một màn lại một màn, hắn đột nhiên cảm giác đã từng tất cả cách hắn gần như vậy, mà lại xa như vậy, Diệp Thần Phong tương lai phải đi con đường. Con khỉ đám người nhất định là không giúp đỡ được gì rồi, cho nên con khỉ đám người về sau cùng Diệp Thần Phong cơ hội tiếp xúc chỉ biết càng ngày càng ít. Con khỉ,
hôm nay là lão đại người ta kết hôn tháng ngày, thiếu cho ta chỉnh những này thâm tình đồ chơi. Diệp Thần Phong đứng lên cười mắng. Tiếp đó, tên béo họ Lý cùng Hổ Ca mấy người cũng liên tiếp tại trên đài nói chuyện, không có chỗ nào mà không phải là thâm tình tới cực điểm. Dưới đài Dư lão gia tử các loại một đám lão gia tử đều là cười ha hả uống từng ngụm lớn rượu. Hôm nay cuộc hôn lễ này nhất định làm cho ở đây tất cả mọi người cả đời cũng không cách nào quên. Tại Dư lão gia tử các loại trong mắt người, Diệp Thần Phong là một cái vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua truyền kỳ. Chương 1183, uống say mới có dũng khí. Diệp Thần Phong cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ cuộc hôn lễ này, đây đối với toàn bộ phong vệ doanh tới nói là hỷ sự to lớn. Trận này tiệc cưới từ giữa trưa bắt đầu, ăn đến buổi tối còn chưa kết thúc, phong vệ doanh trong phòng bếp thỉnh thoảng hội một lần nữa tăng thêm một hai món ăn đồ ăn, có thể nói xong lời cuối cùng là một tấm trên bàn lớn được các loại thức ăn đều chất đầy. Diệp lão gia tử cùng Dư lão gia tử các loại những lão già này, bọn họ là từng miếng uống rượu ngon, thiên nam địa bắc nói lúc còn trẻ chuyện cũ, về phần hắn trên bàn của hắn năm thanh một đời, bọn hắn cũng là từng cái nước miếng văng tung tóe kéo con bê, hoàn toàn không có trong ngày thường công tử ca phong độ rồi. Màn đêm đã hoàn toàn chậm lại, giữa bầu trời đêm đen kịt treo một vòng ngân bạch sắc mặt trăng. Phong vệ doanh thao luyện trên sân là ánh đèn trong suốt. Mọi người ở đây hoàn toàn không có ý chấm dứt, thật giống phải đem trận này tiệc cưới ăn cái một ngày một đêm rồi. Về phần Bạch Tuyết Linh cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ, các nàng đã sớm là trở về biệt thự tân phòng bên trong nghỉ ngơi. Giờ khắc này, tân phòng bên trong Vũ Hiểu Phỉ các loại tám cô gái, các nàng trên mặt tràn đầy cực kỳ nụ cười vui mừng, dù sao các nàng chờ đợi ngày này chờ quá lâu rồi, từ hôm nay trở đi các nàng cuối cùng là Diệp gia chân chính con dâu. Đường Hân Nha đầu này đã cỡ ra năm đó ngây ngô rồi, người một mặt hâm mộ nhìn xem mang thai Trần Tư Vũ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh, nói ra, Tư Vũ tỷ, Hiểu Phỉ tỷ, Tuyết Linh tỷ, ba người các ngươi đều mang thai Thần Phong ca ca hài tử, ta lúc nào cũng có thể cùng Thần Phong ca ca trong lúc đó có tình yêu kết tinh a hát. Vũ Hiểu Phỉ cười nói, Hân Nhi, loại chuyện này không vội vàng được, hôm nay là tỷ muội chúng ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất một ngày. Bằng không chúng ta nói chuyện trắng đêm đi, đêm nay để Thần Phong chính mình tìm địa phương đi ngủ. Triệu Uyển Đình cũng lập tức đỏ mặt nói ra, ta đồng ý Hiểu Phỉ tỷ cách nói. Rất rõ ràng, Triệu Uyển Đình là nghe được Vũ Hiểu Phỉ trong lời nói ý tứ rồi. Đêm nay các nàng hết thảy tỉ muội đều tại trong một cái phòng, nếu như Diệp Thần Phong tiến vào lời nói, như vậy đêm nay chẳng phải là muốn làm cho các nàng đồng thời hầu hạ Diệp Thần Phong. Ninh Vũ Đình các loại nữ nhân ở nghe được Vũ Hiểu Phỉ lời nói, lại nhìn thấy Triệu Uyển Đình biểu lộ sau, các nàng từng cái cũng nghĩ thông suốt trong đó sự tình, thế là, các nàng cũng dồn dập gật đầu đồng ý, tuy rằng các nàng cũng đã là Diệp Thần Phong nữ nhân. Nhưng các nàng lúc trước chả chưa từng làm như thế ngượng ngùng sự tình, cho nên trong lúc nhất thời các nàng chả không thể nào tiếp thu được. Hân Nhi, phát đầu tin nhắn cho Thần Phong, nói chúng ta đã đóng cửa phòng lại rồi. Để chính hắn tìm địa phương được thông qua một đêm. Vũ Hiểu Phỉ vỗ một cái Đường Hân đầu nói ra. Đường Hân tuy rằng rất muốn cùng của mình Thần Phong ca ca thân thiết, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn cho Diệp Thần Phong phát ra một cái tin nhắn ngắn đi qua, tại trong chúng nữ Đường Hân nha đầu này là tối ỷ lại Diệp Thần Phong. Tại chiếu vào Vũ Hiểu Phỉ lời nói phát ra một cái tin nhắn ngắn sau, Đường Hân lại phát lại bổ sung một cái, nếu như Thần Phong ca ca cảm giác được lời nhàm chán. Hân Nhi sau đó có thể chạy ra ngoài cùng Thần Phong ca ca một hồi. Chính đi tới cửa biệt thự Diệp Thần Phong, hắn đang nhìn đến Đường Hân phát cho hắn hai cái tin nhắn ngắn sau đó khóe miệng hắn vi vi hiện lên một vệt độ cong, tại hắn không có đem Thiên Minh hoàn toàn diệt trừ trước đó. Hắn thật sự cũng không có cái khác tâm tư, thế là, Diệp Thần Phong cho Đường Hân trở về một cái tin nhắn ngắn, Hân Nhi, ngoan, đêm nay các ngươi tỉ muội liền cẩn thận nói chuyện phiếm đi. Tự cấp Đường Hân trở về một cái tin nhắn ngắn sau. Diệp Thần Phong vươn người một cái, không có lại bước vào trong biệt thự rồi. Mà là tại phong vệ doanh bên trong rỗi rảnh bắt đầu đi dạo, sau lưng đột nhiên truyền đến Thẩm Minh Hiên thanh âm, Thần Phong, nguyên lai ngươi ở nơi này a hát. Hôm nay là ngày vui của ngươi, ngươi tại sao không có tại mới trong phòng. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ giang tay trưởng, nói ra, Minh Hiên, không phải ta không muốn đi tân phòng. Mà là được nhốt ở ngoài cửa phòng, nữ nhân nhiều cũng là một chuyện phiền toái. Thẩm Minh Hiên một mặt lý giải vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai,
do dự nói ra, Thần Phong, có chuyện ta không biết có hay không nên cùng ngươi nói. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, Minh Hiên, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng được rồi, giữa chúng ta không dùng tới như thế ấp a ấp úng rồi. Nghe vậy, Thẩm Minh Hiên trầm ngâm một hồi, mới lại mở miệng nói, Thần Phong, kỳ thực ta nói cho đúng là ngươi và Hân Di chuyện. Ta cùng Lâm Hân Di, ta cùng người trong lúc đó có thể có chuyện gì, nữ nhân này cả ngày nhìn ta không vừa mắt, đối với ta một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Diệp Thần Phong giả vờ nhẹ nhõm nói ra, kỳ thực hắn sớm cũng cảm giác được rồi Lâm Hân Di đối với hắn loại kia nhàn nhạt tình cảm, nhưng hắn xuất hiện tại không thể nào tiếp thu được những nữ nhân khác rồi. Thẩm Minh Hiên thở dài, nói ra, Thần Phong, ngươi cũng không thể phủ nhận rồi, Hân Di từ nhỏ đối nam nhân khác đều là băng lãnh lãnh, thậm chí là phụ thân của nàng Lâm Thúc, mà mỗi lần tại ngươi bị thương nặng thời điểm, ngươi đối lo lắng của ngươi so với chúng ta đều phải nồng nặc, vậy thì đầy đủ nói rõ vấn đề trong đó rồi, đương nhiên ta cũng không phải là muốn cưỡng cầu Thần Phong ngươi làm những gì. Thẩm Minh Hiên dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói, Hân Di đều không tới tham gia hôn lễ của ngươi. Thần Phong, ngươi không bằng đi xem Hân Di đi. Có lời gì ngay mặt cùng nàng nói rõ ràng, như vậy hay là đối với ngươi, đối với nàng đều có chỗ tốt. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, được, ta đi xem Lâm Hân Di. Nói xong, Diệp Thần Phong liền hướng Lâm Hân Di chỗ ở địa phương đi đến, tại đi tới Lâm Hân Di nơi ở cửa vào lúc, Diệp Thần Phong nhìn thấy Lâm Hân Di chính một người ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang, tại bên cạnh của nàng thả ba. Bốn con hết rồi rượu đỏ bình, người trong tay cầm một cái chén, trong ly là tinh chất lỏng màu đỏ. Trên mặt đỏ hồng một mảnh Lâm Hân Di, người hai con mắt nhìn qua trong bầu trời đêm mặt trăng, thỉnh thoảng hội uống một cái rượu đỏ, xem ra đã là nằm ở nửa tỉnh nửa say trạng thái. Diệp Thần Phong đi tới Lâm Hân Di bên cạnh ngồi xuống, hắn cười nói, Lâm đại mỹ nữ, người hôm nay nhưng quá không có suy nghĩ, biết rõ là của ta ngày vui. Ngươi làm sao không tới tham gia hôn lễ của ta? Ngược lại là một người ở nơi này uống rượu giải sầu. Lâm Hân Di cũng không trả lời Diệp Thần Phong lời nói, cũng không có quay đầu nhìn xem Diệp Thần Phong, người một cái đem ly rượu đỏ trong tay toàn bộ tràn vào trong miệng, cảnh này khiến trên mặt nàng đỏ hồng là càng thêm nồng nặc. Chỉ chốc lát sau, mắt say lờ đờ mông lung Lâm Hân Di, người mới đưa đôi mắt đẹp nhìn hướng một bên Diệp Thần Phong, mấp máy môi đỏ. Nhỏ giọng nói, Diệp Thần Phong, ngươi tại sao phải cùng người khác kết hôn? Ngươi tại sao phải cùng người khác kết hôn? Diệp Thần Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Hân Di vấn đề như thế trực tiếp. Hắn nói ra, Hân Di, ngươi uống say, ta dìu ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi. Mà Lâm Hân Di viền mắt nhưng trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, âm thanh trở nên khàn cả giọng lên, Diệp Thần Phong, ta là say rồi. Chỉ có say rồi ta mới có dũng khí đối mặt với ngươi. Ngươi nói cho ta vì cái gì sẽ thích ngươi? Ngươi nói cho ta a hát. Hân Di, kỳ thực. Còn không có đợi Diệp Thần Phong nói hết lời, chỉ thấy Lâm Hân Di đột nhiên đem môi mình kề sát ở Diệp Thần Phong trên môi, nhất thời nhất cổ pha tạp vào rượu cồn mùi thơm vọt vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, cảm thụ chính mình trên môi ấm áp, Diệp Thần Phong sửng sốt 3-4 giây sau, hắn mới phản ứng được. Hắn được Lâm Hân Di cho cưỡng hôn. Chính lúc Diệp Thần Phong do dự phải hay không muốn mở ra Lâm Hân Di thời điểm, trên bờ môi của hắn đột nhiên một trận đâm nhói, say chuyến choáng trạng thái Lâm Hân Di đắc ý rời đi miệng mình, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi chính là tên khốn kiếp, ngươi chính là cái không hơn không kém khốn nạn. Nói xong, Lâm Hân Di thân thể lung la lung lay hướng về trong phòng chạy đi rồi. Diệp Thần Phong ngón tay sờ soạng một cái môi mình, bờ môi của hắn hoàn toàn là được Lâm Hân Di cho cắn nát, này làm cho trong lòng của hắn là một trận buồn bực, rõ ràng bị cường hôn người là hắn. Cuối cùng bị mắng khốn nạn cũng là hắn. Diệp Thần Phong trong lòng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nguyên bản hắn là muốn đến cùng Lâm Hân Di nói rõ ràng, kết quả chính mình không chỉ được Lâm Hân Di cho cưỡng hôn rồi, cuối cùng còn bị Lâm Hân Di cho cắn phá môi rồi, có vẻ như hắn không những chưa nói rõ ràng. Ngược lại cùng Lâm Hân Di quan hệ trong đó trở nên càng phát không rõ ràng lắm. Quên đi, Diệp Thần Phong từ trên bậc thang đứng lên, hắn hiện tại cũng không rảnh suy nghĩ nhiều chuyện như vậy rồi, tự nhủ, đêm nay liền ở trên ghế salon ứng phó một chút đi. Đêm nay qua đi liền muốn nhìn trời minh tam đế động thủ,
các tướng Thiên Minh cho diệt trừ, sau đó ta lại tìm một cơ hội cùng Lâm Hân Di giải thích rõ ràng đi. Bất quá, nói xong, Diệp Thần Phong ngược lại là lè lưỡi liếm liếm môi mình, lầm bầm một câu, Lâm Hân Di môi ngược lại là rất mềm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1184, tình huống đột biến. Cuối cùng linh hồn lực. Ngày thứ hai. Làm phần lớn người còn đang trong giấc mộng thời điểm, phòng vệ doanh một gian trong phòng họp. Diệp Thần Phong, Lâm Khang Thắng, Lâm Hân Di cùng Thẩm Minh Hiên đám người đã đều tại rồi. Lâm Hân Di lạnh lẽo trên gương mặt vi vi hiện lên một vệt đỏ ửng, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Diệp Thần Phong trên môi vết thương. Cảnh này khiến tối ngày hôm qua tình cảnh không ngừng tại trong đầu của nàng hiện lên, người hiện tại hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Cũng may, Lâm Khang Thắng đám người cũng không có chú ý Diệp Thần Phong môi cùng Lâm Hân Di biểu tình biến hóa, tại phòng họp trên bàn để đó một tấm đi về ba tòa đế đảo bản đồ. Lâm Khang Thắng ngón tay chỉ ở trên bản đồ, nói ra, Thần Phong, tòa này đế đảo là dễ dàng nhất tìm được, lần này ta và các ngươi đồng thời hành động, tranh thủ đem Thiên Minh Tam Đế cho cùng nhau giải quyết xong. Diệp Thiên Minh hiện tại đã có 4 tên cường giả cấp thánh rồi, có 4 tên cường giả cấp thánh đồng thời mở ra hắc vẫn phòng ngự trận, ta nghĩ phòng vệ doanh tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm được rồi. Lúc này Diệp Thần Phong không có ngăn cản Lâm Khang Thắng đi theo, hắn gật đầu nói, được, dừng phó minh chủ, lần này chúng ta liền đánh nhanh thắng nhanh, đem Thiên Minh Tam Đế trước tiên diệt, sau đó lại một hơi đem Thiên Minh Thần Đảo cũng công phá, đem Trầm Minh Chủ từ thần trong đảo cứu ra. Chúng ta trước tiên không chắc chắn kế hoạch chế định quá mức cặn kẽ, này đế đảo là ở biển rộng mênh mông bên trong, lấy trên bản đồ biểu thị tuyến đường, chúng ta nhất định muốn mua lại một chiếc du thuyền, ngồi du thuyền đến gần nhất một tòa đế đảo cũng cần 2 đến 3 ngày, tại du thuyền thượng thời gian đầy đủ chúng ta bố trí suốt một bộ cặn kẽ kế hoạch đến rồi. Lâm Khang Thắng lòng mang chí lớn nói, dù sao hắn hôm nay là thần cấp sơ kỳ cao thủ. Dưới cái nhìn của hắn có hắn đồng thời động thủ, muốn đối phó Thiên Minh Tam Đế hẳn là không có bất kỳ khó khăn. Thẩm Minh Hiên là gương mặt không thể chờ đợi được nữa. Hỏi, Thần Phong, Lâm Thúc, chúng ta lúc nào xuất phát? Thẩm Minh Hiên là không kịp đợi muốn đem cha của hắn Thẩm Kinh Vũ từ thần trong đảo cứu ra. Diệp Thần Phong hồi đáp, hôm nay trước tiên lại chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm tự xuất phát. Nhưng lại tại Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, từ phòng họp trong máy vi tính truyền ra leng keng. Một tiếng, Diệp Thần Phong nhìn thấy có một phong không biết bưu kiện phát đã đến máy vi tính trong email rồi, xuất phát từ hiếu kỳ Diệp Thần Phong tiện tay đem bưu kiện cho điểm mở ra, trong thơ là một đoạn video văn kiện, tại mở ra cái video này sau đó video hình ảnh run rẩy một cái. Một cái dưới đất nhà tù hiện lên hiện tại Diệp Thần Phong đám người trong đôi mắt. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong bọn hắn lại thấy được một người có mái tóc rối tung, tứ chi bị trói kim loại dây xích đàn ông trung niên, theo, trong video ống kính không ngừng đưa tới gần, cái này đàn ông trung niên tướng mạo trở nên rõ ràng lên, khi nhìn rõ sở cái này đàn ông trung niên tướng mạo sau. Thẩm Minh Hiên hai tay bỗng nhiên tụ họp, từ 10 ngón tay của hắn khớp xương bên trong liên tục phát ra vượt á. Vượt á, xương tiếng ma sát, mà miệng hắn trong hàm răng cũng là thật chặt cắn. Trong tròng mắt hoàn toàn bị phẫn nộ cho tràn ngập. Bởi vì trong video cái này mái tóc rối tung, nhìn dáng dấp thoi thóp một hơi đàn ông trung niên chính là phụ thân của Thẩm Minh Hiên Thẩm Kinh Vũ. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Thẩm Minh Hiên vai, nói ra, Minh Hiên. Người bình tĩnh một điểm, thanh đoạn video này xem xong lại nói. Trong video hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần khuôn mặt tươi cười đột nhiên xuất hiện. Nghiêm Phi Trần trong cổ họng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói ra, đoạn video này ta là cho Lâm Khang Thắng nhìn. Ta biết các người bước kế tiếp nhất định là sẽ đối ta Thiên Minh Tam Đế động thủ, bất quá. Bây giờ trận này trò chơi nhưng cũng không phải Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh ở giữa rồi, mà là ta Thiên Minh cùng Diệp Thần Phong ở giữa trò chơi. Cho nên, Lâm Khang Thắng ngươi cũng đừng có mù lẫn vào trong đó, không bằng ngươi tới cùng người bạn già của ngươi chứ. Đương nhiên nếu như không để ý ngươi lão hữu tính mạng, như vậy ngươi có thể không cần nghe của ta dặn dò, bất quá, lời nói như vậy, chỉ sợ các ngươi mãi mãi cũng không thấy được còn sống Thẩm Kinh Vũ rồi. Lâm Khang Thắng, tối hôm nay ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó ngươi cho ta một cái chính xác trả lời.
Đang nói xong câu nói này, sau đó trong video hình ảnh liền im bặt đi rồi, này để tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào trong trầm tư, nguyên bản bọn họ là tự tin tràn đầy yếu diệt trừ Thiên Minh Tam Đế rồi, ai biết lại xuất hiện như thế một cái đột phát tình huống. Lâm Thúc, hiện tại chúng ta nên làm gì? Thẩm Minh Hiên là tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình lửa giận trong lòng, điểm này từ hắn trên trán nổi lên gân xanh là có thể nhìn ra chút đầu mối. Lâm Khang Thắng đã trầm mặc một lát sau, ánh mắt lần lượt nhìn quét quá rồi Diệp Thần Phong đám người, trong lòng thở dài, nói ra, Minh Hiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ba của ngươi có chuyện, các loại tối hôm nay Nghiêm Phi Trần gọi điện thoại cho ta sau đó ta hết thảy đều nghe Nghiêm Phi Trần sắp xếp. Thẩm Minh Hiên vội vàng nói, Lâm Thúc, ta không phải ý này, nếu như ngươi nghe xong Nghiêm Phi Trần sắp xếp, như vậy ngươi sợ rằng cũng phải được Thiên Minh khống chế được. Cha, bằng không chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp khác đi. Lâm Hân Di cũng mở miệng nói ra. Lâm Khang Thắng kiên quyết lắc đầu, nói ra ta cùng Kinh Vũ đều nhiều năm như vậy huynh đệ, các ngươi từng cái cũng đừng có nói thêm nữa, trong lòng ta đã có quyết định, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Thần Phong trước tiên đơn độc tán gẫu một hồi. Nghe được Lâm Khang Thắng vô cùng kiên quyết lời nói sau, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, từng cái lặng lẽ rời đi phòng họp. Tại Thẩm Minh Hiên đám người sau khi rời đi, Lâm Khang Thắng nói ra, Thần Phong, xem ra sau ta cũng không cách nào đến giúp ngươi rồi, muốn diệt trừ Thiên Minh nhất định muốn dựa vào chính ngươi, ta biết trên người ngươi áp lực đã rất lớn rồi, nhưng mà nếu như Thiên Minh không diệt trừ, không chỉ có ngươi người bên cạnh ta sẽ gặp họa, cuối cùng người của toàn thế giới đều sẽ gặp họa, cho nên Thiên Minh nhất định muốn diệt trừ A Hát. Lâm Khang Thắng từ trong lòng lấy ra một bản bí tịch, đem quyển bí tịch này đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, quyển bí tịch này ngươi cầm. Tiếp nhận bí tịch Diệp Thần Phong, hắn rõ ràng tại bìa nhìn thấy năm chữ to cuối cùng linh hồn lực, không đợi Diệp Thần Phong mở miệng đưa ra nghi vấn, Lâm Khang Thắng liền giải thích lên, Thần Phong, quyển này tên là cuối cùng linh hồn lực, bí tịch, này không phải bình thường linh hồn chi thuật, này cuối cùng linh hồn lực, chỉ có thần cấp tầng thứ cường giả mới có thể thi triển, hơn nữa cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Này, cuối cùng linh hồn lực, tu luyện cực kỳ khó khăn, cho nên ta cùng Kinh Vũ đều không có tu luyện thành công, chờ ngươi đã tới thần cấp tầng thứ, tu luyện thành cuối cùng linh hồn lực, một khi đem một chiêu này triển khai ra, thực lực của ngươi liền sẽ trong nháy mắt đột phá thần cấp tầng thứ, trở thành vượt qua cao thủ thần cấp tồn tại. Bất quá, từ quyển bí tịch này danh tự thượng, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là có thể đoán ra một điểm đầu mối chứ. Cái gọi là cuối cùng linh hồn lực, hay là tại một chiêu này thi triển xong tất sau đó người sử dụng trong cơ thể linh hồn lực hội theo thời gian từ từ trôi đi, cuối cùng hoàn toàn biến thành một người bình thường. Nhìn thấy Diệp Thần Phong trong con ngươi do dự ánh mắt, Lâm Khang Thắng lại nói, Thần Phong, quyển bí tịch này chỉ là cho ngươi lấy phòng ngừa vạn nhất, tự coi như ngươi đem cuối cùng linh hồn lực tu luyện mà thành rồi, chỉ cần ngươi không triển khai ra, đây đối với bên trong cơ thể ngươi linh hồn lực không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như tại tương lai ngươi và Nghiêm Phi Trần đối chiến một ngày kia, ngươi không cách nào chiến thắng Nghiêm Phi Trần thời điểm, nếu như ngươi tu luyện thành cuối cùng linh hồn lực. Như vậy ngươi tối thiểu sẽ không chết tại Nghiêm Phi Trần trên tay, kỳ thực biến thành một người bình thường cũng không có cái gì không tốt. Thần Phong, nếu như ta hoặc là Kinh Vũ có thể tu luyện thành cuối cùng linh hồn lực, phần này trọng trách cũng sẽ không rơi xuống trên người của ngươi, đương nhiên ngươi tu không tu luyện đều là quyền tự do của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Diệp Thần Phong đem, cuối cùng linh hồn lực, quyển bí tịch này nhét vào trong ngực, nói ra, rừng phó minh chủ, ngươi không cần nói thêm cái gì, nơi này chả có nhiều người như vậy đang chờ ta, nếu như ta có thể thành công tu luyện thành quyển bí tịch này, đồng thời cùng Nghiêm Phi Trần đối chiến thời điểm thực lực có thể đến thần cấp tầng thứ, tại lúc cần thiết ta sẽ thi triển này, cuối cùng linh hồn lực, bởi vì ta chả muốn sống. Lâm Khang Thắng vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói ra, Thần Phong, những lời khác ta cũng không nhiều lời rồi, đối chiến Thiên Minh Tam Đế thời điểm, các ngươi đều phải cẩn thận, ta còn ngóng nhìn có một ngày, ngươi, ta cùng Kinh Vũ cùng uống rượu nói chuyện vui vẻ, dù sao linh hồn của chúng ta kỳ thực cũng không phải thuộc về cái thời đại này. Thần Phong, cảm ơn ngươi, ta thay Diệt Thiên Minh tất cả mọi người, ta thay toàn thế giới tất cả mọi người cảm ơn ngươi. Chấm chấm chấm. Chương 1185, đáy biển bên dưới thế giới. Sau một ngày, biển rộng mênh mông bên trên,
một chiếc du thuyền vững vàng chạy ở trên mặt biển. Mát mẻ gió biển thổi, mênh mông vô bờ biển rộng, này vốn phải là một bức khiến người ta thưởng thức mỹ lệ hình ảnh, nhưng đứng ở trên bong thuyền Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, bọn hắn mỗi một cái đều là mặt ủ mày trao. Tối ngày hôm qua Lâm Khang Thắng tại nhận được Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần điện thoại sau, hắn liền một thân một mình rời khỏi Phong Vệ Doanh, cũng không ai biết bây giờ Lâm Khang Thắng hướng đi rồi, tuy rằng Thẩm Minh Hiên đám người là muốn ngăn cản Lâm Khang Thắng rời đi, nhưng mà nếu như Lâm Khang Thắng không nghe theo Nghiêm Phi Trần dặn dò, e sợ Thẩm Kinh Vũ là chắc chắn phải chết. Tại Lâm Khang Thắng sau khi rời đi, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên mấy người cũng suốt đêm đi máy bay rời khỏi Kinh Thành, bởi Lâm Khang Thắng không ở Phong Vệ Doanh chúng rồi, gió này Vệ Doanh nhất định muốn có người trấn thủ, cho nên Diệp Thần Phong đám người là lặng lẽ rời đi, cũng không hề thông báo Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Linh các loại Diệt Thiên Minh bốn tên cường giả cấp thánh, có bốn tên cường giả cấp thánh tại Phong Vệ Doanh tọa chấn, lại tăng thêm Hắc Vẫn phòng ngự trận. Diệp Thần Phong lúc này mới có thể an tâm rời đi Phong Vệ Doanh. Lại nói lần này chỉ là đối phó Thiên Minh Tam Đế, bây giờ Diệp Thần Phong cũng có đế cấp sơ kỳ thực lực, hắn đầy đủ cùng phổ thông đế cấp đỉnh phong cao thủ đối chiến. Ở này chiếc tiểu hình du thuyền thượng, ngoại trừ Diệp Thần Phong các loại 5 người bên ngoài, còn có một tên Diệt Thiên Minh vương cấp đỉnh phong cao thủ, tên này vương cấp đỉnh phong cao thủ tên là Hồ Kiệt Xuất, hắn đối với du thuyền các loại hàng hải công cụ điều khiển phi thường thông thạo. Cho nên Thẩm Minh Hiên mới lén lút thanh này Hồ Kiệt Xuất cũng cùng một chỗ cho mang lên rồi. Đứng ở trên bong thuyền Trình Đại Hổ, hắn đón Hải Phong vươn người một cái, hỏi từ khi lên du thuyền về sau. Thần Phong làm sao lại một mực một người ngốc tại trong phòng của mình? Còn không cho chúng ta đi quấy rầy hắn. Ta nghĩ Thần Phong đoán chừng đang tu luyện đi, lần này đối phó Thiên Minh Tam Đế, hầu như đều phải dựa vào Thần Phong. Ta nghĩ chúng ta từng cái đánh tan sẽ không có vấn đề quá lớn. Thẩm Minh Hiên mở miệng nói ra. Diệp Thần Phong trong phòng. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong chính ngồi xếp bằng tại một tấm trên thảm, hắn hai con mắt là đóng chặt lại, ở bên tay phải của hắn để đó cuối cùng linh hồn lực, quyển bí tịch này, tại bước lên chiếc này du thuyền, đi vào trong phòng của mình sau, Diệp Thần Phong liền bắt đầu lật lên xem quyển bí tịch này, chỉ không chuẩn tướng đến làm hắn bước vào thần cấp tầng thứ. Đi cùng Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần đối chiến thời điểm, hắn hay là thật sự sẽ dùng đến này, cuối cùng linh hồn lực. Bất quá, Diệp Thần Phong đã thành thói quen làm một gã cường giả, nếu có một ngày trong cơ thể hắn hết thảy linh hồn lực tan họp đi, như vậy hắn còn thật sự không cách nào đi tiếp thu hiện thực này, có thể nói này, cuối cùng linh hồn lực, chỉ là Diệp Thần Phong chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tại không phải vạn bất đắc dĩ mức độ. Hắn tuyệt đối sẽ không thi triển ra. Này, cuối cùng linh hồn lực, thi triển tuy rằng yêu cầu thần cấp tầng thứ, nhưng tu luyện chỉ cần đế cấp tầng thứ là được rồi, cho dù tại đế cấp tầng thứ đem chiêu này tu luyện thành công, thực lực không bước vào thần cấp cũng là không thi triển ra được, đây đều là Diệp Thần Phong tại trên bí tịch nhìn thấy được miêu tả. Nghịch huyết mà lên, phá thiên đoạt mệnh. Này chính là, cuối cùng linh hồn lực, bên trong tinh tủy vị trí. Này tu luyện, cuối cùng linh hồn lực. Nhất định muốn để trong cơ thể huyết dịch toàn bộ chảy ngược, lấy chảy ngược phương thức hình thành một loại tuần hoàn, nghịch thế mà lên, phương có thể đột phá cực hạn. Ngồi xếp bằng tại trên thảm Diệp Thần Phong, hắn căn cứ trên bí tịch miêu tả vận chuyển phương pháp. Chậm rãi bắt đầu đem trong cơ thể huyết dịch lưu động nghịch quay vòng lên, theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết dịch từ từ nghịch chuyển. Song mắt nhắm chặt Diệp Thần Phong một trận cau mày, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt được đỏ bừng lên một mảnh. Bên trong thân thể từng trận phiên giang đảo hải y hệt buồn nôn, yết hầu khẩu đột nhiên ngòn ngọt, phốc. Một tiếng, một ngụm máu lớn từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe. Diệp Thần Phong lau lau khóe miệng vết máu, từ từ mở mắt ra, trên mặt đỏ lên vẻ biến mất rồi, thay vào đó là một chút trắng xanh, trong cơ thể huyết khí chả không có đình chỉ lăn lộn, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt cười khổ. Thấp giọng tự nói, chẳng trách Trầm Minh Chủ cùng rừng Phó Minh Chủ cũng không có đem chiêu này tu luyện thành công. Chiêu này vốn là đi ngược lên trời, đem trước hết thảy thành quả tu luyện tại trong khoảnh khắc trưng bốc lên, muốn tu luyện thành một chiêu này đoán chừng vô cùng khó khăn. Chính lúc thời điểm này, Diệp Thần Phong cửa phòng được gõ, hơn nữa tiếng gõ cửa hết sức gấp gáp. Thế là, Diệp Thần Phong từ trên thảm đứng lên, đi đem cửa phòng mở ra. Thẩm Minh Hiên một mặt lo lắng nói ra, Thần Phong,
xuất hiện một vài vấn đề, tại chúng ta chiếc này du thuyền 100 mét bên ngoài mở xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mà thuyền của chúng ta chính hướng về cái kia cái vòng xoáy khổng lồ bên trong không ngừng chạy mà đi, ta đã để Hồ Kiệt Xuất thay đổi chạy phương hướng rồi, nhưng cái kia cực lớn vòng xoáy phảng phất có nhất cổ to lớn sức hút tại nắm kéo chúng ta du thuyền. Ra ngoài xem, nghe vậy, Diệp Thần Phong lập tức hướng về trên bong thuyền chạy đi rồi, khi hắn đi tới trên bong thuyền thời điểm. Chiếc này tiểu hình du thuyền cách cái kia cực lớn vòng xoáy chỉ còn dư lại 80-90 mét khoảng cách, hơn nữa du thuyền còn đang không ngừng tiếp cận cái kia vòng xoáy khổng lồ, có cực lớn khả năng bị này vòng xoáy khổng lồ lập tức cho thôn phệ. Để Hồ Kiệt Xuất trước tiên tận lực khống chế xong du thuyền. Diệp Thần Phong cau mày nói ra. Trình Đại Hổ đang chạy đến buồng điều khiển chi hội một tiếng Hồ Kiệt Xuất sau đó hắn lại lập tức chạy ra, hỏi Thần Phong, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Cũng còn tốt đây là một chiếc tiểu hình du thuyền, chúng ta thử dùng linh hồn lực đẩy du thuyền, mạnh mẽ khiến nó thay đổi chạy phương hướng. Diệp Thần Phong suy tư một hồi nói ra. Thẩm Minh Hiên gật gật đầu, nói ra, Thần Phong nói không sai, e sợ hiện tại ta cũng chỉ có biện pháp này. Nói xong, Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn năm người này, bọn hắn liền đứng ở trên mặt biển, hai tay đặt tại du thuyền phần đầu. Diệp Thần Phong nói ra ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau phát lực. 1, 2, 3. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên các loại năm bên trong cơ thể dồn dập đem linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, bọn hắn 5 người đồng thời phát lực, lại tăng thêm Hồ Kiệt Xuất tại trong khoang điều khiển khống chế du thuyền, chiếc này tiểu hình du thuyền rất nhanh bị Diệp Thần Phong bọn hắn cho thúc đẩy rồi. Mắt thấy du thuyền muốn rời khỏi vòng xoáy khổng lồ sức hút phạm trù thời điểm. Cái kia xa xa vòng xoáy khổng lồ tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh, sức hút cũng gấp bội đi lên tăng cường. Chính đẩy du thuyền phần đầu Diệp Thần Phong đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, này sức hút để cho bọn họ năm cái dưới chân bước chân cũng có chút đứng không yên, còn chưa kịp để Diệp Thần Phong bọn hắn phản ứng, cỗ lực hút này liền biến được càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên các loại năm thân thể người đột nhiên bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt bị cuốn vào này vòng xoáy khổng lồ bên trong. Mũi cùng trong tai là bị điên cuồng tràn vào nước biển. Tại Diệp Thần Phong các loại 5 người bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ về sau, con tàu này tiểu hình du thuyền là cũng không còn năng lực chống cự, đồng dạng là đột nhiên được cuốn vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Một tiếng. Chỉnh chiếc tiểu hình du thuyền bị ném được nát tan, Diệp Thần Phong các loại 5 người trong miệng, trong lỗ mũi cùng trong tai đều tràn ra từng tia tiên huyết, ngực là một trận lại một trận khó chịu. Trong đó Diệp Thần Phong cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, hắn hẳn là bị vòng xoáy khổng lồ thổi sang đáy biển, nhưng này bốn phía rõ ràng không có một chút nào nước biển. Hắn lập tức ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tại phía trên đỉnh đầu hắn thật giống có một tầng trong suốt màng mỏng, chính là cái này tầng màng mỏng đem này nước biển cho hoàn toàn ngăn cách. Ngược lại, Diệp Thần Phong lập tức từ trên mặt đất đứng lên, khi hắn quay đầu lại thời điểm, cả người hắn là hơi sững sờ. Chỉ thấy sau lưng hắn là một tòa cung điện to lớn, tòa cung điện này đại môn đóng chặt, tại cung điện phía trên có một khối bảng hiệu, mặt trên rồng bay phượng múa viết âm minh tông này ba chữ lớn. Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm trên tấm bảng này ba chữ lớn, trong miệng hắn không khỏi hỏi, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đáy biển bên dưới tại sao có thể có như thế kỳ quái cung điện? Tại Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm bảng hiệu rơi vào trầm tư thời điểm. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người bọn hắn cũng phát hiện bốn phía quái dị, đang nhìn đến sau lưng cung điện lúc, bọn hắn từng cái là kinh ngạc há to miệng, ánh mắt của bọn họ cũng tập trung vào trên tấm bảng. Đột nhiên, nhất cổ uy thế từ trên tấm bảng truyền đến, luồng áp lực này bên trong khí tức hết sức già nua cùng đã lâu, để Diệp Thần Phong đám người căn bản vô pháp chống cự. Phốc, 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 phốc. Từng miếng máu tươi từ Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đám người trong cổ họng phun ra tung tóe. Bọn hắn 5 người này lại bị trên tấm bảng lưu lại nhất cổ uy thế chấn động phải hộc máu. Này âm minh tông rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chương 1186, trong trụ đá tránh thoát mà ra mãnh thú. Trên tấm bảng già nua mà lại đã lâu uy thế cuồn cuộn không đoạn. LT Nhất cổ lại một luồng lực trùng kích tràn ngập tiến Diệp Thần Phong các loại năm trong cơ thể con người, dường như muốn đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát bình thường. Diệp Thần Phong vội vàng thu hồi tâm thần, miệng quát tầm mắt lập tức từ trên tấm bảng rời đi.
Diệp Thần Phong là trước tiên xoay người lại, khi hắn xoay người trong nháy mắt, cái cỗ này uy thế lập tức vô ảnh vô tung biến mất rồi, mà Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn bốn người khi nghe đến Diệp Thần Phong tiếng quát sau đó bọn hắn cũng dồn dập xoay người lại, trên gương mặt là che kín tỉ mỉ mồ hôi, trong cổ họng hơi hơi thở hổn hển. Trình Đại Hổ lòng vẫn còn sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, hỏi Thần Phong, vừa vặn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ là thân ở đáy biển bên dưới. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, chúng ta nên dưới đáy biển dưới, chúng ta trước tiên đi xem Hồ Kiệt xuất thế nào rồi. Diệp Thần Phong hướng về cách đó không xa rơi nát bấy du thuyền đi tới, ngăn tại du thuyền mảnh vỡ bên trong tìm tới Hồ Kiệt xuất thời điểm, Hồ Kiệt xuất sớm đã là tắt thở bỏ mình, này làm cho Diệp Thần Phong là có chút đau thương thở dài. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người ở tại nhìn thấy Hồ Kiệt xuất thi thể sau, trên mặt bọn họ cũng là không khỏi bò đầy vẻ đau thương. Một lát sau, Thẩm Minh Hiên thu thập lại tâm tình đến, nói ra, Thần Phong, người chết không có thể sống lại rồi, ta xem nơi đây không thích hợp ở lâu, lần này chúng ta là tới đối phó Thiên Minh Tam Đế, lại bị không giải thích được cuốn vào nơi này, chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Diệp Thần Phong lại quay đầu lại liếc nhìn cung điện, bất quá, tầm mắt của hắn không có tập trung ở trên tấm bảng rồi, cung điện này ngoại vi có rất nhiều nơi đều hiện ra phải vô cùng tàn tạ rồi. Diệp Thần Phong nhớ tới vừa vặn trên tấm bảng cái cỗ này uy thế, lông mày của hắn là càng nhăn càng chặt rồi, nếu như vừa vặn trễ rời đi tầm mắt. Như vậy Diệp Thần Phong hầu như có thể khẳng định, cuối cùng hắn trực tiếp sẽ bị này cỗ lưu lại uy thế đánh chết. Nhớ hắn Diệp Thần Phong nhưng là đường đường đế cấp sơ kỳ cao thủ, thực lực có thể so với đế cấp đỉnh phong cao thủ, hôm nay cư nhiên liền nhất cổ không biết lưu lại bao nhiêu năm uy thế cũng không chống đỡ được. Chuyện này quả thật là thảo đản đến cực điểm, này làm cho hắn không khỏi liền nghĩ tới chính mình trong ảo cảnh cái kia bóng trắng nhân hỏa bóng đen người. Vẻn vẹn liền một khối bảng hiệu đều nguy hiểm như vậy rồi, bên trong cung điện này nguy hiểm thì càng thêm hơn nhiều, hắn liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu được ngăn cách nước biển. Nói ra, được, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nói xong, Diệp Thần Phong hai chân bỗng nhiên đạp đất. Trong cơ thể tụ tập đế cấp sơ kỳ linh hồn lực, lấy thực lực của hắn đến xem, hắn nguyên bản có thể nhẹ nhõm nhảy đến trong nước biển, nhưng là bây giờ dùng sức nhảy một cái. Mới miễn cưỡng nhảy lên hơn một thước độ cao. Hai chân rơi xuống đất Diệp Thần Phong, sắc mặt một trận nghiêm nghị, vừa vặn tại thân thể của hắn nhảy lên khoảng một mét độ cao lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân thể trong nháy mắt trở nên đặc biệt trầm trọng, trên người phảng phất được một ngọn núi lớn đè, mạnh mẽ đem thân thể của hắn đè trở về mặt đất. Một bên Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ áp lực, nhìn thấy Diệp Thần Phong mới nhảy cao hơn một mét, cảnh này khiến Trình Đại Hổ. Nói ra, Thần Phong, ngươi làm sao? Hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm. Diệp Thần Phong sắc mặt âm tình bất định, nếu như không cách nào trực tiếp nhảy đến trên đỉnh đầu trong nước biển, khẳng định như vậy liền không có cái khác rời đi biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đi vào trong cung điện đi tìm rời đi biện pháp. Đây cũng không phải là Diệp Thần Phong muốn nhìn đến. Đại Hổ, các ngươi sử xuất toàn lực nhảy lên thử một chút xem. Diệp Thần Phong không có giải thích quá nhiều. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di các loại bốn người này, bọn hắn biết Diệp Thần Phong nói như vậy nhất định là có dụng ý, thế là, bọn hắn từng cái trong cơ thể bão táp linh hồn lực, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trên nhảy lên mà đi, bọn hắn nhảy lên độ cao so với Diệp Thần Phong càng thêm không thể tả. Từng cái liền một mét độ cao cũng không có nhảy đầy. Ta thảo ra ra hắn, ta vừa vặn làm sao cảm giác được nhất cổ áp lực cực lớn ép về mặt đất. Nơi này thật sự là quỷ dị, vẻn vẹn một khối chó má bảng hiệu là có thể đem chúng ta chấn động đến mức thổ huyết, bây giờ liền rời đi nơi này phương pháp xử lý cũng không có. Trình Đại Hổ trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra. Tại năm người này ở trong ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, liền muốn thuộc Thẩm Minh Hiên đầu não bình tĩnh nhất rồi, hắn liếc nhìn Diệp Thần Phong sau đó mở miệng nói ra, Thần Phong, xem ra rời đi nơi này cũng không dễ dàng, muốn trực tiếp nhảy đến trong nước biển là không thể nào, hiện tại chúng ta chỉ có tiến vào bên trong cung điện này tìm kiếm rời đi biện pháp. Thẩm Minh Hiên tuy rằng ở bề ngoài là phi thường bình tĩnh, nhưng là từ hắn tốc độ nói bên trong có thể phán đoán, trong lòng của hắn vẫn còn có chút nôn nóng. Dù sao lần này bọn họ là tới đối phó Tam Đế, bây giờ liền đế đảo đều không có đến, bọn hắn liền bị vây ở cái này cứt chó địa phương,
này làm sao có thể để Thẩm Minh Hiên không cảm thấy nóng này? Diệp Thần Phong đáp một tiếng sau đó nói ra, ta cũng chính là ý này, muốn phải mau sớm rời đi nơi này, chúng ta chỉ có đi vào trong cung điện rồi, chỉ cần chúng ta không nhìn tới khối này bảng hiệu, chúng ta nên liền sẽ không được đến cái cỗ này uy thế công kích. Diệp Thần Phong dẫn trước tiên từng bước hướng về cung điện cửa lớn đi đến, chỉ cần là trong lòng làm ra quyết định sự tình, Diệp Thần Phong thì sẽ không có bất kỳ do dự nào được rồi. Về phần Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong hướng về cung điện đi đến sau, bốn người bọn họ cũng gấp bận bịu đi theo Diệp Thần Phong bước tiến. Cung điện môn có tới cao hơn 4 mét, cái này hai phiến dùng cọc gỗ chế tác mà thành cửa lớn, đã là có phần mục nát dấu hiệu rồi. Diệp Thần Phong mắt nhìn thẳng nhìn xem cửa lớn, cũng không có đi chú ý đỉnh đầu khối này bảng hiệu rồi, trong lòng của hắn tại hít sâu một hơi sau đó duỗi ra hai tay đẩy ở này hai cánh cửa lớn bên trên. Kẹt kẹt, một tiếng. Hai cánh cửa lớn được Diệp Thần Phong cho chậm rãi đẩy ra, Diệp Thần Phong đám người đi vào cung điện bên trong, cung điện bên trong vô cùng rộng rãi, toàn bộ bên trong cung điện cũng hết sức trong suốt. Chỉ thấy cung điện phía trên che kín từng khối phát ra quang to lớn tinh thạch, tại cung điện này phân biệt hai bên có 5 cái tráng kiện trụ đá, tại mỗi một cái trên trụ đá đều khắc họa hình thái khác nhau mãnh thú, này mãnh thú bộ dáng vô cùng kỳ quái. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua này cấp sinh vật. Diệp Thần Phong đám người đi tới bên trái cái thứ nhất trụ đá trước, chỉ thấy trên trụ đá khắc họa chính là từng con sư tử thân thể, lại mọc ra cánh kỳ dị sinh vật. Trình Đại Hổ ngược lại là đầy hứng thú vuốt cây này trụ đá, nói ra, này trên trụ đá khắc họa loại này quái dị sinh vật quả thực quá giống y như thật rồi, phảng phất đều phải từ trong trụ đá tránh ra rồi. Mà đang ở Trình Đại Hổ tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, Diệp Thần Phong các loại năm sắc mặt người đột nhiên biến đổi, bởi vì bọn họ vừa vặn như nhìn thấy trong trụ đá loại này quái dị sinh vật nhúc nhích một chút. Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Minh Hiên đám người, hỏi các ngươi cũng nhìn thấy. Thẩm Minh Hiên các loại người không có chỗ nào mà không phải là gật đầu, trên mặt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ, này hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Cái kia đây cũng không phải là ảo giác. Diệp Thần Phong hai con mắt ngưng trọng tiếp tục nói, chúng ta trước tiên lui sau. Tại Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đám người vừa vặn lui về phía sau 7-8 bước thời điểm, chỉ thấy bên trái cái thứ nhất trên trụ đá, đột nhiên phóng ra cực kỳ chói mắt hào quang màu vàng, tiếp lấy, khắc họa tại thạch trụ thượng quỷ dị mãnh thú đột nhiên sống, một đầu lại một đầu từ trong trụ đá tránh thoát mà ra. Rất nhanh, 10 con có sư tử thân thể, lại mọc ra cánh sinh vật toàn bộ từ trong trụ đá tránh thoát mà ra rồi, theo, này 10 con quỷ dị sinh vật tránh thoát, bên trái cái kia cực kỳ tráng kiện trên trụ đá, đột nhiên xuất hiện từng cái rậm rạp chẳng chịt vết rạn nứt, tiếp lấy liền ầm. Một tiếng, cả cây trụ đá ầm ầm sụp đổ. Này 10 con quỷ dị sinh vật hình thể so với sư tử lớn hơn, dài chừng 3 mét, cao chừng 2 mét, sinh trưởng tại hai bên màu đỏ cánh vi vi đung đưa. Từng đôi như chuông đồng đại ánh mắt khát khao nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong các loại năm người. Diệp Thần Phong bàn tay không khỏi vi vi tụ lại, này quỷ dị sinh vật trên người tản ra nhất cổ cực kỳ đáng sợ uy thế, luồng áp lực này mặc dù so sánh bên ngoài trên tấm bảng uy thế nhược hơn nhiều, nhưng đây là để Diệp Thần Phong có cảm giác thở không thông. Diệp Thần Phong đoán chừng chính mình đối phó một đầu loại này quỷ dị sinh vật liền quá chừng rồi, chớ nói chi là đối phó 10 con loại này quỷ dị sinh vật rồi. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người thực lực so với Diệp Thần Phong yếu, bọn hắn giờ phút này trạng thái đương nhiên cũng so với Diệp Thần Phong kém hơn nhiều. Trình Đại Hổ hô hấp trở nên vô cùng dồn dập lên, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, hắn, Thần Phong, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chương 1187, kịp thời truyền tống. Giống, giống, giống. Này 10 con sư tử thân thể, lại mọc ra màu đỏ cánh quái dị sinh vật. Từ cổ họng của bọn nó bên trong phát ra từng tiếng tiếng hô, này tiếng hô vừa ra, bên trong cung điện mặt đất đều nhẹ nhẹ rung động chuyển động, về phần Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đám người dưới chân bước chân là chợt lui, này tiếng hô dường như muốn đem bọn hắn 5 người lỗ tai đều chấn động điếc, tiên huyết nhất thời từ lỗ tai của bọn họ bên trong chảy ra. Này 10 con quỷ dị sinh vật đang giống lên sau khi xong, chúng nó không hẹn mà cùng vung lên màu đỏ cánh. Chúng nó cái kia thân thể khổng lồ nhất thời lăng không bay lên, xoay quanh ở cung điện phía trên, cúi đầu nhìn xem Diệp Thần Phong đám người,
khi thì thân thể bay tới gần Diệp Thần Phong bọn hắn, khi thì lại rời xa Diệp Thần Phong bọn hắn, giống như là đang đùa bỡn Diệp Thần Phong các loại năm người như thế. Thần Phong, hiện tại chúng ta nên làm gì? Trống trơn là loại này quỷ dị sinh vật tiếng gào, là có thể đem chúng ta chấn động đến mức lỗ tai xuất huyết, huống chi chúng nó vẫn có thể ở trên bầu trời phi hành, ta xem chúng ta căn bản không phải là đối thủ của chúng. Thẩm Minh Hiên nhíu chặt mày, đối mặt này 10 con quỷ dị sinh vật, trong lòng của hắn sinh ra một loại cực độ cảm giác vô lực. Này 10 con quỷ dị sinh vật trong, hình thể nhỏ nhất một đầu, nó là không ngừng bay về phía Diệp Thần Phong đám người, xem nó khí thế kia là không chút nào lùi về sau ý tứ rồi. Diệp Thần Phong đem Lâm Hân Di đám người bảo hộ ở phía sau, hắn đem trong cơ thể đế cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, nỗ lực muốn dùng hai tay đến ngăn trở con này quỷ dị sinh vật công kích. Con này quỷ dị sinh vật hai cái chân trước trực tiếp chộp vào Diệp Thần Phong hai đầu trên cánh tay, Diệp Thần Phong hai cánh tay thượng da thịt được nhẹ nhõm phá ra, máu tươi từ trong vết thương nhanh chóng tràn ra. Không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong hai cánh tay đã bị tiên huyết cho nhiễm đỏ. Con này hình thể nhỏ nhất quỷ dị sinh vật, nó tại đem Diệp Thần Phong hai cánh tay chảo thương sau đó nó từ giữa không trung hàng rơi xuống đất, uy phong lẫm lẫm lắc đầu. Ánh mắt chính là ngừng lưu tại Diệp Thần Phong trên người. Mặt khác cửu đầu quỷ dị sinh vật, chúng nó nhưng vẫn là phi hành tại cung điện phía trên, theo chúng thật giống Diệp Thần Phong đám người quá yếu, căn bản cũng không giá trị cho chúng nó đồng thời động thủ. Được Diệp Thần Phong hộ ở phía sau Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong tiên huyết chảy dòng hai cánh tay sau. Lâm Hân Di rốt cục không nhìn được hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi không sao chứ? Thần Phong, này quỷ dị sinh vật căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được, lẽ nào chúng ta thật sự yếu chôn thây nơi này? Chỉ là thiên minh vẫn không có được diệt trừ, ta thực sự không cam lòng a hát. Thẩm Minh Hiên cắn răng nói ra. Diệp Thần Phong nhẫn nhịn trên cánh tay truyền tới đau nhức, hắn nhìn một chút trước mặt đầu kia hình thể nhỏ nhất quỷ dị sinh vật, lại nhìn một chút xoay quanh tại phía trên cung điện mặt khác cửu đầu quỷ dị sinh vật. Bây giờ bọn hắn tạm thời không hề rời đi nơi này phương pháp xử lý, như vậy muốn sống chỉ có liều mạng một lần, nếu như không hề làm gì lời nói, e sợ cuối cùng cũng sẽ bị những này quỷ dị sinh vật cho đùa chơi chết. Diệp Thần Phong nhỏ giọng nói, có thể giết một chỉ là một con, nếu giữa không chung cái kia cửu đầu quỷ dị sinh vật không chuẩn bị nhúng tay, như vậy chúng ta trước tiên giải quyết xong con này hình thể nhỏ nhất. Sau đó các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay. Nói xong. Diệp Thần Phong trong cơ thể bắt đầu ép co lên linh hồn lực đến, tay trái cùng bàn tay phải bên trong nhất thời xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy, có trước đó rất nhiều lần dung hợp kinh nghiệm sau đó Diệp Thần Phong bây giờ dung hợp này hình tròn vòng xoáy là bắt vào tay được rồi. Liền một phút cũng chưa tới, năm cái hình tròn vòng xoáy đã bị dung hợp lại cùng nhau. Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong nâng một cái nhanh chóng xoay tròn hình tròn vòng xoáy. Hắn bàn tay phải bên trong da thịt đã sớm là vỡ nứt ra, tiên huyết không ngừng từ trong bàn tay của hắn hướng bên ngoài tràn ra, hai con mắt của hắn là trừng lên cách đó không xa đầu kia hình thể nhỏ nhất quỷ dị sinh vật. Đầu kia hình thể nhỏ nhất quỷ dị sinh vật, nó thật giống đối Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong cái kia hình tròn vòng xoáy vô cùng cảm thấy hứng thú, thế là, thân thể của nó đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong nhảy đi qua, hắn tốc độ nhanh chỉ có thể làm cho Diệp Thần Phong nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Diệp Thần Phong là liều lĩnh đem bàn tay phải hướng phía trước nhấn một cái, miệng quát cực hạn phá. Gào, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết vang vọng ở cung điện bên trong, Diệp Thần Phong một cái theo như chính xảo bất xảo đặt tại này quỷ dị sinh vật mắt trái thượng, phải biết bất kể là sinh vật gì, con mắt đều là phi thường yếu ớt địa phương. Mắt trái được Diệp Thần Phong cực hạn phá cho đánh trúng, con này hình thể nhỏ nhất quỷ dị sinh vật. Từ trong đôi mắt của nó chảy ra từng tia tiên huyết đến, mà một bên Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn từng cái cũng đều vào lúc này động thủ, dồn dập đem trong cơ thể linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, dùng nắm đấm bắt chuyện ở này quỷ dị sinh vật trên thân thể. Một tiếng, tập hợp Diệp Thần Phong cực hạn phá cùng Thẩm Minh Hiên bọn bốn người sức mạnh, lúc này mới đem con này hình thể nhỏ nhất quỷ dị sinh vật cho miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy cái kia được đánh bay ra ngoài quỷ dị sinh vật, nó không hề dừng lại một chút nào từ trên mặt đất đứng lên, mà hắn cái kia được cực hạn phá công kích được mắt trái, ngoại trừ chảy ra một chút máu tươi ở ngoài, liền không có bất kỳ dị thường rồi.
Diệp Thần Phong một chiêu này power lớn vô cùng, cực hạn phá, thậm chí ngay cả này quỷ dị sinh vật một con mắt cũng không có hủy diệt. Chuyện này quả thật quá thảo đản đi nha. Về phần Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người công kích, căn bản không có tại này quỷ dị sinh vật trên người lưu dưới bất kỳ một đạo vết thương. Thấy cảnh này sau, Tiêu Lập Viễn không khỏi hít một hơi thật sâu, nói ra, Thần Phong, con này quỷ dị sinh vật hình thể là nhỏ nhất, cũng hẳn là yếu nhất, người bây giờ nhưng là có thể cùng đế cấp cường giả đỉnh cao đối kháng rồi, lại tăng thêm công kích của chúng ta, này quỷ dị sinh vật dĩ nhiên bình yên vô sự. Này há không phải nói rõ vẻn vẹn con này nhỏ nhất quỷ dị sinh vật, thực lực của nó đều là tại đế cấp cường giả đỉnh cao bên trên, này không khỏi cũng quá điên cuồng chứ. Giống. Tại Tiêu Lập Viễn tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc, đầu kia hình thể nhỏ nhất quỷ dị sinh vật, trong cổ họng nó lần nữa phát ra tiếng gào, xem ra Diệp Thần Phong đám người là triệt để đem nó cho chọc giận. Mà bay ở giữa không trung mặt khác cửu đầu sư tử thân thể, lại mọc ra cánh quỷ dị sinh vật, chúng nó đang nhìn đến Diệp Thần Phong thanh đồng bạn của bọn nó cho thương sau khi đến, chúng nó mỗi một người đều hàng rơi đến trên mặt đất, hay là theo chúng Diệp Thần Phong các loại những thực lực này thấp kém vật chủng. Lại dám tổn thương đồng bạn của bọn nó, loại hành vi này là không thể đủ tha thứ. Thế nhưng, chính lúc này 10 con quỷ dị sinh vật yếu đồng thời đối Diệp Thần Phong đám người phát động tấn công, Diệp Thần Phong các loại 5 người từng cái trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra thời điểm, cung điện bên trái cái thứ hai trụ đá, đồng dạng là đột nhiên hào quang màu vàng đại thịnh, khắc họa bên trái chết cái thứ hai trên trụ đá cửu đầu sinh vật từ trong trụ đá chạy ra, bên trái cái thứ hai trụ đá cũng trong nháy mắt sụp đổ. Khi này cửu đầu từ cái thứ hai trong trụ đá chạy ra sinh vật sau khi xuất hiện, cái kia 10 con sư tử thân thể, lại mọc ra cánh quỷ dị sinh vật, mắt của bọn nó trong con ngươi dồn dập lộ ra vẻ kiêng dè. Chỉ thấy từ cái thứ hai trong trụ đá chạy ra cửu đầu quỷ dị sinh vật, chúng nó mọc ra đầu sư tử, sừng hươu, hổ nhãn, nai thân, long lân cùng đuôi châu tập cho một thân, tại đây cửu đầu quỷ dị sinh vật quanh thân chả bị bao phủ cháy hừng hực hỏa diễm. Này không rồi cùng trong truyền thuyết hỏa kỳ lân giống nhau như đúc ma. Này hỏa kỳ lân trên người tản mát ra uy thế, muốn so vừa vặn cái kia 10 con quỷ dị sinh vật càng thêm cường hãn, điều này không khỏi làm Diệp Thần Phong đám người là liên tục cười khổ, bên trong cung điện này còn sót lại 8 cái trụ đá, càng về sau, trong trụ đá quỷ dị sinh vật thực lực hẳn là càng mạnh, Diệp Thần Phong đám người liền cái thứ nhất trong trụ đá 10 con sinh vật cũng không bắt được. Chớ nói chi là hắn thực lực của hắn càng mạnh rồi. Này cửu đầu hỏa kỳ lân xuất hiện sau đó chúng nó không có đi để ý tới mặt khác 10 con quỷ dị sinh vật, chúng nó bay thẳng đến Diệp Thần Phong đám người vào tới, thật giống phải đem Diệp Thần Phong đám người cho trực tiếp che mất. Theo, cửu đầu hình thể khổng lồ hỏa kỳ lân không ngừng tới gần, Diệp Thần Phong các loại 5 người lập tức cảm thấy cực hạn nhiệt độ cao, đối mặt này cửu đầu hỏa kỳ lân, Diệp Thần Phong cũng đúng là thúc thủ vô sách. Trong miệng nói lầm bầm, lần này lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này. Nhưng vừa lúc đó, từ cung điện phía trên đột nhiên bắn xuống 2 tia sáng tuyến, một đạo đem Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di cho bao phủ, một đạo khác đem Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn cho bao phủ. Này cửu đầu hỏa kỳ lân thân thể đụng vào tia sáng ngoại vi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chúng nó căn bản vô pháp xuyên thấu qua tia sáng này công kích được Diệp Thần Phong đám người. Tại đây cửu đầu hỏa kỳ lân bay ngược ra ngoài thời điểm, Diệp Thần Phong, Lâm Hân Di cùng Thẩm Minh Hiên bọn hắn 5 thân thể của con người, dĩ nhiên một tên tiếp theo một tên biến mất ở trong ánh sáng, giống như là được lực lượng nào đó đột nhiên truyền tống ra cung điện này. Chương 1188, cực độ uất ức. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Làm tầm mắt lần thứ hai khôi phục thời điểm, Diệp Thần Phong phát hiện mình thân ở một cái u ám căn phòng bên trong. Bên trong căn phòng bày biện hết sức đơn giản, chỉ có một tấm thập phần cổ điển bàn, tại cái bàn này thượng để đó 2 cái đen nhánh vô cùng hình chữ nhật hộp, cũng không biết 2 cái này trong hộp tồn phóng đồ vật gì. Tại gian phòng này chính giữa trên mặt đất có một cái kỳ quái đồ án, cái này đồ án là do hơn 100 viên đá màu đen tạo thành. Hơn nữa này hơn 100 viên hòn đá màu đen phương thức sắp xếp, thật giống có một loại thiên địa pháp tác ở trong đó, này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi nhìn chằm chằm cái này đồ án lăng thần. Diệp Thần Phong, chúng ta làm sao đi tới nơi này? Minh Hiên bọn họ đâu? Lâm Hân Di đồng dạng là được truyền tống đến trong căn phòng này rồi,
tại tầm mắt của nàng khôi phục sau đó người lập tức mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong thu hồi ánh mắt, trầm tư một lát sau, nói ra, vừa vặn tại bên trong cung điện không phải có hai tia sáng bao phủ lại chúng ta ma. Ta nghĩ chúng ta chính là được tia sáng kia truyền đưa đến nơi đây, về phần Minh Hiên ba người bọn họ nhưng là được truyền tống đến những nơi khác đi rồi, bất quá, có một chút ta dám khẳng định, ta hiện tại hẳn là tại cung điện mỗi cái gian phòng bên trong, Minh Hiên bọn hắn khả năng bị truyền tống đến những phòng khác bên trong đi rồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong suy đoán sau đó Lâm Hân Di cũng bình tĩnh lại, trong phòng chỉ có Diệp Thần Phong cùng nàng hai người, nhìn xem Diệp Thần Phong trên môi cái kia nhàn nhạt vết thương. Lâm Hân Di tim đập là một trận gia tốc, liền ngay cả gò má cũng vi vi ửng hồng rồi. Diệp Thần Phong cũng chú ý tới Lâm Hân Di ánh mắt rồi, trong cổ họng hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói ra, khụ khụ. Hân Di, chúng ta tại trong căn phòng này cẩn thận tìm xem. Nhìn xem có hay không cái gì rời đi nơi này phương pháp xử lý. Lâm Hân Di nhìn thấy Diệp Thần Phong ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Trong lòng nàng liền không có từ trước đến nay một trận buồn bực, nhìn xem hướng về trong phòng cái bàn kia đi đến Diệp Thần Phong, người miệng quát Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi liền chán ghét như vậy ta sao? Diệp Thần Phong dưới chân bước chân vi vi dừng lại, xoay người lại, trong lòng là một trận cay đắng, nhưng trên mặt vẫn là duy trì nụ cười. Giả vờ ngây ngốc nói, Hân Di, người đây là nói gì vậy? Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Ta xem trên thế giới này không có người nam nhân nào hội chán ghét ngươi. Lâm Hân Di hàm răng khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Buổi tối ngày hôm ấy nửa tỉnh nửa say giữa sự tình, tại Lâm Hân Di trong đầu vẫn là vô cùng rõ ràng, đang trầm mặc 3-4 giây sau. Lâm Hân Di rốt cục lấy hết dũng khí, nói ra, Diệp Thần Phong, buổi tối ngày hôm ấy là nụ hôn đầu của ta, lẽ nào ngươi không cảm giác mình nên nói gì sao? Diệp Thần Phong trong lòng là phi thường phiền muộn, trong lòng thầm nghĩ, đại tỷ, ngươi đây là làm cái gì máy bay? Buổi tối ngày hôm ấy rõ ràng là ta được ngươi cưỡng hôn chứ? Làm sao hiện tại hẳn là yếu giải thích người biến thành ta? Không mang theo đùa người khác như vậy. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng Diệp Thần Phong cũng không thể thẳng như vậy nói rồi, hắn lựa chọn kéo dài chiến thuật, nói ra, Hân Di, ta xem chuyện này chờ chúng ta rời đi nơi này rồi. Ta sẽ cùng ngươi tốt nhất giải thích giải thích. Ngươi thấy thế nào? Lúc này, Lâm Hân Di là ăn đòn cân sát tâm. Ngươi cũng không lo được sự căng thẳng của nữ nhân rồi. Ngươi hiện tại đã 100% xác định chính mình đối Diệp Thần Phong là có hảo cảm. Ngươi lắc lắc đầu, nói ra ta liền yếu ngươi bây giờ trả lời vấn đề của ta. Muốn cho Diệp Thần Phong hiện tại tiếp nhận Lâm Hân Di, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thấy Lâm Hân Di như vậy cố chấp, hắn chuẩn bị nói thật. Nhưng vừa lúc đó, gian phòng này chính giữa cái kia cái đồ án kỳ quái đột nhiên lấp lánh lên, theo này cái kỳ quái đoạn liên tục lấp lánh, từ nơi này kỳ quái đồ án bên trong thả ra cuồn cuộn không đoạn sóng năng lượng, tiếp lấy, một vệt nhìn như trong suốt bóng người xuất hiện tại cái này bên trên đồ án, bóng người này là một người mặc áo đen bà lão. Bà lão này trên mặt che kín nếp nhăn, một đôi con mắt bên trong lộ ra khí tức âm sâm. Người cái kia trên người uy thế để Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di thở không được, bên trong thân thể là một trận huyết khí dâng lên. Bà lão này hai con mắt không có hảo ý nhìn hướng Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di, thanh âm khàn khàn từ trong miệng của nàng truyền ra, hai người các ngươi thật là to gan, lại dám xông vào ta Âm Minh Tông di tích bên trong. Bà lão trên mặt che kín vẻ giận dữ, đột nhiên, từ bà lão này trong cổ họng phát ra một đạo nhẹ nhàng nghi hoặc thanh âm. Ánh mắt của nàng không nháy một cái tập trung vào Lâm Hân Di trên người, chừng 10 giây sau, người gật đầu cười nói, không tệ, không tệ, dĩ nhiên là trời sinh lạnh thể, phi thường thích hợp tu luyện chúng ta Âm Minh Tông một môn công pháp, nữ hoa hoa, về sau ngươi chính là Âm Minh Tông đệ tử. Bà lão này hai tay nhẹ nhàng vung lên, tại người dưới bàn chân cái kia đồ án kỳ quái thượng, lập tức xuất hiện một cái hố đen, cái hắc động này bên trong có một loại nào đó cực hạn sức hút. Đem Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di hướng về trong hắc động nắm kéo. Tên này bà lão liếc nhìn Diệp Thần Phong, nói ra, không có bất kỳ thể chất đặc biệt, chỉ là một cái rác rưởi mà thôi, mang về Âm Minh Tông cũng là làm tạp dịch phần. Bà lão thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, Diệp Thần Phong thân thể liền bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng, nặng nề đụng vào bên trong căn phòng trên bàn, trực tiếp đem bàn đều đụng phải tan vỡ rồi.
Về phần Lâm Hân Di, một nửa người đã là được hút vào trong hố đen rồi, nhìn xem bay ngược ra ngoài Diệp Thần Phong, Lâm Hân Di hốc mắt trong ướt át một mảnh, người liều lĩnh quát, Diệp Thần Phong, ta thích ngươi, Diệp Thần Phong, ta thích ngươi. Thẳng đến Lâm Hân Di thân thể biến mất ở trong hố đen, Lâm Hân Di thanh âm lúc này mới im bặt đi, hố đen cũng dần dần biến mất rồi. Té lăn trên đất, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết Diệp Thần Phong. Hắn liều lĩnh từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng của hắn là bách vị chen lẫn, hắn dĩ nhiên trực tiếp được một cái lão thái bà nhẹ nhàng vung lên, hắn bây giờ trong cơ thể liền bị nội thương nghiêm trọng. Hồi tưởng lại vừa vặn Lâm Hân Di liều lĩnh biểu lộ, Diệp Thần Phong song quyền nắm chặt, hắn nhìn xem bà lão kia, chất vấn, người rốt cuộc là ai? Đem Lâm Hân Di trọng mới truyền tống về trong căn phòng này. Bà lão hơi không kiên nhẫn nhìn xem Diệp Thần Phong. Âm thanh khàn giọng nói, chỉ là một cái hạ đẳng vị diện rác rưởi, lại dám đối với ta nói như vậy. Ta một người là có thể đem bọn ngươi toàn bộ hạ đẳng vị diện làm hỏng, vừa vặn nữ oa kia có thể tiến vào ta Âm Minh Tông, chính là người đời này phúc khí, về phần ngươi, sau này nhất định không phải là cùng người tại một thế giới bên trong rồi. Diệp Thần Phong trong tròng mắt sát cơ hiện lên, trên cổ tay phải mang lên vòng tay, trong tay nhét vào cúc áo. Dùng linh hồn trực tiếp kích phát rồi cúc áo, Diệp Thần Phong tóc lập tức biến thành màu đỏ nhạt, xung quanh cơ thể cũng bị nhạt hồng sắc khí thể cho lượn lờ rồi, trong nháy mắt tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng, thực lực từ đế cấp sơ kỳ tăng lên tới đế cấp trung kỳ. Cái kia phảng phất chỉ có một vệt cái bóng bà lão, người tại cảm nhận được Diệp Thần Phong biến hóa sau, người trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, quát lên, đồ điếc không sợ súng. Bà lão trong tròng mắt bắn ra hai đạo lăng lệ ánh sáng, này hai đạo quang mang bắn trúng Diệp Thần Phong thân thể lúc, Diệp Thần Phong trong cơ thể hết thảy gân mạch một trận bành trướng, tiếp lấy, ầm, thanh âm không dứt bên tai, tại Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch nổ tung đồng thời, Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cũng một cái bạo liệt ra. Diệp Thần Phong giống như một bãi bùn nhão bình thường ngã xuống trên mặt đất, chỉ là khu khu hai đạo trong ánh mắt ánh sáng. Vậy thì để Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch cùng xương nổ tung. Đây chính là chênh lệch, chỉ là một con hạ đẳng vị diện run rế, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Đây chính là của ngươi kết cục, liền để cho ta tới tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Bà lão đầy mặt khinh thường nói. Nằm trên mặt đất thượng đau không tiếp tục cảm giác đau Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là tràn đầy uất ức, cho dù lúc trước gặp phải làm sao cường hãn đối thủ, hắn cũng không có như thế uất ức qua. Nhưng toàn thân gân mạch cùng xương nổ tung, cảnh này khiến hắn căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may rồi. Ở đằng kia tên bà lão muốn trực tiếp đưa Diệp Thần Phong đi địa ngục thời điểm, của nàng Việt kia bóng người đột nhiên trở nên càng ngày càng đơn bạc, người cái kia tràn ngập ở bên trong phòng khí tức cũng đang chậm chậm biến mất rồi, bà lão nói ra tính là ngươi hảo vận, liền để ngươi tự sinh tự diệt đi. Vừa dứt lời, tên kia bà lão thân ảnh liền biến mất ở này kỳ quái bên trên đồ án. Ở đằng kia tên bà lão biến mất sau đó Diệp Thần Phong trong đầu quanh quẩn lên một thanh âm, yên tâm, nữ oa kia không có việc gì, muốn lần nữa nhìn thấy người, người nhất định muốn bảo đảm chính mình sống tiếp. Chương 1189, người thật sự yếu như run rế. Nơi nào đó tia sáng mở tối bên trong thạch thất. Một tên nhắm mắt lại ngồi trên ghế dựa bà lão đột nhiên mở mắt ra, tên này bà lão không phải là vừa vặn dùng trong con ngươi bắn ra hai đạo quang mang. Đem Diệp Thần Phong trong cơ thể gân mạch cùng xương toàn bộ nổ tung người ma. Tên này bà lão tên là Tống Xuân Mi. Ở tên này bà lão bên cạnh còn đứng một tên năm ước nhị thập nhiều thanh niên. Thanh niên này là gương mặt che lấp vẻ, ánh mắt cung kính nhìn xem Tống Xuân Mi, nói ra, sư phụ, nữ nhân này là. Chỉ thấy tại Tống Xuân Mi trước mặt mặt đất đồng dạng có hơn trăm khối hòn đá màu đen tạo thành đồ án kỳ quái. Cái này đồ án cùng Diệp Thần Phong chỗ ở trong phòng đồ án giống nhau như đúc, giờ khắc này, hôn mê Lâm Hân Di đang nằm ở cái này đồ án kỳ quái bên trên. Tống Xuân Mi mở miệng nói ra, tại đã từng phi thường xa xôi niên đại, chúng ta Âm Minh Tông cũng không phải ở nơi này, chỉ là sau đó mới rời đã đến nơi này, trước đây không lâu ta chiếm được cái truyền tống trận này phương thức sắp xếp. Tống Xuân Mi mục quang nhìn trên mặt đất đồ án kỳ quái. Tiếp tục nói, chúng ta Âm Minh Tông đã từng thất lạc một tòa cung điện, có người nói cái kia tòa cung điện chính là chúng ta Âm Minh Tông bí bảo. Tại ta nghiên cứu cái truyền tống trận này sau, ta hầu như có thể khẳng định cái truyền tống trận này là đi về hạ đẳng vị diện,
thật không nghĩ tới chúng ta Âm Minh Tông mất cái kia tòa cung điện lại đang hạ đẳng vị diện bên trong. Tống Xuân Mi trong cổ họng thở dài, đáng tiếc là chịu đến thiên địa pháp tắc ràng buộc, ta không cách nào thông qua truyền tống trận này đến hạ đẳng vị diện đi, chỉ có thể làm cho một tia thần niệm truyền đưa tới, bất quá, hạ đẳng vị diện bên trong người hoặc vật lại là không bị thiên địa pháp tắc ràng buộc, bọn hắn có thể thông qua truyền tống trận đến chúng ta nơi này. Bên trong cung điện sắp xếp truyền tống trận linh thạch, năng lượng trong đó cơ hồ là tiêu hao hết tất rồi, bây giờ cho dù thông qua truyền tống trận, ta cũng không cách nào cảm ứng được cung điện hơi thở, nhưng lần này cũng không tính là không thu hoạch được gì. Trên mặt che kín nếp nhăn Tống Xuân Mi, người một mặt nụ cười nhìn xem hôn mê Lâm Hân Di, nói ra, Mạc Thiên chừng 2 năm nữa chính là ta nhóm Âm Minh Tông Thánh Tử chọn lựa rồi, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn có chút treo. Cô gái này em bé là trời sinh lạnh thể, tại trong 2 năm này ta sẽ đem hết toàn lực giúp cô gái này em bé tăng cao thực lực. Đến lúc đó ngươi chỉ cần cùng nàng kết hợp, thực lực của ngươi liền sẽ tăng mạnh, chúng ta Âm Minh Tông thế hệ này thánh tử vị trí liền không phải ngươi thì còn ai. Một bên tên là Giang Mạc Thiên thanh niên, hắn nhìn trên mặt đất Lâm Hân Di lành lạnh xinh đẹp khuôn mặt, khóe miệng hắn lộ ra một vệt tà ý nụ cười, bất quá. Vừa vặn Tống Xuân Mi một tia thần niệm truyền tống đến bên trong cung điện bên trong căn phòng thời điểm, trong phòng hình ảnh toàn bộ hiện lên hiện tại cái này nhà đá bên trong. Nhớ tới bên trong căn phòng Diệp Thần Phong cùng với vừa vặn Lâm Hân Di đối Diệp Thần Phong biểu lộ lời nói, điều này không khỏi làm Giang Mạc Thiên nhíu nhíu mày, nói ra, sư phụ, vừa vặn hạ đẳng vị diện bên trong tên tiểu tử kia, phải cùng nữ nhân này quan hệ không ít chứ. Nữ nhân này vẫn không phải hoàn bích chi thân. Tống Xuân Mi nói ra, Mạc Thiên, điểm này ngươi yên tâm, cô gái này tuyệt đối là băng thanh ngọc khiết, về phần hạ đẳng vị diện bên trong tên tiểu tử kia, toàn thân hắn gân mạch cùng xương toàn bộ đều nổ tung, hắn căn bản không có còn sống khả năng được rồi, cho dù hắn có thể đủ kéo dài hơi tàn sống sót lại có thể làm sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể đi vào chúng ta vị diện này? Như loại người như hắn run rế vĩnh viễn cũng không phải cùng chúng ta một thế giới. Ngươi không dùng tới vì một con run dế mà buồn phiền. Giang Mạc Thiên nhíu lông mày chậm rãi thư giãn ra nói ra, sư phụ, ngài dạy phải, về sau ta sẽ chiếu cố tốt vị sư muội này. Tống Xuân Mi gật gật đầu, nói ra, Mạc Thiên ta biết tính tình của ngươi, bất quá, ngươi còn chưa thể chạm người nữ oa này, lần thứ nhất cùng trời sinh lạnh thể kết hợp hiệu quả lớn nhất, ngươi nhất định muốn các loại 2 năm, tại chúng ta Âm Minh Tông Thánh Tử chọn lựa đêm trước. Người mới có thể cùng cô gái này chân chính kết hợp. Giang Mạc Thiên trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ thất vọng, nhưng hắn vẫn là nói, sư phụ, ngài yên tâm, Mạc Thiên cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Hạ đẳng vị diện, đáy biển dưới, cung điện một căn phòng bên trong. Diệp Thần Phong trong đầu lần nữa quanh quẩn lên thanh âm quen thuộc, này làm cho hắn là hơi sững sờ, giờ khắc này. Hắn còn đang suy nghĩ vừa vặn Lâm Hân Di được cái kia quỷ dị hố đen hút đi vào hình ảnh. Cái này quỷ dị hố đen cùng lúc trước tại Viêm Dương đảo viêm hỏa trong rừng cây gần như, ban đầu ở Diệp Thần Phong chân trước vừa mới rời đi Viêm Dương đảo, Đồng Uyển như không phải là được viêm hỏa trong rừng cây xuất hiện một cái quỷ dị hố đen cho hút đi ma. Đáng tiếc Diệp Thần Phong đối với cái này tất cả cũng không biết rõ. Nằm trên đất không cách nào nhúc nhích mảy may Diệp Thần Phong. Hắn đã sớm đã nghe qua chính mình trong ảo cảnh bóng trắng nhân hòa bóng đen thanh âm của người rồi, bóng trắng tiếng người âm so sánh trong trẻo một ít, mà bóng đen thanh âm của người nhưng là so sánh âm trầm một ít, vừa vặn vang vọng ở trong đầu hắn thanh âm là bóng trắng người phát ra. Ta biết ngươi là ta tại trong ảo cảnh gặp phải cái kia bóng trắng người, làm sao ngươi biết Lâm Hân Di không có chuyện gì? Nằm dưới đất Diệp Thần Phong, trong miệng hắn hữu khí vô lực hỏi. Tiểu gia hỏa. Không phải là một người phụ nữ ma. Nhìn ngươi dáng dấp này, cần phải như vậy phải không? Vang vọng tại Diệp Thần Phong trong đầu thanh âm lại thay đổi, lúc này trở nên hơi âm trầm, hẳn là cái bóng đen kia người đang nói chuyện rồi. Diệp Thần Phong trầm mặc không nói, nhớ tới vừa vặn Lâm Hân Di liều lĩnh biểu lộ, Diệp Thần Phong luôn cảm giác trong lòng rất khó chịu, dù sao cùng Lâm Hân Di ở chung lâu như vậy rồi, đồng thời cũng cộng đồng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Muốn nói đối Lâm Hân Di không có bất kỳ cảm tình, cái này căn bản là tán dóc. Ngược lại, Diệp Thần Phong trong đầu lại nghĩ tới vừa vặn mình bị bà lão kia ung dung giải quyết cảnh tượng, hắn cực độ không cam lòng đem trong miệng cắn chặt hàm răng, từ trong miệng của hắn không ngừng phát ra chít rồi. Chít rồi, thanh âm.
Bóng trắng thanh âm của người lần nữa vang vọng ở Diệp Thần Phong trong đầu, tiểu gia hỏa, phải hay không rất không cam tâm. Là không phải là muốn trở nên mạnh mẽ. Nói thật, người bây giờ xác thực yếu như run rế. Người đừng cất nhắc tiểu tử này căn bản liền run rế cũng không bằng. Bóng đen thanh âm của người cũng lập tức vang lên. Được rồi, người cũng chớ đả kích tên tiểu tử này. Bóng trắng người tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, hảo hảo tỉnh lại đi đi. Trên mặt đất cái kia hai cái hộp bên trong đồ vật hẳn là đối với ngươi khôi phục thương thế có trợ giúp, nguyên bản chúng ta bây giờ chả không nên cùng ngươi tiếp xúc, ngươi nỗ lực tăng cao thực lực đi. Hiện tại mục tiêu của ngươi là đem thiên minh cho triệt để diệt trừ, nếu như ngươi ngay cả thiên minh đều diệt trừ không được, như vậy đoán chừng ngươi cả đời này cũng không thấy được cái kia nữ oa rồi. Nghe bóng trắng nhân hòa bóng đen người ngôn ngữ, Diệp Thần Phong hỏi, Lâm Hân Di thật sự sẽ không có việc. Bóng trắng người cười nói, tiểu gia hỏa, chúng ta không cần thiết lừa ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lúc này mới hơi chút an tâm một ít, đem ánh mắt nhìn về phía một bên hai cái này hộp là vừa vặn để lên bàn, tại bàn được Diệp Thần Phong đụng phải tan vỡ sau đó hai cái này hộp cũng lập tức mất rơi xuống đất bên trên. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong đã từ có thể khống chế trạng thái nổi khùng bên trong đi ra ngoài rồi. Toàn thân vô lực lại tăng thêm trong cơ thể gân mạch cùng xương toàn bộ nổ tung, này làm cho Diệp Thần Phong nhìn xem cách mình xa 1m2 cái hộp, khóe miệng là lộ ra một vệt cay đắng. Diệp Thần Phong trong miệng cắn chặt hàm răng, thân thể hơi chút muốn hơi động, toàn thân nổ tung gân mạch cùng đầu khớp xương đau đớn liền truyền khắp Diệp Thần Phong toàn thân, để Diệp Thần Phong đau toàn thân không ngừng co quắp. Diệp Thần Phong trong cổ họng nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhưng cũng không phải một cái dễ dàng sẽ bỏ qua người. Đặc biệt là tại trong tuyệt cảnh, hắn lần thứ hai sử xuất toàn lực chậm rãi bắt đầu động đậy thân thể, hắn mỗi một lần động đậy thân thể, hầu như chỉ có thể di chuyển 1-2 cm, nhưng này 1-2 cm là khiến hắn thừa nhận to lớn thống khổ, cùng với dùng hết toàn lực mới di chuyển. Diệp Thần Phong hiện lên trong đầu vừa vặn bà lão kia Tống Xuân Mi khuôn mặt, hắn cắn răng quát, lão già, hôm nay ta Diệp Thần Phong chịu thống khổ, ngày khác ta nhất định yếu gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Xa 1 mét khoảng cách, Diệp Thần Phong trọn vẹn di chuyển 2 giờ. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt hai cái hộp, trong miệng hắn là không ngừng thở hổn hển, trong đầu hắn bóng đen thanh âm của người lần nữa vang lên, tiểu tử, không sai, ngươi sự nhẫn nại vô cùng tốt, nếu muốn báo thù, ngươi liền tất cần phải trở nên mạnh mẽ, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có cỡ nào ghê gớm rồi, tại ngươi chỗ chưa chạm tới rất nhiều nơi, rất nhiều người một đầu ngón tay là có thể nghiền ép ngươi chết bầm. Tiểu gia hỏa, mở hộp ra xem một chút đi. Chúng ta cảm ứng được trong hộp đồ vật tuyệt đối là đối với ngươi có trợ giúp. Bóng trắng người cũng lập tức nói ra. Chương 1190, điên cuồng đột phá. Thần bí thiết bài. Diệp Thần Phong hai tay không thể nhúc nhích, chỉ còn dư lại phần đầu có thể sống chuyển động. Miệng hắn cắn cách hắn tương đối gần một cái hộp, lợi dụng miệng đem hộp chậm rãi đi lên mở ra. Trong hộp lưu trữ chính là một cái bình sứ màu trắng. Diệp Thần Phong đem bình sứ nút lọ cho cắn ra, nhất thời nhất cổ mùi thuốc từ bình sứ bên trong lan tràn ra, rất nhanh, cả phòng đều tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc rồi. Diệp Thần Phong lợi dùng miệng đem bình sứ bên trong đồ vật cho đổ ra, hai hạt màu xanh da trời đan dược nhất thời hiện lên hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, chỉ thấy cái này hai hạt đan dược bên trên che kín phức tạp hoa văn, từng trận sóng năng lượng từ nơi này hai hạt đan trong dược truyền tới. Diệp Thần Phong trong cổ họng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cho dù hắn không nhận ra đan dược này lai lịch, nhưng hắn cũng khẳng định cái này hai hạt màu xanh da trời đan dược tuyệt không phải vật phàm, chỉ từ này mùi thuốc nồng nặc vị, cùng với từ đan dược bên trong truyền ra năng lượng là có thể phán đoán. Ai, bóng trắng người một tiếng thở dài vang vọng ở Diệp Thần Phong trong đầu, tiếp lấy, bóng trắng người nói, đáng tiếc, người bây giờ dùng cái này hai hạt đan dược, quả thực là tao đạp. Bất quá, hiện tại cũng không có biện pháp nào khác rồi, ngươi đem cái này hai hạt đan dược nuốt xuống đi. Không chỉ có thể để thân thể của ngươi khôi phục, e sợ vẫn có thể cho ngươi tăng lên một ít thực lực. Vào giờ phút này, Diệp Thần Phong cũng không do dự nữa rồi, hắn một cái đem cái này hai hạt màu xanh da trời đan dược hút vào trong miệng, tại một trận loạn tước sau đó hắn đem cái này hai hạt đan dược nuốt vào trong bụng. Nhất thời nhất cổ lửa nóng lan tràn là xong Diệp Thần Phong toàn thân. Để Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, chính mình nổ tung gân mạch cùng xương phảng phất bắt đầu cháy rừng rực,
trong cơ thể trong nháy mắt được nhất cổ cường hãn năng lượng cho tràn ngập rồi. Này cỗ cường hãn năng lượng tứ ngược Diệp Thần Phong trong cơ thể, này làm cho Diệp Thần Phong trong cơ thể đau đớn nhất thời tăng lên gấp bội, đau đến hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới rịn ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi, trên trán là bạo suốt một cái gân xanh, hai con mắt trợn lên lớn vô cùng, trong miệng là không ngừng thở hổn hển. Thân thể một trận lại một trận run rẩy. Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông mở ra, không ngừng có màu đen sền sệt vật, từ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông tràn ra tới. Tại màu đen sền sệt vật tràn ra sau, Diệp Thần Phong bên trong thân thể cảm giác đau mới chậm rãi yếu bớt rồi, đầu tiên là hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổ tung gân mạch tại một cái khép lại. Tại hết thảy gân mạch đều khép lại sau đó nổ tung xương cũng đang một cái khép lại, không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong hết thảy nổ tung gân mạch cùng xương đều khép lại xong rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong trong cơ thể cái cỗ này cường hãn năng lượng vẫn không có tiêu hao hết tất, cái cỗ này cường hãn năng lượng nhất thời chảy vào Diệp Thần Phong trong gân mạch, tại Diệp Thần Phong trong gân mạch không ngừng du tẩu lên. Theo, cái cỗ này cường hãn năng lượng liên tục đi khắp, Diệp Thần Phong trong cơ thể gân mạch đang không ngừng mở rộng, nhất cổ đau đớn kịch liệt cảm giác lần nữa trải rộng toàn thân, thế nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, kèm theo cái cỗ này cường hãn năng lượng đi khắp, này cường hãn năng lượng đang không ngừng hòa vào bên trong thân thể của hắn. Diệp Thần Phong trong cơ thể đế cấp sơ kỳ linh hồn lực là không ngừng dâng lên, rất nhanh sẽ chạm tới đột phá lá chắn, khi hắn trong gân mạch cái cỗ này cường hãn năng lượng đánh sâu vào 4, 5 lần sau. Trở ngại đột phá lá chắn trong nháy mắt bị xông phá rồi, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực tăng mạnh, bốn phía khí lưu trong nháy mắt vang vọng ở thân thể của hắn bốn phía, hắn thuận lợi từ đế cấp sơ kỳ khóa nhập đế cấp trung kỳ. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong bước vào đế cấp trung kỳ sau, hắn trong gân mạch năng lượng vẫn không có tiêu hao hết, cái cỗ này cường hãn năng lượng tiếp tục tại trong gân mạch không ngừng du tẩu. Cảnh này khiến Diệp Thần Phong trong cơ thể đế cấp trung kỳ linh hồn lực lại một lần nữa tăng lên tới cực điểm, trong nháy mắt lại chạm vào đột phá lá chắn. Ở đằng kia cỗ cường hãn năng lượng tại va chạm 5, 6 lần lá chắn sau đó cái cỗ này cường hãn năng lượng đang chậm rãi giảm bớt, Diệp Thần Phong cảm giác được điểm này sau đó trong cơ thể hắn linh hồn lực vận chuyển. Đây là một cái rất tốt đột phá thời cơ, Diệp Thần Phong làm sao có thể bỏ lỡ đột phá đến đế cấp đỉnh phong cơ hội. Diệp Thần Phong trong cơ thể điên cuồng vận chuyển linh hồn lực đồng thời, trong cổ họng hắn khàn cả giọng bạo quát một tiếng, a hát. Phốc, một tiếng. Một ngụm máu tươi từ Diệp Thần Phong miệng bên trong phun ra tung tóe, nhưng lại tại này một ngụm máu lớn phun lúc đi ra, trở ngại hắn đột phá đến đế cấp đỉnh phong lá chắn trong phút chốc bị xông phá rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực lần thứ hai tăng vọt, chung quanh khí lưu trở nên cực kỳ không ổn định. Trên mặt đất được đụng phải tan vỡ cái bàn linh kiện, từng cái nổ tung thành vụn gỗ, từ Diệp Thần Phong trong cơ thể tràn ra linh hồn lực là tứ ngược cả phòng, hắn thuận lợi từ đế cấp trung kỳ lại đột phá đến đế cấp đỉnh phong. Đang đột phá đến đế cấp đỉnh phong sau đó đi lại ở Diệp Thần Phong trong gân mạch cái cỗ này cường hãn năng lượng, này mới chậm rãi tiêu hao hết tất rồi. Diệp Thần Phong đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, bàn tay không ngừng mở ra lại nắm chặt. Cảm thụ trong cơ thể đế cấp đỉnh phong linh hồn lực, khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười, không nghĩ tới không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục rồi, liền ngay cả linh hồn lực cũng tăng lên tới đế cấp đỉnh phong. Tiểu gia hỏa, ngươi không khỏi cũng quá dễ dàng thỏa mãn chứ. Nếu như cái này hai viên thuốc chờ ngươi về sau dùng lời nói, như vậy thực lực của ngươi chỉ sẽ tăng lên càng thêm mãnh liệt, lần sau ngươi nên vì tăng lên chút này thực lực mà cảm thấy thỏa mãn sao? Ngươi bây giờ mục tiêu hẳn không phải là diệt thiên minh đi nha. Diệt cái kia cái gọi là thiên minh, đây chỉ là trong đời ngươi cất bước mà thôi. Bóng trắng thanh âm của người vang vọng ở Diệp Thần Phong trong đầu. Tiểu tử, đi xem một cái khác trong hộp gỗ lưu trữ đồ vật. Bóng đen thanh âm của người cũng vang lên. Diệp Thần Phong khi chiếm được cái hộp gỗ thứ nhất bên trong chỗ tốt sau đó hắn lập tức không kịp chờ đợi đem cái thứ hai hộp gỗ từ trên mặt đất nhặt lên. Không chút do dự đem hộp gỗ mở ra, chỉ thấy hiện ra tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt chính là một quyển phi thường cổ điển thư tịch. Này bản thư tịch bìa viết hai cái phi thường cổ lão kiểu chữ. Diệp Thần Phong mơ hồ có thể nhận ra, hai cái này cổ lão kiểu chữ chính là bùa chú hai chữ này. Tiểu gia hỏa, đem này bản thư tịch thu gom được,
về sau sẽ đối với ngươi có trọng yếu tác dụng. Bóng trắng thanh âm của người lại vang lên. Diệp Thần Phong cũng không có hỏi nhiều cái gì, hắn bây giờ đối với ở bóng trắng nhân hòa bóng đen người có một loại không rõ tín nhiệm, cái kia hắn bây giờ còn chưa tiếp xúc được thế giới, cũng chỉ có bóng trắng nhân hòa bóng đen người hiểu. Diệp Thần Phong lập tức đem quyển này tên là bùa chú thư tịch cho nhận được trong không gian giới chỉ. Tại đêm này bản thư tịch thu nhập trong không gian giới chỉ sau, tại này bản thư tịch dưới đáy còn có một khối rỉ sét loang lổ thiết bài thượng mơ hồ có khắc chí tôn hai chữ. Diệp Thần Phong đem trong hộp gỗ thiết bài lấy vào tay trong, lập tức đem hộp gỗ cho ném vào trên mặt đất, nhưng mà, tại đem thiết bài bắt được bàn tay phải bên trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thay đổi sắc mặt. Đầu tiên là tay phải của hắn được thiết bài cho rạch ra một đạo miệng lớn, tiên huyết là trong nháy mắt đem thiết bài cho bao quanh rồi, tiếp lấy, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực không khô vào thiết bài bên trong, hơn nữa không chút nào dừng lại xu thế. Rất nhanh, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực được thiết bài rút không có chút nào thừa lại, quá trình này chỉ có mấy giây, liền để Diệp Thần Phong cơ hội phản ứng cũng không có. Bên trong thân thể được rút khô linh hồn lực Diệp Thần Phong, hắn nhất thời đặt mông co quắp ngồi ở trên mặt đất, loảng xoảng. Một tiếng, trong tay phải thiết bài cũng rơi vào trên mặt đất. Làm Diệp Thần Phong hướng xuống đất thượng thiết bài nhìn lại thời điểm, chỉ thấy khối này thiết bài đột nhiên lăng không bay đến giữa không trung, tại giữa không trung không ngừng xoay tròn, theo thiết bài xoay tròn, thiết bài bên trên rỉ sắt toàn bộ bóc ra rồi, cả khối thiết bài biến thành mới tinh vô cùng đen tuyền, đồng thời ánh sáng màu đen đại thịnh, đem cả phòng đều bao phủ ở trong đó. Diệp Thần Phong là kinh ngạc nhìn trước mặt tình cảnh này, tại giữa không trung thiết bài chậm rãi thu nạp ánh sáng màu đen, làm ánh sáng màu đen toàn bộ biến mất sau đó khối này màu đen thiết bài trực tiếp lại đã rơi vào Diệp Thần Phong trong bàn tay, này làm cho Diệp Thần Phong lăng thần chốc lát. Tiểu gia hỏa, vẫn đúng là đừng nói, người số mệnh ngay cả ta đều ước ao rồi, khối này thiết bài cũng tốt tốt thu gom, về sau hay là tại lúc khẩn cấp quan trọng vẫn có thể cứu ngươi một mạng đây. Được rồi. Lần này chúng ta là vạn bất đắc dĩ mới cùng ngươi tiếp xúc, tại ngươi đem thiên minh diệt trừ trước đó, chúng ta sẽ không lại chủ động cùng ngươi tiếp xúc, tiểu gia hỏa, chính ngươi tranh giành khẩu khí đi. Nếu như ngay cả thiên minh cũng không cách nào diệt trừ, như vậy ngươi đời này nhất định tiếp xúc không tới cao hơn phương diện rồi. Bóng trắng người ngưng trọng thanh âm vang vọng tại Diệp Thần Phong trong đầu. Chương 1191, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể đỡ lấy mấy chiêu. Thân trong thân thể linh hồn lực được rút khô Diệp Thần Phong, hắn không ngừng suy tư bóng trắng nhân hòa bóng đen người nói, trong đầu nhớ lại đi tới nơi này nơi đáy biển cung điện sau các loại, tất cả những thứ này tất cả cùng hắn huyễn cảnh bình thường phiêu miểu, đặc biệt là nhớ tới Lâm Hân Di được hố đen hút đi hình ảnh, Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi nghĩ nói, Lâm Hân Di, ngươi chờ ta, mặc kệ có khó khăn dường nào, ta đều sẽ đem ngươi cứu ra. Đang nghỉ ngơi mấy canh giờ sau. Co quắp ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn trong thân thể linh hồn lực hầu như gần như hoàn toàn khôi phục rồi, hắn nhìn xem bàn tay phải bên trong khối này mới tinh vô cùng thiết bài, hắn tổng cảm giác mình cùng khối này thiết bài trong lúc đó có liên hệ nào đó, thật giống khối này thiết bài đã trở thành một phần của thân thể hắn. Nếu bóng trắng người ta nói qua khối này thiết bài đối Diệp Thần Phong có tác dụng, như vậy Diệp Thần Phong đem khối này thiết bài cũng thu vào trong không gian giới chỉ. Trong căn phòng này ngoại trừ hai cái hộp, cùng với trên mặt đất kỳ quái đồ án bên ngoài, liền cũng không còn lại bất cứ vật gì, liền ở Diệp Thần Phong suy tính hẳn là phải như thế nào rời đi nơi này thời điểm, gian phòng bên trái trên vách tường đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa, Diệp Thần Phong cũng thấy không rõ lắm này trắng xóa bên trong đến cùng có gì huyền cơ. Diệp Thần Phong xuất phát từ hiếu kỳ, hắn từng bước hướng về bên trái vách tường đi tới. Khi hắn đưa tay phải ra hướng về trắng xóa bên trong tìm kiếm thời điểm, hắn cả người nhất thời được nhất cổ sức hút hút vào, chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng chói mắt vô cùng, này làm cho hắn không kiềm hãm được nhắm hai mắt lại. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình đã rời khỏi cung điện, giờ khắc này, hắn chính đứng ở biển rộng trên mặt biển. Tại Diệp Thần Phong từ phục hồi tinh thần lại sau đó Thẩm Minh Hiên, Tiêu Lập Viễn cùng Trình Đại Hổ ba người này. Thân ảnh của bọn họ cũng dồn dập xuất hiện tại khoảng cách Diệp Thần Phong chỗ không xa, hơn nữa thực lực của ba người này đều có tăng lên trên diện rộng rồi. Thẩm Minh Hiên bây giờ đã có cấp thánh đỉnh phong thực lực mà Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn thực lực đều tại cấp thánh sơ kỳ tầng thứ,
xem ra ba người này đồng dạng tại bên trong cung điện đã nhận được phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn Thẩm Minh Hiên ba người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, lập tức chân đạp mặt biển hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Trình Đại Hổ cười nói, Thần Phong, bây giờ ba người chúng ta đều là thánh cấp cao thủ, lần này đối phó ba Minh Tam Đế là càng thêm có nắm chắc. Diệp Thần Phong cũng không biết làm sao chuyện quan trọng, hắn trong thân thể đế cấp đỉnh phong linh hồn lực, giống như là được vật gì đó cho che lại, đang suy tư chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong suy đoán rất có thể là loại kia màu xanh lam đan dược lưu lại công hiệu, cho nên Trình Đại Hổ đám người cũng không có cảm giác suốt Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, còn tưởng rằng Diệp Thần Phong vẫn cứ dừng lại tại đế cấp sơ kỳ tầng thứ đây. Tại Trình Đại Hổ vừa vặn thanh lại nói, Thẩm Minh Hiên là không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng Lâm Hân Di cùng Diệp Thần Phong là bị cùng một tia sáng cho bao phủ lại, hắn không khỏi nghi vấn đạo Thần Phong, Hân Di đâu này? Lẽ nào người không có cùng với ngươi sao? Diệp Thần Phong cũng không biết nên trả lời như thế nào Thẩm Minh Hiên cái vấn đề này, trong đầu hắn trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn đem đại khái sự tình nói rồi một bên, Minh Hiên, ta mới vừa cùng Hân Di tại cung điện bên trong gặp những người khác, Hân Di được đối phương cho bắt đi, bất quá. Các người yên tâm, Hân Di sẽ không có sự tình, bởi vì đối phương thật giống có ý định muốn thu Hân Di làm đồ đệ, ta nhất định sẽ đem Hân Di cho tìm trở về. Diệp Thần Phong chỉ là nuốt cả quả táo đem sự tình nói một lần, hắn cũng không có nói mình bị bà lão kia suýt chút nữa đánh chết, e sợ như vậy sẽ chỉ làm Thẩm Minh Hiên đám người càng thêm lo lắng. Diệp Thần Phong trong lòng nhưng là thầm nghĩ, bà già đáng chết, ngươi chờ ta, ngươi hôm nay có thể tại ta Diệp Thần Phong trước mặt châu bò. Này không có nghĩa về sau ngươi vẫn có thể ở trước mặt ta xấu như vậy bê, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Thẩm Minh Hiên đám người nghe được Lâm Hân Di bị bắt đi rồi, ba người bọn hắn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, bây giờ Diệp Thần Phong nhất định muốn diệt trừ Thiên Minh, lúc này mới có thể nghĩ biện pháp cứu ra Lâm Hân Di, dù sao Diệp Thần Phong đối bắt đi Lâm Hân Di người không hề hiểu rõ, thế nhưng hắn trong ảo cảnh cái kia bóng trắng nhân hòa bóng đen người hẳn phải biết một chút. Muốn mau chút cứu ra Lâm Hân Di liền tất cần phải mau chút diệt trừ Thiên Minh, như vậy Diệp Thần Phong mới có thể cùng bóng trắng người. Bóng đen người tiếp tục tiếp xúc. Minh Hiên, Đại Hổ, Lập Phiến các ngươi nếu như tự tin ta Diệp Thần Phong, các ngươi hiện tại cũng đừng có mù lo lắng, ta bảo đảm Hân Di không có chuyện gì, tại đem Thiên Minh diệt trừ sau đó ta sẽ phủ Hân Di an toàn mang tới các ngươi tới trước mặt. Diệp Thần Phong khẳng định nói. Khi nghe đến Diệp Thần Phong bảo đảm sau đó Thẩm Minh Hiên đám người lúc này mới hơi chút an tâm một ít, Thẩm Minh Hiên nói ra, Thần Phong, bây giờ liền du thuyền đều phá hủy, chúng ta làm sao đi đế đảo. Diệp Thần Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ bản đồ, nói ra, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào hai chân tại trên mặt biển chạy trốn, có bản đồ nơi tay, chúng ta phải tìm được Thiên Minh đế đảo, này hẳn không phải là chuyện phi thường khó khăn tình. Được. Thần Phong, chúng ta đều nghe ngươi sắp xếp. Thẩm Minh Hiên gật đầu nói. Sau ba ngày. Này ba ngày, ban ngày Diệp Thần Phong bọn người ở tại trên mặt biển chạy đi, đã đến buổi tối tự tùy tiện tìm một hòn đảo nhỏ nghỉ ngơi. Trải qua ba ngày nay chạy đi sau đó bọn hắn cuối cùng là chạy tới mục đích, chỉ thấy Diệp Thần Phong đám người trước mặt có một mảnh cực kỳ nồng nặc sương mù. Căn cứ địa trên bức vẽ nói tới đệ nhất tòa đế đảo ở này sương mù sau. Này sương mù là đưa đến che giấu tác dụng. Diệp Thần Phong đối với Thẩm Minh Hiên đám người, nói ra, sau đó Minh Hiên đắp bả vai của ta, Đại Hổ đắp Minh Hiên vai, Lập Viễn người đắp Đại Hổ vai, mảnh này trong sương mù căn bản là đưa tay không thấy được năm ngón, đi vào trong đó phi thường có thể lạc đường, chỗ bằng vào chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một chút tốt. Tại Diệp Thần Phong bọn bốn người đi vào nồng nặc trong sương mù lúc. Hoa Hạ Quốc, nơi nào đó bên trong căn phòng. Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần ngồi ở trên một cái ghế, mà Lâm Khang Thắng nhưng là ngồi ở Nghiêm Phi Trần bên phải một vị trí, ở trước mặt của bọn họ để đó một khối tinh thể lỏng màn, trong màn ảnh hình ảnh chính là Thiên Minh đệ nhất tòa đế đảo lối vào hình ảnh. Nghiêm Phi Trần tự tiếu phi tiếu nhìn xem Lâm Khang Thắng, Lâm Khang Thắng trên người huyệt đạo đã bị hắn cho phong bế, cho nên tại hắn không có cho Lâm Khang Thắng mở ra huyệt đạo trước đó. Lâm Khang Thắng thì không cách nào tăng lên khởi trong thân thể linh hồn lực rồi. Lâm Khang Thắng, mấy ngày nay, Diệp Thần Phong bọn hắn làm sao còn chưa tới nơi đế đảo? Chẳng lẽ bọn hắn tại trên biển lớn lạc đường sao? Lần này ngươi thật ra khiến ta quả thực kinh ngạc một cái,
không nghĩ tới liền ngay cả ngươi cũng khóa nhập thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Nghiêm Phi Trần cười nói. Lâm Khang Thắng đã biết Nghiêm Phi Trần hôm nay là thần cấp đỉnh phong tầng thứ, này làm cho trong lòng của hắn áp lực vẫn là hết sức lớn, hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Khang Thắng tăng cao thực lực tốc độ nhanh như vậy, này làm cho hắn vì Diệp Thần Phong đám người hài lòng lo lắng. Nghiêm Phi Trần, tự coi như ngươi đem bọn ngươi Thiên Minh Tam Đế tập trung vào một tòa đế trên đảo thì lại làm sao? Thần Phong nhất định có thể chiến thắng các ngươi Thiên Minh Tam Đế. Lâm Khang Thắng nói như đinh chém sắt. Nghiêm Phi Trần không nóng không lạnh lắc lắc đầu, nói ra, Lâm Khang Thắng, thật không biết là ai cho ngươi loại này tự tin. Như vậy hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi biết một chuyện đi. Ta cho Thiên Minh Tam Đế phục dụng cửu chuyển huyết hoa phấn, bây giờ đế cấp sơ kỳ Hàn Côn Hoa đã là đế cấp trung kỳ cao thủ rồi, mà đế cấp trung kỳ Mã Lương Tài đã là đế cấp đỉnh phong cao thủ, về phần đế cấp đỉnh phong Chu Bá Luân đã là thần cấp sơ kỳ cao thủ rồi. Khi nghe đến cửu chuyển huyết hoa phấn này năm chữ sau, Lâm Khang Thắng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn không dám tin nói ra, Nghiêm Phi Trần, người điên rồi sao? Người dĩ nhiên cho thủ hạ của mình dùng cửu chuyển huyết hoa phấn. Nghiêm Phi Trần một mặt không sao cả nói ra, Lâm Khang Thắng, hiện tại không phải là thảo luận cái này thời điểm, người bây giờ còn có vừa vặn tự tin sao? Ngươi cho rằng Diệp Thần Phong có thể chiến đã thắng được hai tên đế cấp cường giả cùng một tên thần cấp cường giả. Ngươi nói Diệp Thần Phong có thể tiếp được mấy chiêu? Nếu như Chu Bá Luân ba người đồng thời động thủ, e sợ Diệp Thần Phong có thể kiên trì đỡ lấy năm chiêu cũng đã không tệ. Lâm Khang Thắng huyệt đạo bị phong bế rồi, tứ chi của hắn chỉ có thể tiến hành cơ bản hoạt động, bàn tay của hắn thật chặt nắm thành quyền đầu, hắn biết cho dù đế cấp sơ kỳ Diệp Thần Phong lại làm sao có thể vượt cấp khiêu chiến, e sợ cũng không phải là hai tên đế cấp cường giả cùng một tên thần cấp cường giả đối thủ. Này làm cho trong lòng của hắn nảy sinh nhất cổ tâm tình tuyệt vọng. Không biết, bây giờ chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đã là thứ thiệt đế cấp đỉnh phong cao thủ. Chương 1192, không thể. Điều này sao có thể? Nghiêm Phi Trần cùng Lâm Khang Thắng chỗ ở bên trong gian phòng. Tinh thể lỏng màn thượng đột nhiên hiện ra Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn bốn người thân ảnh. Này làm cho Nghiêm Phi Trần là thần sắc chấn động. Khóe miệng lập tức lộ ra hí hành hạ nụ cười, nói ra, Lâm Khang Thắng, ngươi và Thẩm Kinh Vũ lập tức liền sẽ không cảm thấy cô đơn rồi, các loại tam đế đem Diệp Thần Phong tiểu tử kia bắt được trước mặt của ta đến, ta sẽ ở trước mặt các ngươi tự tay đem Diệp Thần Phong dằn vặt đến chết, tự tay đem bọn ngươi cái kia cái gọi là hy vọng toàn bộ nát tan. Lâm Khang Thắng mặt không thay đổi nhìn xem tinh thể lỏng màn trong hình ảnh, hắn không có tại hình ảnh trông được đến nữ nhi mình Lâm Hân Di. Này làm cho trong lòng của hắn không khỏi nghi vấn đạo, Hân Di nha đầu này đâu này. Theo lý tới nói, lấy nha đầu này tính cách, lần hành động này người nhất định sẽ tham dự vào trong đó a hát. Trong lòng không nghĩ ra, Lâm Khang Thắng cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trong màn ảnh Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, hai tên đế cấp cường giả cùng một tên thần cấp cường giả, Thần Phong là ta cùng Kinh Vũ hy vọng duy nhất. Lẽ nào cái này hy vọng duy nhất cũng thật sự cũng bị phá hủy sao? Lâm Khang Thắng, kế tiếp liền để cho chúng ta đến hảo hảo thưởng thức Diệp Thần Phong biểu hiện đi. Diệp Thần Phong tốt nhất không để cho ta quá mức thất vọng rồi, bằng không cái kia thật là quá vô vị rồi. Nghiêm Phi Trần cười ha hả nói. Tại Nghiêm Phi Trần cùng Lâm Khang Thắng thông qua trong màn ảnh hình ảnh nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người thời điểm. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn bốn người. Bọn hắn cũng thuận lợi thông qua được nồng nặc sương mù, chân chính đạt tới hôm nay minh đệ nhất tòa đế trên đảo, tòa này đế đảo diện tích vẫn tính rộng rãi, hướng về nơi xa nhìn tới, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít đứng vững vật kiến trúc. Thần Phong, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Một bên Thẩm Minh Hiên nghi vấn đạo. Diệp Thần Phong hai con mắt nhìn phía xa, nói ra, chúng ta liền đứng ở chỗ này chờ được rồi đã có người đang hướng về chúng ta bên này chạy tới. Tại Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống 5 giây, bạch, 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 ba bóng người liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt cách đó không xa, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn nhìn người tới sau đó ba người bọn hắn ánh mắt phi vi trừng lớn, bởi vì bọn họ không nghĩ tới Thiên Minh này tam đế dĩ nhiên tập trung vào một tòa đế trên đảo tuy rằng ba người bọn hắn thực lực đều tăng lên tới cấp thánh tầng thứ, nhưng mà nếu như này tam đế đồng thời động thủ, e sợ đối với bọn họ bên này vô cùng bất lợi. Chu Bá Luân,
Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa hôm nay Minh Tam Đế, bọn hắn thập phần khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong đám người. Hàn Côn Hoa đầu tiên đem trong thân thể đế cấp trung kỳ linh hồn lực phóng thích ra ngoài, tiếp lấy Mã Lương Tài cũng đem trong thân thể đế cấp đỉnh phong linh hồn lực phóng thích ra ngoài, cuối cùng Chu Bá Luân đồng dạng là đem trong thân thể thần cấp sơ kỳ linh hồn lực phóng thích ra ngoài, từng luồng cực hạn linh hồn lực hướng về Diệp Thần Phong đám người đập vào mặt mà đi. Làm cho trên mặt đất cát đá cũng không phải là múa đã đến giữa không trung. Ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, Thẩm Minh Hiên ba người là sắc mặt kịch biến, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, hôm nay Minh Tam Đế không riêng gì tụ tập đến một tòa đế trên đảo, hơn nữa thực lực của bọn họ đều tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Chu Bá Luân đã là thần cấp sơ kỳ cao thủ, Thẩm Minh Hiên ba người trên mặt là một trận tuyệt vọng, cho dù Diệp Thần Phong thêm vào ba người bọn hắn, muốn chiến thắng hai đế một thần cũng là cực kỳ chuyện khó khăn, bất quá, nếu để cho Thẩm Minh Hiên các loại người biết. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã đột phá đến đế cấp đỉnh phong lời nói, chỉ sợ bọn họ ba người thì sẽ không có quá lớn lo lắng. Hôm nay Minh Tam Đế nhìn thấy Thẩm Minh Hiên đám người biểu lộ sau, trong lòng bọn họ là một trận đắc ý, nhưng bọn họ còn không biết bọn hắn đang uống cửu chuyển huyết hoa phấn sau, tuổi thọ chỉ còn tháng sau rồi, nếu để cho bọn hắn biết cái này chân tướng chỉ sợ bọn họ cũng đắc ý không đứng lên rồi. Trên trời Minh Tam Đế bên trong, đế cấp đỉnh phong Mã Lương Tài cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc nhiều nhất, nhớ lúc đầu này Mã Lương Tài còn muốn liều lĩnh tại y đấu thi đấu thượng tướng Diệp Thần Phong giết chết, mà bây giờ lúc trước cái kia giống con sâu cái kiến tồn tại Diệp Thần Phong, bây giờ lại có thể quang minh chánh đại đứng trước mặt của hắn rồi, này làm cho Mã Lương Tài trong lòng là phi thường không dễ chịu, hắn cười lạnh rồi nói, Diệp Thần Phong đừng tưởng rằng ngươi có thể để cho chúng ta tam đế đồng thời động thủ. Ngươi liền có nhiều sao ghê gớm rồi. Minh chủ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mới để cho chúng ta tập trung tới nơi này, kỳ thực phải giải quyết ngươi chúng ta tam đế bên trong bất cứ người nào liền đủ rồi. Bởi Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực được che kín rồi, Mã Lương Tài cảm giác không ra Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực cường độ, bằng không hắn chắc chắn sẽ không nói ra lần này tự đại đến rồi. Ồ, là thế này phải không? Làm sao dưới cái nhìn của ta, ba người các ngươi mới như vậy không đỡ nổi một đòn? Diệp Thần Phong thuận miệng nói này làm cho Chu Bá Luân ba người sắc mặt đều trở nên âm trầm, thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân, hắn bây giờ đã là thần cấp cường giả rồi, khi hắn nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, này làm cho trong lòng của hắn lửa giận là không ngừng trưng vọt lên. Chu Bá Luân nói ra, dù sao minh chủ là phải bắt sống tiểu tử này, hai người các ngươi trước tiên ở một bên nhìn xem, để cho ta tới cùng tiểu tử này vui đùa một chút, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Thiên Minh Tam Đế bên trong Chu Bá Luân thực lực cường hãn nhất, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa đương nhiên không dám đối Chu Bá Luân có ý kiến rồi, hai người bọn họ là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Diệp Thần Phong cũng đứng bên cạnh Thẩm Minh Hiên ba người, nói ra, ba người các ngươi ở một bên nhìn xem được rồi. Nhưng là, Thẩm Minh Hiên gương mặt lo lắng, nhưng hắn biết nếu như ba người bọn hắn động thủ, như vậy Thiên Minh mặt khác hai đế cũng sẽ động thủ. Đến lúc đó tình huống có thể sẽ càng thêm gay gâu, suy nghĩ minh bạch điểm này sau đó Thẩm Minh Hiên mới gật gật đầu, nói ra Thần Phong, chính ngươi phải cẩn thận, thực sự không địch nổi lời nói, chẳng qua chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Nghiêm Phi Trần cùng Lâm Khang Thắng chỗ ở bên trong gian phòng, khi bọn họ thông qua tinh thể lỏng màn nhìn thấy, Chu Bá Luân cùng Diệp Thần Phong yếu đơn độc đối chiến thời điểm, Nghiêm Phi Trần cười nói, Chu Bá Luân bọn hắn không có lựa chọn đồng thời động thủ. Vẹn vẹn là Chu Bá Luân động thủ, xem ra Diệp Thần Phong có thể nhiều kiên trì thượng một hồi, dưới cái nhìn của ta 50 chiêu khoảng chừng, Diệp Thần Phong thất bại. Lâm Khang Thắng thủy chung là trầm mặc không nói, hắn biết Thiên Minh Tam Đế đều cũng không phải phổ thông nhân vật, bọn hắn đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực, bây giờ bước vào thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân, thực lực hẳn là xa cao hơn nhiều phổ thông thần cấp sơ kỳ cao thủ, thậm chí cùng thần cấp trung kỳ cao thủ cũng là có lực đánh một trận. Thiên Minh đệ nhất tòa đế trên đảo. Diệp Thần Phong cùng Chu Bá Luân mặt đối mặt đứng đấy, lấy Diệp Thần Phong bây giờ đế cấp đỉnh phong thực lực, nếu như hắn sử dụng cực hạn phá lời nói, yếu miểu sát một tên thần cấp trung kỳ cao thủ hẳn là không có chút khó khăn gì, bởi Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực được che kín rồi, cho nên cho dù Diệp Thần Phong trong thân thể làm sao vận chuyển linh hồn lực, những người khác cũng căn bản từ trên người Diệp Thần Phong không cảm giác được bất kỳ linh hồn lực chấn động. Diệp Thần Phong, hy vọng thân thủ của ngươi cùng miệng của ngươi như thế lợi hại.
Thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân, hắn đem trong thân thể linh hồn lực vận chuyển tới cực hạn, bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Ở một bên Mã Lương Tài các loại trong mắt người, Chu Bá Luân tốc độ hay là phi thường nhanh, nhưng Diệp Thần Phong hai con mắt vẫn có thể bắt lấy Chu Bá Luân thân ảnh, hắn trong thân thể linh hồn lực áp xúc lên. Bàn tay phải cùng bàn tay trái bên trong nhanh chóng xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy. Bởi thực lực tăng lên, Diệp Thần Phong đối dung hợp hình tròn vòng xoáy là càng thêm thuần thục, chỉ dùng 2-3 giây loại thời gian, 5 cái hình tròn vòng xoáy liền dung hợp lại cùng nhau. Mà đồng thời, thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân cũng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay hình tròn vòng xoáy, hắn miệng quát trò mèo. Diệp Thần Phong cũng không để ý tới Chu Bá Luân xem thường. Hắn đem tay phải của mình bàn tay nhanh chóng hướng phía trước đè xuống, miệng quát cực hạn phá. Chu Bá Luân hai cánh tay cũng đưa ra ngoài, dùng hai bàn tay muốn chống lại Diệp Thần Phong cực hạn phá, trong miệng nói ra cho ta tán. Cho ta tán, cho ta. Chu Bá Luân lời nói im bặt đi, chỉ thấy tại Chu Bá Luân hai tay của tiếp xúc được cái kia xoay tròn hình tròn vòng xoáy lúc, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt được hình tròn vòng xoáy cho vỡ vụn. Tại Chu Bá Luân trong miệng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thời điểm. Diệp Thần Phong trong tay phải hình tròn vòng xoáy tại vỡ vụn hai cánh tay sau, thuận lợi đem bàn tay phải đặt tại Chu Bá Luân ngực, tiếp lấy ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Chu Bá Luân thân thể trực tiếp bạo liệt ra, ở trong không khí hóa thành một bãi lớn huyết vụ. Một bên mang trên mặt nụ cười Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa, hai người bọn họ biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc ở, này... Này Diệp Thần Phong một chiêu liền trong nháy mắt dây thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân. Nghiêm Phi Trần cùng Lâm Khang Thắng chỗ ở bên trong gian phòng, hai người bọn họ nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, hai người bọn họ trên mặt biểu lộ đều không giống nhau, Nghiêm Phi Trần đã là từ trên ghế đứng lên, trong miệng nói lầm bầm, không thể. Điều này sao có thể? Diệp Thần Phong làm sao có khả năng mạnh như vậy? Chương 1193, một cổ tác khí. Diệt trừ thiên minh. Thiên minh đệ nhất tòa đế trên đảo. Thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân được Diệp Thần Phong một chiêu cực hạn phá, trực tiếp bắn cho đã bị đánh một bãi lớn huyết vụ. Tại trong huyết vụ chậm rãi phiêu rơi xuống một tấm tương tự giấy bằng da dê đồ vật. Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong linh hồn lực phi vi phun trào, tấm kia tương tự giấy bằng da dê đồ vật đã bị hút vào trong bàn tay của hắn rồi. Hôm nay Minh Tam đế trên người đồng dạng là mỗi người từng người có một tờ bản đồ. Đêm này ba tấm bản đồ tập hợp là có thể biết thần đảo vị trí cụ thể, không nghĩ tới thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân thân thể đều bị oanh kích thành huyết vụ rồi. Chu Bá Luân trên người tấm bản đồ này ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được chế tác bản đồ này tài liệu không tầm thường. Diệp Thần Phong đem Chu Bá Luân trên người tấm bản đồ này thu vào trong không gian giới chỉ sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên trợn mắt hốc mồm Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa. Này vừa vặn trả ngông cuồng tự đại Mã Lương Tài, hắn tại cảm thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, thân thể của hắn trong giây lát run lên, hắn vốn cho là thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân, phải giải quyết Diệp Thần Phong con kiến cỏ này hẳn là phi thường nhẹ nhõm, nhưng quay đầu lại bọn hắn cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó, đến cùng ai mới là run rế. Diệp Thần Phong tốc độ phát triển thật là đáng sợ, còn nhớ rõ lúc trước y đấu thi đấu thượng thời điểm. Diệp Thần Phong chả chỉ có vẻn vẹn tông cấp tầng thứ, khi đó Mã Lương Tài chuyển tay ngón tay đều có thể đem Diệp Thần Phong cho ép chết, nhưng này mới trải qua bao lâu. Bây giờ Diệp Thần Phong thậm chí có miểu sát thần cấp sơ kỳ cao thủ thực lực. Diệp Thần Phong chỉ dùng chỉ là mấy tháng, liền làm được Mã Lương Tài hay là cả đời cũng không cách nào đạt tới độ cao. Về phần đế cấp trung kỳ Hàn Côn Hoa, biểu hiện của hắn nhưng là càng thêm không chịu nổi. Trên mặt hắn cùng trong con ngươi đều tràn ngập vẻ hoảng sợ, trong cổ họng là điên cuồng nuốt nước miếng, trên người nghiễm nhiên lại không nửa điểm đế cấp cường giả uy thế rồi. Che đậy kín Diệp Thần Phong trong cơ thể thực lực một loại nào đó nhân tố, không biết tại sao đột nhiên biến mất rồi, nhất cổ minh mông vô cùng đế cấp đỉnh phong khí thế từ trên người Diệp Thần Phong phóng lên trời. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong cách đó không xa Thẩm Minh Hiên ba người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thần Phong miểu sát thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân, giờ khắc này lại ngơ ngác nhìn trên người tràn ngập đế cấp đỉnh phong khí thế Diệp Thần Phong, nguyên bản tại ba người bọn hắn xem ra cho dù Diệp Thần Phong cuối cùng có thể chiến thắng Chu Bá Luân. Này chỉ sợ cũng sẽ là một hồi ác chiến, nhưng kết quả đây. Thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân liền Diệp Thần Phong một chiêu cũng không có kế tiếp. Bành bạch,
Trình Đại Hổ dùng bàn tay vỗ vỗ gò má của mình, nói ra, Minh Hiên, chúng ta không phải đang nằm mơ, ta đã nói rồi. Ngay cả chúng ta đều dưới đáy biển bên trong cung điện đạt được chỗ tốt rồi, Thần Phong lại làm sao có khả năng không hề tăng lên thực lực đâu này. Lấy Thần Phong bây giờ đế cấp đỉnh phong thực lực, đủ mà đối kháng thần cấp trung kỳ cao thủ rồi. Chớ nói chi là một cái chỉ là thần cấp sơ kỳ gia hỏa rồi. Minh Hiên, Đại Hổ, kế tiếp khẳng định đối với chúng ta chuyện gì, chỉ còn dư lại một cái đế cấp đỉnh phong cùng đế cấp trung kỳ người rồi, như thế vẫn chưa đủ Thần Phong một người nhét kẻ răng đây. Xem ra chúng ta phải đem đả tương du nhân vật đóng vai rốt cuộc. Tiêu Lập Viễn một mặt cười khổ nói, mỗi lần đã đến ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần Phong đều sẽ cho bọn họ một cái kinh hỉ. Yếu không là trái tim của bọn họ rất cường hãn, chỉ sợ bọn họ cần phải muốn được Diệp Thần Phong này giật mình dọa cho chết. Nơi xa, đế cấp đỉnh phong Mã Lương Tài cùng đế cấp trung kỳ Hàn Côn Hoa, bọn hắn khi nghe đến Tiêu Lập Viễn nói hai người bọn họ còn chưa đủ Diệp Thần Phong nhét kẻ răng, này để hai người bọn họ trong lòng là lên cơn giận dữ, nhớ bọn hắn tốt xấu cũng là Thiên Minh Đường đường tam đế một trong, lúc trước đâu chịu nổi như vậy nhục nhã. Nhưng bọn họ trong lúc nhất thời vẫn đúng là không cách nào cãi lại. Lấy Diệp Thần Phong miểu sát thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân thủ đoạn, hai người bọn họ tại Diệp Thần Phong trước mặt vẫn đúng là không đáng chú ý. Mã Lương Tài ra vẻ trấn định cùng Diệp Thần Phong đối diện, nói ra, Diệp Thần Phong, người đến cùng muốn như thế nào? Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, người hỏi ta đến cùng muốn như thế nào? Người sẽ không phải là đầu óc tú đậu chứ? Từ đầu tới cuối đều là các ngươi Thiên Minh một mực tại tìm ta Diệp Thần Phong phiền phức, hôm nay các ngươi Thiên Minh tam đế tập trung ở một cái tòa đế trên đảo. Các ngươi không phải là muốn phải bắt sống ta sao? Hiện tại làm sao ngược lại hỏi ta nghĩ muốn thế nào? Hẳn là ta hỏi các ngươi muốn như thế nào chứ? Mã Lương Tài được nói không cách nào cãi lại, hắn cũng không có dũng khí đối Diệp Thần Phong động thủ. Sắc mặt hắn chậm trì hoãn nói ra, Diệp Thần Phong, không bằng ngươi gia nhập chúng ta Thiên Minh đi. Lấy thực lực của ngươi minh chủ nhất định sẽ trọng dụng ngươi, về sau ngươi tại Thiên Minh bên trong cũng nhất định là dưới một người. Trên vạn người. Đúng, 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 Diệp Thần Phong, ngươi tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng minh chủ mạnh hơn ngươi. Chẳng bằng chúng ta hóa giải lúc trước ân oán đến hay lắm. Hàn Côn Hoa cũng lập tức nói ra. Phải biết Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa thật vất vả mới tu luyện đến bây giờ bực này thực lực, bọn hắn đương nhiên là phi thường quý trọng tính mạng của mình rồi. Tuy rằng để Mã Lương Tài cùng cái này đã từng chính mình trong mắt run rế cúi đầu. Này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng hắn biết trước mắt vì mạng sống, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn là một mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong nhưng là gương mặt không sao cả, đối với Mã Lương Tài nói ra, người đề nghị này rất mê người, bất quá, ta Diệp Thần Phong muốn làm liền làm đứng đầu nhất, không ai có thể đứng ở ta Diệp Thần Phong trên đầu. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại khẽ mỉm cười, nói ra, Mã Lương Tài, ngươi vừa vặn không phải hỏi ta muốn như thế nào sao? Ngươi đã hỏi cái vấn đề này, như vậy ta cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại ta có thể cho ngươi đáp án, ta muốn đưa hai người các ngươi đi cùng Diêm Vương ra uống rượu. Nghe vậy, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa biến sắc mặt, Mã Lương Tài tức giận quát, Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội khinh người quá đáng, hôm nay cho dù liều mạng cái mạng này, ta cũng yếu kéo ngươi hạ thủy. Diệp Thần Phong vừa vặn vừa nói chuyện, trong cơ thể linh hồn lực một bên nhanh chóng vận chuyển, tại Mã Lương Tài dứt tiếng thời khắc, Diệp Thần Phong ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lên, đem cái này hai căn khép lại ngón tay nhắm ngay Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa, quát lên, vạn tiễn xuyên tâm. Xíu, 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 xíu. Từng cây do linh hồn lực ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn. Ở trong không khí trong nháy mắt tạo thành một đám lớn mưa tên, hướng về Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa bay đi. Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa thấy thế sắc mặt kịch biến, lập tức tại chính mình quanh thân tạo thành một mảnh ô dù, làm sao Diệp Thần Phong linh hồn lực cường độ cao cho bọn họ rất nhiều. Hai người bọn họ thi triển ô dù trong nháy mắt được mũi tên nhọn cho đâm rách, ô dù lập tức hỏng mất, từng cây mũi tên nhọn xuyên thấu Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa. Hai người này trong nháy mắt đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong vạn tiễn xuyên tâm bên dưới. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong cách đó không xa Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này,
bọn hắn từng cái trong cổ họng là than thở, nhớ lúc đầu Diệp Thần Phong vừa vặn đến Diệt Thiên Minh, cùng bọn họ thứ một lúc gặp mặt, bọn hắn vẫn có thể cùng Diệp Thần Phong tiếp vài chiêu, thực lực tại sàn sàn với nhau, nhưng hôm nay đâu này. Diệp Thần Phong nhấc nhấc tay là có thể diệt đế cấp cường giả, thậm chí là thần cấp sơ kỳ cường giả. Thẩm Minh Hiên đám người tuy rằng vẫn luôn lấy Diệp Thần Phong làm mục tiêu, cúi đầu không ngừng nỗ lực đuổi theo Diệp Thần Phong, nhưng khi bọn hắn không khỏi ngẩng đầu thời điểm, Diệp Thần Phong lại đem bọn hắn bỏ rơi càng thêm xa. Bây giờ bọn hắn e sợ liền Diệp Thần Phong một cái góc áo cũng không sợ tới rồi. Bọn hắn thời khắc này sâu đậm cảm nhận được một câu nói, Diệp Thần Phong là ba người bọn hắn cả đời vĩnh viễn cũng không cách nào truy cản kịp được rồi. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng không biết Thẩm Minh Hiên các loại ba người ý nghĩ trong lòng rồi, cho dù biết rồi hắn cũng chỉ biết cười khổ, hay là hắn Diệp Thần Phong tại Thẩm Minh Hiên các loại trong mắt người chính là một cường giả, nhưng Diệp Thần Phong tại một ít người trong mắt nhưng vẫn là run rế một con, nói thí dụ như bà lão kia Tống Xuân Mi. Bất quá, theo Diệp Thần Phong run rế cũng cuối cùng rồi sẽ có nâng lên thế giới sức mạnh, chỉ là hắn bây giờ còn cần phải không ngừng trưởng thành, không ngừng trưởng thành. Thành những kia đã từng cho là hắn là run rế người toàn bộ đưa vào trong địa ngục đi. Đang sử dụng xong một chiêu vạn tiễn xuyên tâm sau đó Diệp Thần Phong đi tới ngõm rồi Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa trước mặt, ngồi xổm người xuống, tại này trên người của hai người đồng dạng là thuận lợi tìm ra hai tấm bản đồ, như hôm nay Minh Tam Đế trên người ba tấm bản đồ cũng toàn bộ gọp đủ, bước kế tiếp liền muốn đi hướng thần đảo rồi, lần này Diệp Thần Phong không có ý định trở lại kinh thành rồi. Tiết kiệm Diệp lão gia tử, mẫu thân Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ lo lắng cho hắn rồi. Hắn dự định thừa thế xông lên, diệt trừ Thiên Minh. Chương 1194, thuận lợi bước vào thần cấp. Nghiêm Phi Trần cùng Lâm Khang Thắng vị trí là bên trong gian phòng. Thông qua trong phòng tinh thể lỏng màn, nhìn thấy Diệp Thần Phong tại miểu sát Chu Bá Luân sau, lại đem Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa cũng đều miểu sát. Này làm cho Nghiêm Phi Trần hai cái lông mày đều thật chặt vặn lại với nhau, phải biết hắn cho Tam Đế dùng cửu chuyển huyết hoa phấn, chính là không nhớ bọn hắn tại lùng bắt Diệp Thần Phong thời điểm lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, vốn cho là một thần hai đế đội hình đầy đủ đối phó Diệp Thần Phong rồi, nhưng mà Chu Bá Luân ba người liền cho Diệp Thần Phong nhét không đủ để nhét kẻ răng. Về phần một bên ngồi trên ghế dự Diệt Thiên Minh Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng, hắn đang nhìn đến tinh thể lỏng màn trong hình ảnh sau. Khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, Thần Phong, người quả nhiên không để cho ta cùng Kinh Vũ thất vọng a hát. Chúng ta đem hết thảy thẻ đánh bạc áp ở trên người ngươi, xem ra là thắng cược rồi. Lâm Khang Thắng nhìn xem sắc mặt âm trầm Nghiêm Phi Trần, cười nói, đúng rồi, Nghiêm Phi Trần, ngươi vừa vặn nói Thần Phong chỉ có thể tiếp được mấy khai ra. Làm sao quay đầu lại ngược lại là thủ hạ của ngươi không chịu được như thế một đòn. Phi thường cảm tạ ngươi để cho ta thưởng thức một cái suất trò hay, đây thực sự là vừa ra trò hay a hát. Lâm Khang Thắng chào phúng âm thanh truyền vào Nghiêm Phi Trần trong tai, cảnh này khiến Nghiêm Phi Trần không kiềm hãm được nắm chặt nắm đấm, tại trên mu bàn tay của hắn bạo khởi một cái tráng kiện gân xanh, ầm. Một tiếng, ở trước mặt hắn một khối tinh thể lỏng màn nhất thời hóa thành bột phấn, tiếp lấy, Nghiêm Phi Trần ánh mắt nhìn về phía Lâm Khang Thắng, quát lên, Lâm Khang Thắng. Ngươi không khỏi cũng đắc ý quá sớm chứ. Ta đích xác là đánh giá thấp Diệp Thần Phong tiểu tử này, này cũng không đại biểu trận này trò chơi ta Nghiêm Phi Trần liền sẽ thua, nguyên bản ta là muốn đại thắng một hồi, bây giờ xem ra chỉ có thể tiểu thắng một cuộc, ta sẽ tại thần đảo chờ Diệp Thần Phong đến. Nghiêm Phi Trần, lúc trước ngươi sẽ cho rằng Thần Phong có thể diệt Thiên Minh 10 tôn sao? Ngươi sẽ cho rằng Thần Phong có thể diệt Thiên Minh ngũ thánh sao? Ngươi sẽ cho rằng Thần Phong có thể diệt Thiên Minh Tam Đế sao? Những này lúc trước ngươi cho rằng chuyện không thể nào, Thần Phong dựa vào sức một người đều làm được, càng là đem ngươi con trai của Nghiêm Phi Trần cho đưa đi Tây Thiên rồi, cho nên, ta vẫn cứ tin tưởng trận này trò chơi. Ngươi Nghiêm Phi Trần đã chú định thất bại thảm hại. Lâm Khang Thắng nói chắc như đinh đóng cột nói. Câm miệng, Lâm Khang Thắng, ngươi ngậm miệng lại cho ta Nghiêm Phi Trần sẽ không thua. Vĩnh viễn đều sẽ không thua. Nghiêm Phi Trần trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, thần cấp đỉnh phong khí thế thấu thể mà ra, hướng về ngồi trên ghế dựa Lâm Khang Thắng tập kích tới. Bởi Lâm Khang Thắng trên người huyệt đạo bị phong bế rồi. Hắn căn bản tăng lên không khởi linh hồn lực đến chống cự,
tại Nghiêm Phi Trần thật khí thế oanh kích ở trên người hắn thời điểm, người của hắn liên đới cái ghế nhất thời hướng về gian phòng vách tường đâm đến, ầm một tiếng, Lâm Khang Thắng thân thể té lăn quay trên mặt đất, ngực là một trận lại một trận khó chịu. Oa, một tiếng, một ngụm máu lớn từ Lâm Khang Thắng miệng bên trong phun ra ngoài. Hừ, Nghiêm Phi Trần trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Khang Thắng, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy ta đem Diệp Thần Phong tiểu tử kia đạp ở dưới bàn chân hình ảnh. Thiên Minh đệ nhất tòa đế trên đảo. Tại Diệp Thần Phong đạt được tam đế trên người bản đồ sau, Thẩm Minh Hiên hỏi, Thần Phong, kế tiếp chúng ta trước tiên trở lại kinh thành sao? Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, không cần. Ta chuẩn bị thừa thế xông lên diệt trừ Thiên Minh, chúng ta trước tiên ở nơi này liên lạc với Hứa Thúc cùng Lý Thúc bọn bốn tên cường giả cấp thánh, tại phong vệ doanh trong ứng nên còn có photocopy vài phần bản đồ. Để cho bọn họ căn cứ địa đồ tìm tới nơi này hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó. Lần này cấp thánh bên dưới người đều không cần tham dự vào. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Lý Thúc bọn hắn đến. Chỉ cần Lý Thúc bọn hắn vừa đến, chúng ta liền lập tức xuất phát đi tới thần đảo. Diệp Thần Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái điện thoại di động. Con này ban ngành liên quan đặc chế điện thoại, lại đang này đế trên đảo tín hiệu vẫn là đầy cách. Diệp Thần Phong đưa điện thoại di động đưa cho Thẩm Minh Hiên. Nói ra, Minh Hiên, ngươi cho Lý Thúc bọn hắn gọi điện thoại, để cho bọn họ lúc rời đi không nên đã kinh động ông nội ta đám người. Một bên Tiêu Lập Viễn do dự nói ra, Thần Phong, ngươi bây giờ tuy rằng thực lực đến đế cấp đỉnh phong. Nhưng như thế lỗ mãng nhưng đi hướng đế đảo phải hay không có phần không thích hợp. Chờ ngươi đột phá đến thần cấp tầng thứ, sợ sợ phần thắng của chúng ta càng lớn. Diệp Thần Phong linh hồn lực hơi động. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên cực phẩm nguyên tâm quả, này cực phẩm nguyên tâm quả nhưng là có thể để đế cấp cường giả đỉnh cao trong nháy mắt bước vào thần cấp tầng thứ. Hắn nói ra, Lập Viễn, Lý Thúc bọn hắn chạy tới tòa này đế trên đảo, tối thiểu cũng phải 3-4 ngày khoảng chừng, đến lúc đó ta nhất định là thứ thiệt thần cấp cường giả rồi. Tiêu Lập Viễn đám người ngược lại là thanh cực phẩm nguyên tâm quả quên mất, phải biết lúc trước Lâm Khang Thắng có thể đột phá đến thần cấp sơ kỳ. Cũng may mắn mà có Diệp Thần Phong cung cấp này cực phẩm nguyên tâm quả AH. Thẩm Minh Hiên nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay tản ra hào quang màu xanh lục cực phẩm nguyên tâm quả sau, hắn lập tức cho Lý Gỗ Lim bấm điện thoại, từ khi phụ thân hắn đã trở thành thiên minh tù binh sau, hắn cơ hồ là đêm đêm không thể chợp mắt, hắn một mực tại chờ đợi đi tới đế đảo ngày hôm nay, nhưng mà ngày hôm nay cuối cùng là đã đi đến. Diệp Thần Phong nhưng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trực tiếp đem trong tay cực phẩm nguyên tâm quả từng miếng nuốt vào trong bụng, cực phẩm nguyên tâm quả bên trong chất lỏng màu xanh biếc, theo Diệp Thần Phong ít hầu, chảy vào trong bụng của hắn, ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ nhất thời tại Diệp Thần Phong trong cơ thể bạo phát ra, này làm cho Diệp Thần Phong sắc mặt là một trận đỏ lên. Trình Đại Hổ đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong nuốt cực phẩm nguyên tâm quả sau, bọn hắn từng cái đứng ở Diệp Thần Phong bốn phía trầm mặc không nói. Chỉ lo quấy rầy đã đến Diệp Thần Phong hấp thu cực phẩm nguyên tâm quả, bây giờ Diệp Thần Phong là diệt trừ thiên minh hy vọng, nếu như Diệp Thần Phong có bất kỳ sai lầm, e sợ diệt trừ thiên minh đều sẽ lập tức biến thành phao ảnh. Cực phẩm nguyên tâm quả bên trong từng luồng cường hãn năng lượng, giống như một tầng tầng sóng biển bình thường trùng kích Diệp Thần Phong gân mạch, trùng kích Diệp Thần Phong xương cốt, cùng với trùng kích Diệp Thần Phong ngũ tạng lục phủ. Cường hãn năng lượng không ngừng tại Diệp Thần Phong trong cơ thể, hướng về bốn phương tám hướng khoách tán, liền ngay cả Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cũng hơi hơi phồng lên, phảng phất là có người ở cho Diệp Thần Phong trong thân thể tiếp sức. Diệp Thần Phong thân thể là càng trướng càng lớn, giống như một không ngừng được thổi hơi khí cầu, bất cứ lúc nào đều có nổ tung khả năng, này làm cho Thẩm Minh Hiên ba người là từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Mà lúc này, Diệp Thần Phong trong đầu là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cảm thụ bên trong thân thể càng ngày càng bành trướng cường hãn năng lượng, hắn là liên tục nhanh chóng vận chuyển linh hồn lực, không ngừng đem cực phẩm nguyên tâm quả bên trong năng lượng, dung hợp đến thân thể của mình bên trong, theo, Diệp Thần Phong không ngừng dung hợp, trong cơ thể hắn đế cấp đỉnh phong linh hồn lực cũng là không ngừng đi lên trèo cao, không ngừng đi lên trèo cao. Đột nhiên, tại mỗ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trên người khí thế như hồng, một lớp lại một lớp linh hồn lực từ trong thân thể của hắn bên ngoài tràn ra ngoài, ầm, 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 Diệp Thần Phong chung quanh mặt đất đột nhiên nổ tung ra,
trong lúc nhất thời là bụi bặm 4P. Mà Thẩm Minh Hiên ba người cảm nhận được từ trên người Diệp Thần Phong tràn ra tới linh hồn lực sau, bọn hắn từng cái là ngực khó chịu, dưới chân bước chân là hung hăng lui về phía sau chừng 10 bước, bất quá, ba người này trên mặt lại là tràn đầy thần sắc hưng phấn, bởi vì bọn họ cảm giác được Diệp Thần Phong thuận lợi khóa nhập thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Thần cấp sơ kỳ linh hồn lực, không nghĩ tới Thần Phong nhanh như vậy liền khóa nhập thần cấp tầng thứ. Trình Đại Hổ là một mặt cảm thán nói. Bây giờ Thần Phong thuận lợi bước vào thần cấp tầng thứ, hắn hôm nay cho dù đối đầu phổ thông thần cấp đỉnh phong cao thủ cũng không sợ rồi, lại tăng thêm Thần Phong trong tay chả có nhiều như vậy lá bài tẩy, hơn nữa Thiên Minh 10 tôn, Ngũ Thánh cùng Tam Đế đều bị diệt, lần này chúng ta bước lên thần đảo phần thắng là đề cao rất nhiều a hát. Tiêu Lập Viễn cười nói, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn tại cảm giác thực lực của mình đột phá đến thần cấp sơ kỳ sau, hắn là chậm rãi mở mắt ra, đổi lại dĩ vãng hắn nhất định sẽ rất cao hứng, nhưng hôm nay hắn lại là không cao hứng nổi rồi, trong đầu không ngừng tốt biến bà lão kia Tống Xuân Mi thân ảnh, cùng với bà lão kia đã nói qua. Lẽ nào chính như bóng trắng nhân hòa bóng đen người chỗ nói, diệt trừ Thiên Minh sau đó mới là ta Diệp Thần Phong chân chính khởi điểm. Diệp Thần Phong trong lòng thầm nghĩ. Ngược lại, hắn lại khẽ lắc đầu một cái, thầm nghĩ, những này không suy nghĩ nhiều rồi, các loại chân chính diệt trừ Thiên Minh rồi hãy nói. Các loại Lý Thúc bọn hắn đến mấy ngày nay, xem ra ta nhất định phải đem, cuối cùng linh hồn lực, tu luyện thành công, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 1195, tu luyện thành. Sau 3 ngày, Thiên Minh đệ nhất tòa đế trên đảo. Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim bọn 4 tên cường giả cấp thánh, bọn hắn tại nhận được Thẩm Minh Hiên điện thoại sau đó bọn hắn liền một khắc đều không có trì hoãn tự xuất phát rồi, trọn vẹn đuổi 3 ngày 3 đêm con đường, lúc này mới vội vã đã tới tòa này đế trên đảo. Cùng Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim đứng chung một chỗ hai gã khác đàn ông trung niên, một tên trong đó vóc dáng hơi thấp một ít tên là Tất Hoa Phàm, một người khác vóc dáng tương đối cao tên là Trần Tên Đào. Thực lực của hai người này đều tại cấp thánh sơ kỳ hiểu rõ tầng thứ. Hứa Hồng Văn nguyên bản chỉ có cấp thánh trung kỳ, bất quá, tại 5 ngày trước, hắn một lần tình cờ đột nhiên ngộ hiểu, thực lực từ cấp thánh trung kỳ tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong, về phần Lý Gỗ Lim thực lực chả là ở vào cấp thánh sơ kỳ tầng thứ. Làm Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim bọn người ở tại nhìn thấy Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn thời điểm, trên mặt bọn họ biểu lộ từng cái là đặc sắc vạn phần. Lý Gỗ Lim không dám tin tưởng mà hỏi, Minh Hiên, thực lực của ngươi đột phá đến cấp thánh đỉnh phong. Liền ngay cả Đại Hổ cùng Lập Viễn cũng cấp thánh sơ kỳ. Các ngươi là làm sao làm được? Thẩm Minh Hiên lắc lắc đầu, nói ra, Lý Thúc, việc này một lời khó nói hết a hát. Chúng ta xem như là đã nhận được một ít kỳ ngộ nhỏ đi. Trước đó Trầm Minh quan hệ song song hệ Lý Gỗ Lim đám người, Thẩm Minh Hiên cũng chỉ là ở trong điện thoại đại khái nói một chút sự tình. Bây giờ Lý Gỗ Lim đám người còn chưa không biết chỉnh kiện chuyện đã xảy ra đây. Lý Gỗ Lim gật gật đầu sau đó tiếp tục hỏi, đúng rồi, Diệp Thiếu cùng Hân Di đâu này? Hai người bọn họ đi đâu? Nghe vậy, Thẩm Minh Hiên là thở dài, nói ra, theo Thần Phong từng nói, Hân Di bị người cho bắt đi, bất quá, hẳn không có quá lớn nguy hiểm, Thần Phong bảo đảm tại diệt trừ Thiên Minh sau, tự mình đem Hân Di cho tiếp trở về. Về phần Thần Phong còn ở lại chỗ này đế đảo trong một gian phòng tu luyện, để cho chúng ta không nên đi quấy rầy hắn, hắn nói nhiều lắm 6 ngày, hắn liền sẽ từ trong phòng đi ra ngoài, hiện tại đã qua 3 ngày rồi. Đang nghe Thẩm Minh Hiên lời nói sau, Hứa Hồng Ương nói ra, Minh Hiên, người ở trong điện thoại nói không minh bạch, lẽ nào lần này chúng ta thật sự yếu trực tiếp công tới Thiên Minh thần đảo sao? Phải hay không tại cặn kẽ kế hoạch một cái? Một bên Trình Đại Hổ cười nói, Hứa Thúc, điểm này ngươi liền không cần phải lo lắng rồi, ngươi biết Thiên Minh Tam Đế là chết như thế nào sao? Hơn nữa chúng ta ở tòa này đế trên đảo gặp phải Thiên Minh Tam Đế thời điểm, ba người bọn hắn thực lực phân biệt tăng lên một cấp độ, Tam Đế đứng đầu Chu Bá Luân đã tới thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Khi nghe đến Chu Bá Luân đến thần cấp sơ kỳ sau, Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim bọn 4 người biến sắc mặt, Hứa Hồng Văn lập tức nói ra thần cấp sơ kỳ. Này e sợ đối với các ngươi tới nói là một cuộc ác chiến chứ. Diệp Thiếu ở trong trận chiến đấu này có hay không bị thương nặng? Trình Đại Hổ đắc ý nói, Thần Phong nơi nào sẽ bị thương a hát?
Này thần cấp sơ kỳ Chu Bá Luân được Thần Phong cho một chiêu miểu sát, sau đó Thần Phong lại một chiêu miểu sát đế cấp đỉnh phong Mã Lương Tài cùng đế cấp trung kỳ Hàn Côn Hoa, đang cùng hôm nay Minh Tam đế đối chiến thời điểm, Thần Phong thực lực đã đột phá đến đế cấp đỉnh phong, đang giải quyết hôm nay Minh Tam đế sau, Thần Phong lập tức nuốt cực phẩm nguyên tâm quả, hắn hôm nay là thứ thiệt thần cấp sơ kỳ cường giả, lấy Thần Phong vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cho dù đối đầu phổ thông thần cấp đỉnh phong cao thủ cũng tuyệt đối có một trận chiến nắm chặt. Diệp Thiếu đã bước vào thần cấp tầng thứ. Trình Đại Hổ lần này vừa giải thích, Lý Gỗ Lim nhất thời kinh ngạc há to miệng. Hứa Hồng Văn thân thể đột nhiên một cái run rẩy, nói ra, Diệp Thiếu này tăng cao thực lực tốc độ, thật sự là. Hứa Hồng Văn vắt óc tìm mưu kế cũng tìm không ra một cái từ để hình dung yêu nghiệt như thế Diệp Thần Phong rồi. Về phần cấp thánh sơ kỳ Tất Hoa Phàm cùng Trần Tên Đào hai người này, bọn họ là cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc ít nhất, hai người này nhưng không có một lần lại một lần từng thấy Diệp Thần Phong kiếm tạo kỳ tích. Hai người bọn họ nhớ rõ mấy ngày trước Diệp Thần Phong rời đi phong vệ doanh thời điểm, thực lực cần phải cũng mới đế cấp sơ kỳ đây này chứ. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Thần Phong liền khóa nhập thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Từ đế cấp tầng thứ đến thần cấp tầng thứ. Đối với bọn hắn những này tư chất bình thường, hoặc là tư chất đã trên trung đẳng người mà nói, có thể là cùng kỳ cả đời cũng không cách nào vượt qua. Rơi vào trong khiếp sợ Hứa Hồng Văn, đang trầm mặc nửa phút sau, hắn hít sâu một hơi, từ từ hồi phục thần trí, trong miệng thở dài nói, nếu bây giờ Diệp Thiếu đã đạt đến thần cấp tầng thứ, như vậy thật sự của chúng ta là hẳn là đi hướng thiên minh thần đảo chúng ta diệt thiên trở mình cùng thiên minh ở giữa ân oán là thời điểm hoàn toàn kết coi một cái rồi. Trình Đại Hổ lại mở miệng nói ra, Hứa Thúc, các người hãy yên tâm, chỉ cần có Thần Phong tại, lần này thiên minh tất nhiên sẽ được chúng ta nhổ tận rễ. Lại nói Thần Phong vào lúc này trả tiến vào trạng thái tu luyện, điều này nói rõ hắn đang tu luyện một chiêu phải giết chiêu, từ ta biết Thần Phong đến bây giờ, Thần Phong lần nào không phải dựa vào sức mạnh của mình sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Đại Hổ, người nói không sai, nếu Diệp Thiếu nói rồi nhiều lắm 6 ngày. Như vậy chúng ta đợi thêm cái 3 ngày đi. Lý Gỗ Lim gật đầu nói. Tại Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim bọn 4 tên diệt thiên minh cường giả cấp thánh đến thiên minh đệ nhất tòa đế trên đảo thời điểm. Đế trên đảo trong một gian phòng. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong chính ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất thượng, một đôi con mắt là thật chặt đóng lại, trên trán của hắn che kín từng viên một chừng hạt đậu mồ hôi tập, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ thấy tại Diệp Thần Phong chung quanh trên mặt đất dính đầy một bãi lại một bãi vết máu, bỗng nhiên, phốc. Một tiếng, lại một ngụm máu lớn từ Diệp Thần Phong miệng bên trong phun đi ra, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, thân thể của hắn có phần trở nên lung la lung lay lên, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống đất bên trên. Diệp Thần Phong trong miệng tập răng hơi dùng sức, hắn trực tiếp xính đầu lưỡi ta của mình cho cắn nát. Nhàn nhạt mùi máu tanh tại vòng miệng của hắn bên trong khuếch tán ra đến, cảnh này khiến Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ rõ ràng mấy phần, trong lòng đọc thầm nói, nghịch huyết mà lên, phá thiên đoạt mệnh. Câu nói này chính là tu luyện, cuối cùng linh hồn lực, chỗ mấu chốt, Diệp Thần Phong nhất định muốn để bên trong thân thể hết thảy huyết dịch đều nghịch lưu, để này nghịch lưu hình thành một cái tự nhiên tuần hoàn, như vậy hắn mới xem như là đêm này, cuối cùng linh hồn lực, tu luyện thành công. Nhưng mỗi lần làm Diệp Thần Phong mạnh mẽ đem trong cơ thể hết thảy huyết dịch nghịch lưu thời điểm, bên trong thân thể của hắn liền sẽ một trận huyết khí dâng lên, trong miệng trực tiếp miệng phun tiên huyết. Bình tĩnh, phải tỉnh táo, bình tĩnh lại tâm tình một lần nữa ngẫm lại sai lầm chỗ nào. Diệp Thần Phong cảm giác được chính mình trở nên nôn nóng lên, trong miệng hắn lập tức thấp giọng lang thì thầm lên, hai con mắt từ từ mở ra, đem một bên, cuối cùng linh hồn lực, quyển bí tịch này nắm trong tay. Bắt đầu lần nữa từ đầu đến đuôi lật xem lên. Lần này tại Diệp Thần Phong lật đến tờ cuối cùng thượng thời điểm, hắn nhìn thấy trang đuôi thượng một nhóm vô cùng nhỏ kiểu chữ, trước đó hắn đều không có đi chú ý, chỉ thấy này hàng chữ nhỏ viết là thiên địa vạn vật đều có kỳ pháp tắc, thuận theo tự nhiên mới có thể thành. Oanh thuyền một tiếng, đang nhìn đến hàng chữ này sau đó Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên thật giống trở nên rộng rãi sáng sủa lên. Trong miệng tự nhủ, thiên địa vạn vật đều có kỳ pháp tắc, thuận theo tự nhiên mới có thể thành, trong cơ thể ta huyết dịch xuôi dòng, này chính là thiên địa pháp tắc, ta mạnh mẽ phải đem huyết dịch nghịch lưu, đây chính là vi phạm với thiên địa pháp tắc, nhất định muốn thuận theo tự nhiên mới có thể có thành tựu. Đúng,
chính là cái này, không thể mạnh mẽ để huyết dịch nghịch lưu, nhất định phải đem tự nhiên pháp tắc vận dụng đến trong đó. Diệp Thần Hoa trong lòng là bỗng nhiên hiểu rõ. Diệp Thần Phong lần nữa nhắm lại hai con mắt, cảm thụ trong cơ thể hết thảy trong gân mạch huyết dịch lưu động, trong lòng đọc thầm nói thiên đạo pháp tắc, thuận theo tự nhiên. Tại đọc thầm câu nói này đồng thời, Diệp Thần Phong để linh hồn lực thẩm thấu tiến vào hết thảy trong gân mạch, đột nhiên, Diệp Thần Phong trong cơ thể hết thảy trong gân mạch huyết dịch đều đình chỉ lưu động, thời gian phảng phất là vào đúng lúc này dừng lại như thế, ước chừng 5-6 giây sau, Diệp Thần Phong miệng quát nghịch huyết mà lên, phá thiên đoạt mệnh. Tiếp lấy, này đình chỉ lưu động huyết dịch, tại Diệp Thần Phong hết thảy trong gân mạch bắt đầu đi ngược dòng nước rồi, hơn nữa Diệp Thần Phong bên trong thân thể chút nào không cảm giác được bất kỳ không thích ứng. Tại huyết dịch nghịch lưu trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác cả người hắn cảm xúc biến đến mức dị thường hưng phấn lên, đi ngược chiều lưu động huyết dịch là càng lưu càng thông thuận rồi, dường như lao nhanh khô quân vạn ngựa bình thường. Bây giờ Diệp Thần Phong chỉ cần bên trong thân thể linh hồn lực hơi động, hắn liền có thể trong nháy mắt đem cuối cùng linh hồn lực triển khai ra. Này, cuối cùng linh hồn lực Diệp Thần Phong là hoàn toàn tu luyện thành công. Chương 1196, thiên minh có ta một người là đủ. Bên trong gian phòng, Diệp Thần Phong cảm thụ trong gân mạch nghịch lưu lao nhanh huyết dịch, hắn đem hòa vào trong gân mạch linh hồn lực, thận trọng cho kéo ra đi ra, hắn trong gân mạch nghịch lưu huyết dịch lập tức đình chỉ lại. Lại qua 5-6 giây sau, Diệp Thần Phong trong gân mạch huyết dịch khôi phục bình thường lưu động. Cùng thiên minh minh chủ Nghiêm Phi Trần đối chiến, này thi triển cuối cùng linh hồn lực, là dự tính xấu nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ ta tuyệt đối không thể thi triển, nếu như trong cơ thể linh hồn lực đều tản đi rồi, yếu lại tu luyện từ đầu đến thực lực hôm nay, phải đem thực lực tu luyện tới cường hãn hơn, cái này cần muốn tới nhã năm ngựa nguyệt. Còn có cái kia chết tiệt lão già, đem ta toàn thân gân mạch cùng xương toàn bộ bộc nứt, ta không cho người nếm tận tất cả thống khổ, ta cũng không phải là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trong miệng là tự nhủ, trong đầu không ngừng thoáng hiện cái kia bà lão Tống Xích Mi thân ảnh. Diệp Thần Phong hít sâu vài khẩu khí, hắn đem tâm tình bình phục thoáng một chút, sau đó hắn liền hướng bên ngoài phòng đi đến. Khi hắn đi ra gian phòng thời điểm, nhìn thấy Thẩm Minh Hiên cùng Lý Gỗ Lim bọn người ở bên ngoài, Diệp Thần Phong cười nói, Hứa Thúc, Lý Thúc, các ngươi đều đã đến à? Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim hơi hơi gật gật đầu, sau đó khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong mang theo sắc mặt trắng bệch lúc, Hứa Hồng Văn không khỏi lo lắng hỏi, Diệp Thiếu, ngài không có sao chứ? Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, Hứa Thúc, ta không sao, mấy ngày nay đang tu luyện mới chiêu thức, có thể là quá mức mệt nhọc nguyên buồn ngủ. Nói xong, Diệp Thần Phong từ trong không gian giới chỉ đem thiên minh tam đế trên người ba tấm bản đồ lấy ra, đại khái nhìn một chút đi hướng thần đảo con đường sau, hắn lại tiếp tục nói, Hứa Thúc, từ nơi này tòa đế đảo ngồi du thuyền đi hướng thần đảo, này đại khái yêu cầu 2 ngày tầm đó thời gian. Trong 2 ngày này đầy đủ ta đem người hoàn toàn khôi phục lại, lần này liền để cho chúng ta đem thần đảo một lần phá hủy đi. Được, nếu Diệp Thiếu ngài đều nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ tự xuất phát, Hứa Hồng Văn nắm chặt nắm đấm nói ra, từ trên mặt hắn biểu lộ không khó nhìn ra, hắn cũng là một mực chờ đợi chờ cái này một ngày sẽ tới. Ở tòa này đế trên đảo có 5-6 chiếc du thuyền, những này du thuyền đều là thiên minh tự chế, bất kể là tốc độ vẫn là chất lượng. Này đều nếu so với phía ngoài du thuyền tốt hơn không ít, Diệp Thần Phong đám người chọn lựa trong đó một chiếc tốc độ nhanh nhất du thuyền, bọn hắn liền rời khỏi đế đảo, xuất phát đi tới thần đảo rồi. 2 ngày sau, Diệp Thần Phong đám người ngồi du thuyền đã tới nơi cần đến, nhưng là tại trước mặt bọn họ không có vật gì, đừng nói là thần đảo liền cả cái gì một tòa mô hình nhỏ hòn đảo cũng không có, này làm cho Trình Đại Hổ phải không cấm hỏi Thần Phong, ngươi xác định thần đảo ngay ở chỗ này. Chúng ta có phải không tìm lộn chỗ? Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra tuyệt đối sẽ không sai, phải biết 2 người bọn ta ngày trước rời đi tòa kia đế đảo, tại bên ngoài đều có nồng nặc mê lạnh lấy tư cách hiểm hộ, này thần đảo hiểm hộ đương nhiên muốn so đế đảo càng thêm bí ẩn rồi, bất quá, cái kia 3 tấm bản đồ thượng nói rõ phá giải thần đảo hiểm hộ phương pháp xử lý rồi. Đứng ở du thuyền trên bong thuyền Diệp Thần Phong, hắn đi tới bong tàu chính giữa giữa. Tại chính giữa trên mặt đất có một cái màu đỏ tiêu chí, Diệp Thần Phong chân phải ở cái này màu đỏ tiêu chí thượng liên tục đạp 5 lần, nhất thời trên mặt đất nứt ra rồi một cái hình vuông vết xước,
từ nơi này vết xước bên trong từ từ dâng lên một cái phảng phất như đại pháo đổ vật. Ở cái này phảng phất như đại pháo sau đầu có một cái màu xanh lam cái nút, Diệp Thần Phong đối với Trình Đại Hổ đám người, nói ra, Đại Hổ, các ngươi tránh ra một ít. Nói xong, Diệp Thần Phong liền trực tiếp nhấn xuống màu xanh lam cái nút, từ nơi này đại pháo trung lập ngựa phát bắn ra một đạo hồng sắc tia sáng, này đạo tia sáng màu đỏ nhanh chóng hướng về du thuyền phía trước oanh kích tới, chỉ nghe ầm, một tiếng, tiếp lấy một tòa hòn đảo cỡ trung liền bắt đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện tại Diệp Thần Phong các loại tầm mắt của người bên trong, thẳng đến phía sau cùng trước hòn đảo này trở nên vô cùng rõ ràng. Trình Đại Hổ thấy thế, hắn vội vàng kinh ngạc hỏi, Thần Phong, chuyện gì thế này? Diệp Thần Phong hồi đáp, căn cứ Tam Đế trên người bản đồ chỗ miêu tả, tại đây thần đảo ngoại vi cũng một tầng màng bảo hộ, chính là cái này tầng màng bảo hộ đem thần đảo cho ẩn giấu đi, mà ở Thiên Minh đặc chế mỗi một chiếc du thuyền thượng, đều cũng có như vậy một viên súng laser, chỉ có đem súng laser nhắm ngay thần đảo phương hướng oanh kích, thần đảo mới sẽ hiện ra tại trong tầm mắt của chúng ta. Được rồi, hiện tại thần đảo đã xuất hiện, kế tiếp chúng ta thời khắc phải giữ vững tốt nhất trạng thái chiến đấu rồi, Diệp Thần Phong ánh mắt sơ qua có phần nghiêm nghị. Tại Diệp Thần Phong đám người sắp leo lên thần đảo thời điểm. Thần trên đảo, một mảnh rộng rãi vô cùng bên trong quảng trường. Tại quảng trường bên trái thụ lập hai cái cao hơn 5 mét cọc gỗ cây cột, mà Diệp Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Phó Minh chủ Lâm Khang Thắng hai người này, hai tay của bọn họ phân biệt bị trói ở hai căn mộc đầu trên cây cột, thân thể trực tiếp được sâu ở giữa không trung bên trong. Mái tóc rối tung vô cùng Thẩm Kinh Vũ, trên mặt của hắn là dính đầy màu đen cho bụi, trên môi da thịt là nứt da, mũi cùng trong miệng hô hấp là đứt quãng, thân thể nằm ở phi thường hư nhược trong trạng thái. Mà bị trói tại một căn khác trên cây cột Lâm Khang Thắng, tình huống của hắn muốn so Thẩm Kinh Vũ tốt hơn một ít, bất quá, sắc mặt của hắn cũng là hết sức trắng xanh, nhìn xem đứng ở trên quảng trường Nghiêm Phi Trần, hắn trong con ngươi là tràn đầy tức giận đại quang. Bởi Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đều bị Nghiêm Phi Trần cho phong bế huyệt đạo, giờ khắc này, Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đừng nói là sắp sửa nhúc nhích, liền ngay cả trong miệng muốn nói chuyện cũng không làm nổi. Ở mảnh này rộng rãi vô cùng trong quảng trường nhuận, Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần mặt không thay đổi đứng thẳng, khi hắn phía dưới đứng đấy 4 tên tôn cấp sơ kỳ cùng 9 tên tông cấp sơ kỳ cao thủ, trong này có một nửa đã từng là Diệt Thiên Minh thành viên, sau đến nương nhờ hắn Thiên Minh. Theo, Thiên Minh 10 tôn, Ngũ Thánh cùng Tam Đế bị diệt, rất nhiều nguyên bản Thiên Minh thành viên đều rời khỏi Thiên Minh, này làm cho Nghiêm Phi Trần căn bản là không ngăn cản được. Ở tòa này thần trên đảo trừ hắn ra bên ngoài, cũng là gần như chỉ còn dư lại nhiều người như vậy rồi. Đột nhiên, một tên tông cấp sơ kỳ Thiên Minh thành viên vội vã chạy tới trên quảng trường, hắn một mực cung kính đối với Nghiêm Phi Trần, nói ra, Minh Chủ, ta phát hiện Diệp Thần Phong tung tích của bọn họ rồi. Diệp Thần Phong bọn hắn hẳn là lại qua 5 phút đồng hồ là có thể leo lên chúng ta thần đảo rồi. Nghiêm Phi Trần liếc nhìn tên này tông cấp sơ kỳ thành viên, phất phất tay, ra hiệu đối phương đứng thẳng đến trong đội ngũ đi. Sau đó, hắn từ trong túi lấy ra một chiếc lọ, trong cái bình này là tràn đầy màu đen viên thuốc. Hắn đem một viên lại một viên viên thuốc chuẩn xác vô cùng gảy đến 4 tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ cùng 10 tên tông cấp sơ kỳ cao thủ trong lòng bàn tay. Tiếp lấy. Nghiêm Phi Trần lại mở miệng nói ra, các ngươi có thể ở lại thần đảo. Ta cảm thấy phi thường vui mừng, viên thuốc này chính là ta mới vừa nghiên cứu ra. Các ngươi phục dụng sau đó thực lực có thể rất lớn phạm vi bay lên, đây coi như là ta đối với các ngươi hồi báo đi. Dưới đáy này 14 người nghe vậy, bọn hắn dồn dập lập tức đem này màu đen viên thuốc nuốt vào trong bụng, bọn hắn rất nhanh cũng cảm giác được thực lực mình biến hóa, không bao lâu thời gian. Tôn cấp sơ kỳ toàn bộ trong nháy mắt tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong, mà tông cấp sơ kỳ toàn bộ trong nháy mắt tăng lên tới tôn cấp đỉnh phong, cảnh này khiến Thiên Minh này 14 tên thành viên là nhất thời ngẩn ra con mắt. Các ngươi đi thần đảo lối vào nơi chặn lại Diệp Thần Phong bọn hắn đi. Nghiêm Phi Trần bẻ bẻ cổ nói ra. Đang nhìn đến này 14 tên Thiên Minh thành viên toàn bộ rời khỏi quảng trường sau. Nghiêm Phi Trần khuôn mặt lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Này màu đen viên thuốc tên là phá hồn đan, trong đó power so với cửu chuyển huyết hoa phấn còn muốn bá đạo, phục dụng cửu chuyển huyết hoa phấn người, tốt xấu cũng phải một tháng sau toàn thân thối rữa mà chết, thế nhưng phục dụng này phá hồn đan người, thực lực tuy rằng tăng lên so với dùng cửu chuyển huyết hoa phấn yếu mãnh liệt rất nhiều,
nhưng phục dụng này phá hồn đan, sau 2 giờ, người dùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt đem một tấc nổ tung. Cho đến cuối cùng chết một cách triệt để, có thể nói hôm nay Minh bây giờ còn sót lại 14 tên thành viên, nghiễm nhiên là biến thành Nghiêm Phi Trần trong mắt tử sĩ rồi. Tại 14 tên thiên minh đóng giữ viên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Nghiêm Phi Trần trong tầm mắt sau, Nghiêm Phi Trần ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, ha ha ha, thiên minh có ta Nghiêm Phi Trần một người là đủ. Thiên minh có ta Nghiêm Phi Trần một người liền là đủ. Hôm nay nơi này chính là ngươi Diệp Thần Phong nơi táng thân. Theo Nghiêm Phi Trần, thiên minh chỉ cần có hắn, liền có thể một lần nữa Đông Sơn tái khởi, cho nên hắn đối với dưới tay thành viên chết sống chút nào đều không quan tâm. Hắn hôm nay chỉ muốn thật xinh đẹp thắng cùng Diệp Thần Phong ở giữa trận này trò chơi. Chương 1197, kịch chiến bắt đầu. Thiên minh thần đảo trên quảng trường. Xíu, xíu, hai tiếng, Nghiêm Phi Trần đưa bàn tay bên trong hai cục đá, hướng về được treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng bắn tới. Cái này hai cục đá phân biệt mở ra Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trên người một chỗ huyệt đạo. Này làm cho Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trong cổ họng có thể lần nữa phát ra âm thanh rồi. Được treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, bọn hắn đem vừa vặn trên quảng trường một màn là rõ ràng thu nhập đáy mắt. Thẩm Kinh Vũ huyệt đạo tuy rằng bị giải khai, thế nhưng giờ khắc này hắn liền khí lực nói chuyện cũng không có. Ngược lại là một bên Lâm Khang Thắng không dám tin nhìn chằm chằm Nghiêm Phi Trần, miệng quát: Nghiêm Phi Trần, lẽ nào ngươi điên thật rồi sao? Trước đó ngươi cho thiên minh tam đế phục dụng cửu chuyển huyết hoa phấn, bây giờ lại cho thiên minh còn sót lại thành viên phục dụng phá hồn đan, nhân tính của ngươi quả thực đều phai mờ rồi. Nghiêm Phi Trần đối với Lâm Khang Thắng lần này tiếng quát, trên mặt hắn vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn, nhìn qua được treo lơ lửng ở giữa không trung Lâm Khang Thắng, nói ra: những người khác chết sống quan ta Nghiêm Phi Trần chuyện gì? Ta Nghiêm Phi Trần chỉ cần không thua trận này trò chơi là được rồi, hôm nay qua đi, ta Nghiêm Phi Trần chính là thế giới này chân chính chúa tể. Ngược lại, Nghiêm Phi Trần rồi hướng thoi thóp một hơi Thẩm Kinh Vũ, nói ra: Thẩm Kinh Vũ, ngươi không phải là ngày nhớ đêm mong đều đang mong đợi cái này một ngày sẽ tới sao? Bây giờ Diệp Thần Phong thật đi tới thần của ta đảo rồi, bất quá, trận này trò chơi kết cục khẳng định không phải là các ngươi kỳ vọng như thế. Diệp Thần Phong lần này chỉ có là có đi mà không có về mệnh. Thoi thóp một hơi Thẩm Kinh Vũ, hắn cái kia con mắt lờ mờ là nhìn chằm chằm Nghiêm Phi Trần, trong miệng hắn khí tức là càng ngày càng gấp gáp, dùng hết hơi sức nói ra: Nghiêm Phi Trần, từ xưa ta bất thắng chính, ngươi lòng muông dạ thú, nỗ lực phải đem toàn thế giới trưởng khống tại trong tay ngươi, bất kể như thế nào, ta đều tin tưởng Thần Phong, trận chiến này Thần Phong tất thắng. Thẩm Kinh Vũ, đến lúc này, ngươi chả không thấy rõ hiện thực, Diệp Thần Phong là giải quyết xong ta thiên minh 10 tôn, ngũ thánh cùng tam đế, thế nhưng những tên phế vật này có thể cùng ta Nghiêm Phi Trần tương để tịnh luận sao? Nguyên bản niệm tại hai người các ngươi cùng ta đến từ cùng một thời đại, ta cũng không muốn chân chính lấy đi tính mạng của các ngươi, chỉ muốn các ngươi khẳng định làm của ta tay trái tay phải, đáng tiếc chính là bọn ngươi hai cái vốn là ngu xuẩn mất khôn, như vậy liền đừng có trách ta Nghiêm Phi Trần vô tình. Để cho ta tự tay phá hủy các ngươi hy vọng sau, ta liền đem hai người các ngươi cũng đưa lên hoàng thuyền lộ. Nghiêm Phi Trần trong con ngươi vẻ mặt là lạnh lẽo một mảnh. Thiên minh thần đảo lối vào nơi. Diệp Thần Phong đám người cưỡi du thuyền, từ từ tại lối vào địa phương ngừng lại. Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn trước tiên từ du thuyền thượng đi xuống. Sau đó, Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim, Tất Hoa Phàm cùng Trần Tên Đào là đi sát Diệp Thần Phong đám người phía sau. Tại Diệp Thần Phong đám người vừa vặn đặt chân tòa này thần đảo thời điểm, từ nơi không xa địa phương truyền đến một trận lại một trận linh hồn lực chấn động, rất nhanh, 14 tên vừa vặn tăng cao thực lực thiên minh thành viên liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong các loại tầm mắt của người trong, bởi này 14 người cũng không hề ẩn giấu khí thế, Diệp Thần Phong đám người lập tức liền cảm giác ra, trong đó 4 người là cấp thánh đỉnh phong cao thủ. Mặt khác 10 người là tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Hứa Hồng Văn nhíu nhíu mày sau, hắn lập tức đối Diệp Thần Phong, nói ra: Diệp Thiếu, ngài không cần tại những người này trên người lãng phí linh hồn lực rồi, đối thủ của ngài là thiên minh minh chủ Nghiêm Phi Trần, phải biết cao thủ cùng cao thủ trong lúc đó đối chiến, linh hồn lực đầy đủ là vô cùng trọng yếu, nơi này liền giao cho chúng ta được rồi. Thẩm Minh Hiên cũng liền vội vàng gật đầu,
nói ra Thần Phong. Hứa Thúc nói đúng vô cùng, những người này chúng ta có thể đối phó, bằng không từ đầu tới cuối đều là Thần Phong ngươi tại động thủ, chúng ta những người này thật sự muốn biến thành đả tương du rồi. Diệp Thần Phong một lần đều không cùng Nghiêm Phi Trần giao thủ qua, hết khả năng bảo tồn linh hồn lực, này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Diệp Thần Phong bên này có 7 tên cường giả cấp thánh. Trong đó cấp thánh đỉnh phong chỉ có Hứa Hồng Vân cùng Thẩm Minh Hiên, bất quá, đối phương chỉ có 4 tên cường giả cấp thánh, tuy rằng đều là cấp thánh đỉnh phong. Hứa Hồng Vân cùng Thẩm Minh Hiên có thể từng người ứng phó một người, mà Trình Đại Hổ liên thủ với Tiêu Lập Viễn cũng có thể ứng phó một người, Tất Hoa Phàm cùng Trần Tên Đào liên thủ đồng dạng là có thể ứng phó một người. Về phần còn lại 10 tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ giao cho Lý Gỗ Lim đến ứng phó ngược lại cũng miễn cưỡng có thể. Tại trong đầu nghĩ thông suốt thực lực của hai bên sau, Diệp Thần Phong cũng không cự tuyệt nữ Hứa Hồng Vân đám người ý tứ, hắn nói ra, Hứa Thúc, cái kia chính các ngươi phải cẩn thận. Nói xong, Diệp Thần Phong liền gión mũi chân, bóng người trong nháy mắt hướng về nơi xa lao đi rồi, thiên minh này 14 người căn bản bắt giữ không tới Diệp Thần Phong thân ảnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong hướng nơi xa quảng trường không ngừng tiếp theo. Hôm nay Minh 14 người cũng không có đi truy đuổi Diệp Thần Phong rồi, từ vừa vặn Diệp Thần Phong cho thấy phương diện tốc độ để phán đoán, bọn hắn liền biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong rồi, dù sao tại trên quảng trường có Minh chủ Nghiêm Phi Trần đang chờ đợi, bọn hắn cũng không dùng tới đi lo lắng cái gì, mà là từng cái đưa mắt tập trung vào Hứa Hồng Vân các loại 7 người trên người. Diệp Thần Phong tại sắp tiếp cận thần đảo quảng trường thời điểm, hắn liền sớm đã thấy được treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng rồi, bóng người xuất hiện tại trên quảng trường sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trong sân rộng ở giữa Nghiêm Phi Trần. Nghiêm Phi Trần đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, ánh mắt của hắn trở nên càng càng lạnh lẽo rồi, hắn tùy ý vặn vẹo cánh tay, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi nhưng một lần lại một lần để cho ta ngoài ý muốn. Hôm nay có thể từ quảng trường này thượng đi ra chỉ có một người, người đoán sẽ là ai? Diệp Thần Phong trong cơ thể vận chuyển thần cấp sơ kỳ linh hồn lực, khí thế cường hãn hướng về Nghiêm Phi Trần tràn ngập đi qua, này làm cho Nghiêm Phi Trần lông mày căng thẳng, nói ra, người dĩ nhiên cũng đột phá đến thần cấp tầng thứ. Tuy rằng người bây giờ còn là thần cấp sơ kỳ, nhưng ta có thể cảm giác được, người đã có thể cùng thần cấp đỉnh phong cao thủ đối kháng rồi. Trong khi nói chuyện, Nghiêm Phi Trần trong cơ thể thần cấp đỉnh phong linh hồn lực cũng thấu thể mà ra, đem Diệp Thần Phong này cố khí thế cường hãn hóa giải rồi, này làm cho Diệp Thần Phong cũng hơi kinh hãi, bởi vì hắn chỉ biết là Nghiêm Phi Trần tại thần cấp trung kỳ thực lực, không nghĩ tới này Nghiêm Phi Trần cũng đột phá đến thần cấp đỉnh phong. Mà thân thể được treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, hai người bọn họ trên mặt cũng là phi thường ngạc nhiên, trước đó Lâm Khang Thắng tại thông qua hình ảnh theo dõi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong giải quyết Thiên Minh Tam Đế hình ảnh, hắn cũng không nghĩ đến Diệp Thần Phong thực lực đã tăng lên tới loại trình độ này. Nói cách khác, Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng như thế liều lĩnh lựa chọn tin tưởng Diệp Thần Phong, bởi vì bọn họ đã không còn cách nào rồi, thậm chí tại bọn hắn sâu trong nội tâm cũng hoài nghi Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng không. Phải thần cấp đỉnh phong Nghiêm Phi Trần đối thủ, dù sao Nghiêm Phi Trần cũng không phải ngồi không, trong tay lá bài tẩy cũng là có rất nhiều. Khang Thắng, chúng ta lần thứ nhất cùng Thần Phong lúc gặp mặt, đây mới là mấy tháng trước sự tình đây này chứ. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy tháng, Thần Phong thực lực cũng đã vượt qua ngươi cùng ta rồi, Diệp Thần Phong người này thật là làm cho ta nhìn không thấu a hát. Thẩm Kinh Vũ phi thường hư nhược nói ra. Lâm Khang Thắng cũng nhỏ giọng nói, Kinh Vũ, ta đã đem, cuối cùng linh hồn lực, quyển bí tịch này giao cho Thần Phong, bây giờ Thần Phong thuận lợi khóa nhập thần cấp. Chỉ là không biết hắn có hay không đem một chiêu này tu luyện thành công. Nghe vậy, Thẩm Kinh Vũ đã trầm mặc 3 giây sau, nói ra, cho dù Thần Phong tu luyện thành thì lại làm sao? Thực lực đến thần cấp sau đó có ai hội cam tâm thi triển cuối cùng này linh hồn lực? Này bằng với là đem tự thân tu vi hoàn toàn tán đi, ta nghĩ Thần Phong sẽ không cam nguyện trở thành một người bình thường, hy vọng Thần Phong có thể chiến thắng Nghiêm Phi Trần đi. Mà ở được treo ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng thấp giọng trò chuyện thời điểm. Trên quảng trường, Diệp Thần Phong cùng Nghiêm Phi Trần dồn dập đem trong cơ thể linh hồn lực đang không ngừng tăng lên, Diệp Thần Phong cùng Nghiêm Phi Trần hai chân trực tiếp đem mặt đất tấm gạch cho đạp vỡ, hai người bọn họ hai chân sâu đậm rơi vào tấm gạch bên trong.
Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh của hắn đã tại Nghiêm Phi Trần trước mặt rồi, một quyền hướng về Nghiêm Phi Trần ngực đập xuống. Đương nhiên, Nghiêm Phi Trần năng lực phản ứng cũng không chậm, hắn lập tức cũng đem hữu quyền của mình cho vung đi ra, hướng về Diệp Thần Phong quả đấm oanh kích tới. Đòn đánh này là Diệp Thần Phong cùng Nghiêm Phi Trần lần thứ nhất cứng đối cứng giao thủ. Kịch chiến bắt đầu. Chương 1198, linh hồn thiêu đốt. Giảm thọ 20 năm. Một tiếng vang trầm thấp, tại rộng rãi trên quảng trường khuếch tán ra. Tại Diệp Thần Phong quả đấm cùng Nghiêm Phi Trần quả đấm đối oanh nháy mắt, hai người này dưới chân bước chân dồn dập lui về phía sau 5 bước. Có thể nói hai người này về mặt sức mạnh là không phân cao thấp. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân tại lui về phía sau đồng thời, trong cơ thể hắn đã tại nhanh chóng đã vận hành lên linh hồn lực đến, tại Nghiêm Phi Trần vừa vặn đứng vững bước chân, Diệp Thần Phong ngón trỏ cùng ngón giữa liền khép lại lên, đem cái này lũ ngón trỏ cùng ngón giữa nhắm ngay Nghiêm Phi Trần, trong miệng chợt quát lên, vạn tiễn xuyên tâm. Xíu, 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 xíu. Từng đạo tiếng xé gió tại trên quảng trường vang lên, từng cây do linh hồn lực ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, hướng về Nghiêm Phi Trần nhanh chóng bay đi, tạo thành một mảnh lại một mảnh mưa tên, để Nghiêm Phi Trần căn bản không có thể tránh né tính. Nghiêm Phi Trần thấy này mảng lớn mưa tên hướng về tự bay bắn mà đến, trong miệng hắn đồng dạng quát lên, linh hồn lá chắn. Nghiêm Phi Trần khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông trong nháy mắt phóng to. Từng sợi linh hồn lực nhanh chóng từ hắn lỗ chân lông bên trong tràn ra ngoài, trong nháy mắt tại Nghiêm Phi Trần thân thể bốn phía tạo thành một cái thâm hậu trong suốt ô dù. Từng cây do linh hồn lực ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, không chút lưu tình bắn đánh vào Nghiêm Phi Trần ô dù thượng, khởi điểm này từng cây đánh trúng ô dù mũi tên nhọn trong nháy mắt biến mất ở trong không khí, mà Nghiêm Phi Trần thân thể bốn phía ô dù lại vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng Diệp Thần Phong một chiêu này vạn tiễn xuyên tâm, một lần có thể phóng ra suốt hàng vạn cây mũi tên nhọn. Theo, mũi tên nhọn không ngừng tăng cường, Nghiêm Phi Trần trong con ngươi nhiều chỗ một vệt vẻ nghiêm túc, mà ở thân thể hắn bốn phía ô dù cũng bắt đầu trở nên lảo đảo lên. Tại đây chiêu vạn tiễn xuyên tâm phóng ra cuối cùng 1000 cây mũi tên nhọn đánh trúng ô dù thời điểm, đùng. Một tiếng, Nghiêm Phi Trần thân thể bốn phía toàn bộ ô dù trong nháy mắt hỏng mất. Mà Diệp Thần Phong vạn tiễn xuyên tâm cũng vừa hay phóng ra xong xuôi, lần thứ hai giao thủ. Hai người nhưng vẫn là không có phân ra một cái cao thấp đến. Bất quá, tại vạn tiễn xuyên tâm phát ra xong xuôi thời điểm, Diệp Thần Phong bàn tay phải trong lòng đã xoay tròn một cái hình tròn vòng xoáy rồi. Hắn trong nháy mắt dung hợp 5 cái linh hồn phá, bóng người không do dự chút nào hướng về Nghiêm Phi Trần vọt tới, không muốn cho Nghiêm Phi Trần bất kỳ thở dốc cơ hội. Mà Nghiêm Phi Trần nhìn thấy xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình Diệp Thần Phong, hắn hai cái lông mày là hoàn toàn nhíu lại. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong cái kia xoay tròn hình tròn vòng xoáy, trong cơ thể hắn lập tức đem thần cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Tại Nghiêm Phi Trần tăng lên linh hồn lực thời điểm, Diệp Thần Phong bàn tay phải nhanh chóng hướng về Nghiêm Phi Trần theo như tới, miệng quát cực hạn phá. Nghiêm Phi Trần cảm thụ Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong cường hãn linh hồn lực, hắn vội vã duỗi ra hai tay, đem thần cấp linh hồn lực rót vào đã đến hai cánh tay bên trong. Nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong một chiêu này cực hạn phá cho đỡ được. Nhưng mà, làm Diệp Thần Phong bàn tay phải cùng Nghiêm Phi Trần song trưởng đụng vào thời điểm, Diệp Thần Phong trong bàn tay hình tròn vòng xoáy trực tiếp đem Nghiêm Phi Trần hai cánh tay cho bắn ra rồi, tiếp lấy. Bàn tay phải của hắn là thuận lợi đặt tại Nghiêm Phi Trần ngực vị trí, nhanh chóng xoay tròn hình tròn vòng xoáy tại Nghiêm Phi Trần ngực bạo liệt ra. Nghiêm Phi Trần thân thể bỗng nhiên hướng về trên quảng trường một khối bia đá va đánh tới, ầm. Một tiếng, chỉnh tấm bia đá trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, mà Nghiêm Phi Trần thân thể cũng nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Được treo ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng thấy cảnh này sau. Hai người này là không dám tin há to miệng, bọn hắn không nghĩ tới vừa tới, Diệp Thần Phong tự lấy ưu thế áp đảo đem Nghiêm Phi Trần cho đánh bay ra ngoài. Lúc này bọn hắn đối Diệp Thần Phong chính là càng thêm có lòng tin, con ngươi là không nháy một cái nhìn qua ngã xuống đất thượng Nghiêm Phi Trần. Chỉ thấy Nghiêm Phi Trần nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, bộ ngực hắn xương mảng lớn lõm lún xuống dưới,
Phốc. Một tiếng, một ngụm máu lớn từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe, cả người bộ dáng nhìn qua hết sức uể oải. Nghiêm Phi Trần lau lau khóe miệng vết máu, âm trầm mà lại ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi thật sự rất mạnh. Trước đó ngược lại là ta xem khinh ngươi rồi, nhưng mà nếu như thực lực của ngươi chỉ có lời nói như vậy. Hôm nay ngươi vẫn là chạy không thoát vừa chết vận mệnh. Nghiêm Phi Trần hai tay vung mạnh lên, xé tan, xé tan, xé tan, y phục trên người hắn trong nháy mắt vỡ nứt ra. Trong cơ thể hắn không ngừng ngưng tụ thần cấp đỉnh phong linh hồn lực. Tại ngưng tụ tới trình độ nhất định sau, trong miệng hắn khàn cả giọng quát một tiếng, a hát. Sát theo đó, Nghiêm Phi Trần bên trong thân thể ngưng tụ linh hồn lực, dĩ nhiên chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Cảnh này khiến Nghiêm Phi Trần khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nổi gân xanh, chừng hạt đậu mồ hôi hột như nấm mọc sau mưa măng bình thường trên trán Nghiêm Phi Trần xông ra. Nghiêm Phi Trần song quyền thật chặt tụ lại. Miệng quát, linh hồn thiêu đốt. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Thanh âm rất nhỏ từ Nghiêm Phi Trần trên người truyền ra, chỉ thấy Nghiêm Phi Trần ao hãm ngực, đang nhanh chóng khôi phục dáng dấp ban đầu, liền ngay cả Nghiêm Phi Trần trên người bắp thịt cùng hình thể cũng phồng lớn lên mấy phần. Thế nhưng nhất làm cho Diệp Thần Phong vẻ mặt nghiêm túc, chính là Nghiêm Phi Trần trong cơ thể linh hồn lực trở nên càng thêm hùng hậu rồi. Bất quá! Nghiêm Phi Trần trong cơ thể linh hồn lực nhưng vẫn là không sẽ vượt qua thần cấp tầng thứ, tại đạt tới thần cấp tầng thứ sau. Muốn vượt qua thần cấp tầng thứ, chính là phi thường khó làm được. Mà thần cấp đỉnh phong Nghiêm Phi Trần, một ít phổ thông tăng lên linh hồn lực bí thuật căn bản đối với hắn không có tác dụng gì rồi. Hắn thi triển linh hồn này thiêu đốt nhưng là bỏ ra phi thường giá cả to lớn. Hắn biết chống trơn dựa vào hắn thần cấp đỉnh phong linh hồn lực thì không cách nào giết chết Diệp Thần Phong được rồi. Cho nên hắn mới thi triển linh hồn này thiêu đốt, dùng này đến để linh hồn lực của mình trở nên càng thêm hùng hậu. Được treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng hai người này, bọn hắn khi nghe đến linh hồn thiêu đốt bốn chữ này sau, hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt trong giây lát kịch biến, linh hồn này thiêu đốt chính là một đời trước Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng bọn hắn niên đại đó kết quả, lúc trước linh hồn thiêu đốt mới vừa vặn được ban ngành liên quan người nghiên cứu ra. Nhưng linh hồn này thiêu đốt bí tịch trong lúc bất chợt bị người cho trộm đi rồi, hơn nữa liền dành trước tư liệu cũng toàn bộ bị hủy rồi. Này vừa vặn nghiên cứu ra linh hồn thiêu đốt liền như vậy trở nên yên lặng. Linh hồn này thiêu đốt là đặc biệt nhằm vào thần cấp đỉnh phong cao thủ nghiên cứu. Linh hồn này thiêu đốt tổng cộng chia làm vì ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có thể làm cho thần cấp cường giả đỉnh cao trong cơ thể linh hồn lực hùng hậu thượng chừng gấp đôi. Mà giai đoạn thứ hai có thể làm cho thần cấp đỉnh phong cao thủ chỉ nửa bước bước vào vượt qua thần cấp tầng thứ, về phần giai đoạn thứ ba thì là có thể để thần cấp cường giả hoàn toàn vượt qua thần cấp tầng thứ. Bất quá, linh hồn này thiêu đốt thi triển từng cái giai đoạn đều cũng có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng phụ, thi triển giai đoạn thứ nhất sẽ để cho người sử dụng giảm thọ 20 năm, thi triển giai đoạn thứ hai sẽ để cho người sử dụng giảm thọ 50 năm, thi triển giai đoạn thứ ba sẽ để cho người sử dụng giảm thọ 100 năm. Để Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng không có nghĩ tới là, một đời trước được đánh cắp linh hồn thiêu đốt, dĩ nhiên là được Nghiêm Phi Trần cho trộm đi, cảm thụ Nghiêm Phi Trần thi triển giai đoạn thứ nhất sau, trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu linh hồn lực, này làm cho Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trở nên lo lắng. Có thể nói Nghiêm Phi Trần đang sử dụng linh hồn thiêu đốt giai đoạn thứ nhất sau, hắn giờ khắc này là trong nháy mắt giảm thọ 20 năm, trên người của hắn bắp thịt tuy rằng phồng lớn lên một ít. Nhưng là hắn trên trán nếp nhăn lại nhiều hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng so với ban đầu yếu có vẻ già nua hơn rất nhiều. Có thể nói này Nghiêm Phi Trần là một kẻ hung ác rồi, không riêng đối với người khác ác như vậy, liền đối với mình cũng không chút nào hạ thủ lưu tình. Diệp Thần Phong, ta và ngươi ở giữa trận này trò chơi, để cho ta cảm giác phi thường vô cùng chơi không vui, ta Nghiêm Phi Trần xưa nay đều chưa từng bại, lần này cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ, nếu trận này trò chơi đã tiến vào cuối. Như vậy ta có trách nhiệm đến cho trận này trò chơi họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nói xong, Nghiêm Phi Trần hai vai run lên, nhất cổ trong cơ thể hắn linh hồn lực nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong đánh tới rồi. Diệp Thần Phong tại cảm nhận được Nghiêm Phi Trần này cỗ linh hồn lực sau, tuy rằng hắn đã đem hết toàn lực đang chống cự rồi, thế nhưng bộ ngực hắn vẫn là một trận lại một trận khó chịu, hắn không cách nào đem Nghiêm Phi Trần này cỗ linh hồn lực cho hoàn toàn hóa giải.
này làm cho hắn không kiềm hãm được đem trong không gian giới chỉ thủ vòng tay đeo ở trên cổ tay phải, đồng thời hắn tại trong tai cũng nhét một viên cúc áo, hắn chuẩn bị tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng rồi. Chương 1199, đỉnh phong cuộc chiến. Một cơn gió lạnh thổi qua Thiên Minh Thần Đảo quảng trường. Giữa bầu trời Thái Dương được mấy đóa mây đen cho che lại, nguyên bản sáng rỡ sắc trời trong nháy mắt trở nên âm tối lại. Nghiêm Phi Trần đem trong cơ thể cường hãn linh hồn lực hướng về Diệp Thần Phong đánh tới, đồng thời, hắn chân phải lòng bàn chân đột nhiên đạp ở trên mặt đất, ầm. Một tiếng, trên mặt đất tấm gạch nhất thời trở nên chia năm xẻ bảy, mà Nghiêm Phi Trần thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Tại Diệp Thần Phong chả chưa kịp phản ứng thời khắc, chân phải của hắn liền hướng Diệp Thần Phong trên bụng đá vào rồi. Nghiêm Phi Trần một cước này xảo quyệt mà lại hung mãnh, trong không khí không ngừng phát ra vù vù làm người ta sợ hãi âm thanh. Diệp Thần Phong là chuẩn bị tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng rồi, cho nên phản ứng của hắn mới chậm 1-2 giây, đợi được hắn thật chính là muốn tránh né thời điểm, này nghiễm nhiên là không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Phi Trần một cước này đá vào trên bụng của hắn. Nhất cổ cực hạn linh hồn lực thông qua Nghiêm Phi Trần một cước này, thẩm thấu tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, Diệp Thần Phong thân thể nhất thời cong xuống, cả người lăng không được đá bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới không giống trình độ thương thế. Được lăng không đá bay ra ngoài Diệp Thần Phong, hắn trên không trung làm mấy cái xoay tròn, dùng này đến rời đi xung kích hắn sức mạnh của thân thể, sau đó, hắn liền vững vàng rơi đến trên mặt đất. Bất quá, khóe miệng của hắn một bên đã là chảy ra một tia rõ ràng vết máu rồi. Diệp Thần Phong, người có thể đi đến một bước này, này đối với ngươi mà nói đã phi thường ghê gớm rồi, thế nhưng lần này ngươi gặp phải là ta Nghiêm Phi Trần, tại cuộc chiến đấu này còn chưa có bắt đầu thời điểm, chiến đấu kết cục liền đã xác định rõ ràng rồi. Nghiêm Phi Trần cực kỳ tự tin nói, nhìn thấy Diệp Thần Phong bị hắn một cước đá bay, tâm tình của hắn liền vô cùng sảng khoái. Diệp Thần Phong không có đi để ý tới Nghiêm Phi Trần lời nói, hắn dùng linh hồn lực kích phát rồi trong tai cúc áo, một vài bức khiến hắn tức giận hình ảnh lập tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, Diệp Thần Phong bên trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể nhất thời biến xuẩn xuẩn dục động, rất nhanh, Diệp Thần Phong tóc liền biến thành màu đỏ nhạt. Đồng dạng màu đỏ nhạt khí thể cũng từ Diệp Thần Phong trong lỗ chân lông tràn ra ngoài, lượn lờ ở Diệp Thần Phong thân thể bốn phía. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực đồng dạng là trở nên hùng hậu lên, trong nháy mắt lại đuổi kịp Nghiêm Phi Trần trong cơ thể linh hồn lực hùng hậu trình độ. Nguyên bản đầy mặt tự tin Nghiêm Phi Trần, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong biến hóa sau, trên mặt hắn vẻ mặt cứng ngắc ở, hắn có thể đủ cảm giác được Diệp Thần Phong linh hồn lực hùng hậu trình độ, lần nữa cùng hắn không phân cao thấp rồi. Này làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được rồi. Trong lòng nói lầm bầm, này, điều này sao có thể? Ta đã là thi triển linh hồn thiêu đốt giai đoạn thứ nhất rồi, đây chính là trọn vẹn tiêu hao ta 20 năm tuổi thọ, ta tuyệt đối không thể thua. Nghiêm Phi Trần hai tay hóa thành ưng chảo, đem cực hạn linh hồn lực toàn bộ tập trung đến ưng chảo bên trên, cực kỳ nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong trên thân thể chỗ yếu chộp tới rồi. Trong không khí che kín Nghiêm Phi Trần chảo bóng, để Diệp Thần Phong tầm mắt đều sinh ra hỗn loạn. Thế là, Diệp Thần Phong thẳng thắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, dùng lỗ tai đến phân rõ tất cả, tại vô số chảo bóng sắp công kích được Diệp Thần Phong trên người thời điểm, Diệp Thần Phong cánh tay đột nhiên run lên, hai cánh tay trong nháy mắt văng ra ngoài. Trong cơ thể linh hồn lực đồng dạng là phát phung tới cực hạn, bàn tay nhanh chóng ở trong không khí đập đánh ra, đồng dạng là ở trong không khí hình thành vô số trường ảnh. Âm, 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 âm. Chảo bóng cùng trường ảnh rắc rối hỗn hợp lại với nhau, từng đạo sau khi va chạm linh hồn lực, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, Diệp Thần Phong cùng Nghiêm Phi Trần trọn vẹn va chạm hơn trăm chiêu, sau đó hai người dưới chân bước chân là từng người lui về phía sau ba bước, tại Diệp Thần Phong tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng sau. Thực lực của hai người dĩ nhiên lần nữa không phân cao thấp rồi. Dưới chân bước chân lui về phía sau ba bước Nghiêm Phi Trần. Trong miệng hắn khí tức hơi có chút trở nên dồn dập, Diệp Thần Phong cường hãn trình độ rất xa vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, hai tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước tìm tòi, miệng quát, linh hồn lao ngục. Hai cổ mãnh liệt linh hồn lực từ Nghiêm Phi Trần hai tay của bên trong lan tràn ra, cái này hai cỗ linh hồn lực trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong thân ảnh cho khóa chặt lại rồi, Diệp Thần Phong bóng người hướng về bên kia trốn.
Cái này hai cỗ linh hồn lực liền hướng về bên kia lan tràn, cái này hai cỗ linh hồn lực phảng phất là có theo dõi công năng. Cho ta nhanh, cách đó không xa Nghiêm Phi Trần vai bỗng nhiên hướng phía trước hơi dựng ngược lên, trong miệng là chợt quát lên. Tại Nghiêm Phi Trần vừa dứt lời thời khắc, cái kia hai luồng đuổi theo Diệp Thần Phong không tha linh hồn lực. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhất thời đem Diệp Thần Phong cho bao phủ lại rồi, mà ngay tại lúc này, Nghiêm Phi Trần hai tay của nhanh nắm lại, lần nữa quát lên, cho ta ngưng. Bao phủ lại Diệp Thần Phong hai luồng linh hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lao tù hình dạng, chiêu này linh hồn lao ngục chính là thiên minh cao đẳng linh hồn chi thuật. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong được linh hồn lao ngục cho vây khốn sau đó Nghiêm Phi Trần cười lạnh quát lên, nhanh, nhanh, cho ta nhanh. Theo Nghiêm Phi Trần mở miệng lần nữa, nhốt lại Diệp Thần Phong linh hồn lao ngục dĩ nhiên tại không ngừng mà thu nhỏ lại lại rút nhỏ đi, thật giống như là muốn đem Diệp Thần Phong cho sống sờ sờ đè ép mà chết. Bị vây ở linh hồn trong lao ngục Diệp Thần Phong, hắn song quyền không ngừng đánh vào linh hồn lao ngục bên trên. Nhưng thủy chung là không cách nào đem linh hồn này lao ngục cho phá vỡ, mắt thấy linh hồn lao ngục càng co càng nhỏ lại rồi, hắn trong con ngươi mang theo vẻ lo lắng, cách đó không xa Nghiêm Phi Trần cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, ngươi không cần tại làm lãng phí thời gian sự tình, linh hồn này lao ngục tuy nói chỉ là cao đẳng linh hồn chi thuật, nhưng ta vừa vặn thi triển linh hồn lao ngục là ta trải qua thay đổi được rồi. Vượt xa khỏi cao đẳng linh hồn chi thuật phạm vi. Đúng rồi. Ngươi vừa vặn thi triển cực hạn phá, thật giống cũng vượt qua cao đẳng linh hồn chi thuật phạm vi, bất quá, trống trơn là dựa vào cái kia cực hạn phá vẫn là không cách nào phá tan linh hồn của ta lao ngục, cho ta nhanh, cho ta nhanh. Hai tay nắm chặt Nghiêm Phi Trần ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem bị vây ở linh hồn trong lao ngục Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trong miệng hít sâu một hơi, thân thể ép co lên linh hồn lực đến, bàn tay phải cùng bàn tay trái bên trong đồng thời xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền đem 5 cái hình tròn vòng xoáy cho dung hợp lại cùng nhau, tay phải trong tay bên trong nháy mắt ngưng tụ thành mức cực hạn phá. Nhìn xem Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong nhanh chóng xoay tròn hình tròn vòng xoáy, Nghiêm Phi Trần khinh thường nói, Diệp Thần Phong, ta đã nói qua với ngươi rồi, ngươi làm như vậy chẳng khác gì là uổng công vô ích, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Nhưng mà, Diệp Thần Phong tại đem cực hạn phá ngưng tụ mà thành sau. Hắn cũng không hề lập tức đem cực hạn phá đặt tại linh hồn lao ngục bên trên, mà là trong cơ thể nhanh chóng đã vận hành lên linh hồn lực đến. Tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch không ngừng mở rộng đồng thời, hắn tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lên, đem ngón trỏ cùng ngón giữa nhắm ngay linh hồn lao ngục đồng thời, hắn cũng đem bàn tay phải ấn về phía linh hồn lao ngục, trong miệng chợt quát lên, cực hạn phá. Vạn tiễn xuyên tâm. Xíu, xíu, xíu. Xíu, xíu, xíu. Cực hạn phá tại linh hồn lao ngục thượng lúc nổ, chỉnh cái linh hồn lao ngục trở nên cực kỳ không ổn định lên, thời điểm này vô số mũi tên nhọn lại đánh vào linh hồn lao ngục bên trên, Một tiếng, chỉnh cái linh hồn lao ngục trong nháy mắt hỏng mất, vô số mũi tên nhọn hướng về quảng trường bốn phía bắn ra, trên mặt đất nổ tung lần lượt hố động. Đứng ở cách đó không xa Nghiêm Phi Trần hơi hơi sững sờ thần, trong miệng hắn nói ra, không thể. Diệp Thần Phong lại có thể đồng thời thi triển hai loại linh hồn chi thuật. Hơn nữa một loại là cao đẳng linh hồn chi thuật, một loại khác là siêu càng cao cấp hơn linh hồn chi thuật tồn tại. Điều này cần đối linh hồn lực điều khiển cực kỳ tỉ mỉ mới được, liền ngay cả ta cũng không cách nào làm được. Thân thể được treo ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, hai người bọn họ ánh mắt không nháy một cái nhìn phía dưới trên quảng trường chiến đấu, hai người bọn họ trong cổ họng là không ngừng nuốt nước miếng. Dưới cái nhìn của bọn họ cuộc chiến đấu này, tuyệt đối có thể xưng tụng là đỉnh phong cuộc chiến rồi, nhìn xem trên quảng trường được chiến đấu làm hố to hố nhỏ mặt đất, Thẩm Kinh Vũ trong miệng hư nhược nói ra, nếu như trận chiến này Thần Phong bất tử, e sợ tương lai chính là Thần Phong thiên hạ của một người rồi. Kinh Vũ, xem ra chúng ta đều già rồi, Thần Phong tốc độ phát triển vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, ai có thể nghĩ đến tại mấy cái trước đó, Thần Phong vẫn là một cái tông cấp sơ kỳ tiểu tử. Bất quá, Nghiêm Phi Trần cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Lâm Khang Thắng trong con ngươi vẻ lo âu vẫn không có thối lui. Chương 1200, linh hồn thiêu đốt thứ ba giai. Thiên Minh Thần Đảo lối vào nơi. Tại Diệp Thần Phong cùng Nghiêm Phi Trần kịch chiến thời điểm, Hứa Hồng Văn,
Lý Gỗ Lim mấy người cũng cùng 14 tên Thiên Minh thành viên hỗn chiến lại với nhau, Thiên Minh 4 tên cấp thánh cường giả đỉnh cao bên trong, trong đó có 2 tên chính là trước đây diệt Thiên Minh thành viên, bọn hắn phân biệt gọi là Vương Văn Cường cùng Tạ Lực. Giờ khắc này, Hứa Hồng Văn cùng Vương Văn Cường một chọi một tại giao thủ, Thẩm Minh Hiên cùng Tạ Lực đồng dạng là một chọi một tại giao thủ. Diệt Thiên Minh cấp thánh sơ kỳ cường giả Tất Hoa Phàm cùng Trần Tên Đào hai người này, bọn họ là liên thủ cùng một tên Thiên Minh cấp thánh đỉnh phong cao thủ chiến đấu khó hòa giải. Mà Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn hai người này, hai người bọn họ sức chiến đấu cũng tương đương cường hãn, cùng Thiên Minh một tên sau cùng cấp thánh đỉnh phong cao thủ đối chiến, hai người bọn họ cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Về phần cấp thánh sơ kỳ Lý Gỗ Lim, hắn nhưng là một người đối phó 10 tên Thiên Minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ, tại mười mấy hiệp xuống, hắn mới giết hai người, bất quá, trong cơ thể hắn linh hồn lực là nhanh chóng tiêu hao, lấy hắn sức lực của một người, đối phó 10 tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ, xem ra cũng là phi thường không thoải mái. Hứa Hồng Văn, ta khuyên ngươi vẫn là mau chút đầu hàng, Thiên Minh cũng không phải là các ngươi có thể lay động được, ngươi xem một chút bây giờ ta, lúc trước tại diệt Thiên Minh thời điểm, ta Vương Văn Cường chỉ có ngưỡng mộ phần của ngươi, hiện tại ta lại có thể cùng ngươi chiến cái không phân cao thấp rồi, các loại Nghiêm Minh chủ đem Diệp Thần Phong giết đi, các ngươi liền đầu hàng cơ hội cũng không có. Vương Văn Cường đang cùng Hứa Hồng Văn chạm nhau một chưởng sau đó trong miệng hắn là lải nhải nói ra. Vương Văn Cường, các ngươi những này lang tâm cẩu phế đồ vật, nhớ lúc đầu nếu không phải Minh chủ cùng Phó Minh chủ tại thân thể các ngươi bên trong cắm vào linh hồn chủng tử, đồng thời không để lại dư lực bồi nuôi các ngươi. Đến bây giờ các ngươi vẫn là một phế vật, chớ ở trước mặt ta nhiều lời, hôm nay ở tòa này thần trên đảo. Hoặc là chúng ta diệt Thiên Minh toàn quân bị diệt, hoặc là các ngươi Thiên Minh được nhổ tận gốc. Nói xong, Hứa Hồng Văn trong cơ thể cấp thánh đỉnh phong khí thế bão táp, bóng người lần thứ hai hướng về Vương Văn Cường nhoáng tới. Một bên khác, cùng Thẩm Minh Hiên đối chiến Tạ Lực. Hắn một trưởng vỗ tại Thẩm Minh Hiên trên ngực đồng thời, Thẩm Minh Hiên một quyền cũng là đánh vào trên bụng của hắn, hai người dưới chân từng người lui về phía sau hai bước. Tạ Lực cười lạnh nói, Thẩm Minh Hiên, ta lúc trước tại diệt Thiên Minh thời điểm đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, cái gì chó má đệ nhất thiên tài. Hôm nay ta Tạ Lực cũng phải đến nếm thử đem đệ nhất thiên tài đạp ở dưới bàn chân tư vị. Thẩm Minh Hiên trong tròng mắt lóe lên ngọn lửa tức giận. Lạnh nói, Tạ Lực. Người có bản lĩnh liền đến, ta Thẩm Minh Hiên tuyệt đối sẽ không thua ngươi loại lũ tiểu nhân này. Trong khi nói chuyện, Thẩm Minh Hiên cùng Tạ Lực lần thứ hai chiến đấu đến cùng một chỗ. Xem ra này thần đảo lối vào hỗn chiến, cũng sẽ phát triển trở thành một hồi đánh lâu dài rồi. Thần đảo trên quảng trường. Tại Diệp Thần Phong thi triển hai loại linh hồn chi thuật. Đem Nghiêm Phi Trần linh hồn lao ngục phá tan sau. Đứng ở đằng xa Nghiêm Phi Trần trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ ngoan lệ, bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, từ hắn 10 ngón khớp xương bên trong không ngừng phát ra vượt á. Vượt á, xương tiếng ma sát, trên mặt hắn bình tĩnh vẻ toàn bộ biến mất rồi, căn cứ vừa vặn Diệp Thần Phong phá tan linh hồn lao ngục thực lực, Nghiêm Phi Trần thì biết rõ rồi, lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn muốn chiến thắng Diệp Thần Phong đây cơ hồ là không thể nào. Hai người nhiều nhất là đánh ngang tay. Nghiêm Phi Trần trên mặt biểu lộ dữ tợn vặn vẹo lên, hắn ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, ta Nghiêm Phi Trần muốn thắng. Ta Nghiêm Phi Trần đẹp đẽ hơn thắng trận này trò chơi. Tại Nghiêm Phi Trần ngửa mặt lên trời giống dài thấy giữa. Trong cơ thể hắn lại không ngừng ngưng tụ lại linh hồn lực đến, hai con mắt là trợn lên lớn vô cùng, phảng phất đều phải từ hốc mắt của hắn bên trong đụng tới đồng dạng, ầm, ầm, hai tiếng. Nghiêm Phi Trần dưới chân bước chân vượt trước một bước, hắn hai cái chân đem mặt đất tấm gạch cho vỡ vụn, hai cái chân nhỏ trực tiếp lâm vào trong lòng đất, trong miệng hắn lớn tiếng quát lên, linh hồn thiêu đốt cấp thứ hai. Nghiêm Phi Trần trong cơ thể ngưng tụ linh hồn lực mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực đồng thời, trên người của hắn bắp thịt cùng hình thể lại phồng lớn lên mấy phần, chỉ nửa bước khóa nhập vượt qua thần cấp tầng thứ. Bá đạo vô cùng linh hồn lực tứ ngược Nghiêm Phi Trần bốn phía, Nghiêm Phi Trần trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Chỉ thấy Nghiêm Phi Trần khuôn mặt lại có vẻ già nua rồi mấy phần, liền ngay cả nguyên bản tóc đen thui cũng có một nửa biến trắng rồi, phải biết thi triển linh hồn này thiêu đốt cấp thứ hai, đây chính là yếu tiêu hao người sử dụng 50 năm tuổi thọ. Tại Nghiêm Phi Trần sử dụng tới linh hồn thiêu đốt cấp thứ hai sau,
thân thể được treo lơ lửng ở giữa không trung. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng hai người này, bọn hắn trong con ngươi vẻ lo âu trở nên càng thêm nồng nặc. Bây giờ Nghiêm Phi Trần chỉ nửa bước đã bước vào vượt qua thần cấp tầng thứ, thực lực nghiễm nhiên là vững vàng vượt trên Diệp Thần Phong rồi. Tại Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng lo lắng thời điểm, thực lực lại tăng lên nữa. Nghiêm Phi Trần, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, này tốc độ nhanh liền cho Diệp Thần Phong thời gian phản ứng cũng không có, Nghiêm Phi Trần một quyền cũng đã đánh vào Diệp Thần Phong ngực. Một tiếng, Diệp Thần Phong ngực dường như nhận lấy đoàn tàu va chạm, cả người nhất thời hướng về sau bay ngược ra ngoài, nhưng mà, tại Diệp Thần Phong thân thể vẫn không có té lăn trên đất thời điểm, Nghiêm Phi Trần thân ảnh liền lần nữa đuổi kịp Diệp Thần Phong, một cước đột nhiên đá vào Diệp Thần Phong trên lưng, đem Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp đá lên giữa không trung, đồng thời miệng quát, Diệp Thần Phong, ta sẽ không để cho ngươi chết tiện nghi như vậy, ngươi để cho ta thi triển linh hồn thiêu đốt cấp thứ nhất cùng cấp thứ hai. Trọn vẹn tiêu hao ta 70 năm tuổi thọ, ta muốn cho ngươi nhận hết mọi cách, muôn vàn, thậm chí tất cả dằn vặt. Thân thể được Nghiêm Phi Trần đá lên giữa không trung Diệp Thần Phong, hắn cảm giác ngực xương toàn bộ đứt gãy, liền ngay cả phía sau lưng xương sống thật giống cũng xuất hiện một cái vết nứt, trong miệng hắn nói lầm bầm, lẽ nào thật sự yếu thi triển cuối cùng linh hồn lực sao? Ta không cam lòng linh hồn lực toàn bộ tiêu tan a hát. Ta không cam lòng. Thân thể bốn phía được nhạt hồng sắc khí thể lượn lờ Diệp Thần Phong, hắn cổ tay phải nhất chuyển, Một tiếng, đeo tại trên cổ tay hắn thủ vòng tay trực tiếp được chính hắn cho làm vỡ nát, hắn muốn đi vào không cách nào khống chế trạng thái nổi khùng, dù sao đây chỉ là hắn và Nghiêm Phi Trần một trọi một chiến đấu, hắn cũng không sợ thương tổn được những người khác, này dù sao cũng hơn thi triển cuối cùng linh hồn lực đến đúng lúc. Trên cổ tay phải thủ vòng tay bị chấn bể, sau đó cũng không còn đồ vật có thể áp chế lại hồng sắc khí thể rồi, mãnh liệt hồng sắc khí thể giống như là núi lửa phun trào từ Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông tràn ra ngoài, lượn lờ Diệp Thần Phong chung quanh khí thể nhất thời biến thành tươi đẹp màu đỏ, liền tóc của hắn cùng con mắt cũng trở thành yêu diễm màu đỏ, trong cơ thể linh hồn lực là không ngừng tăng vọt. Khi tiến vào chân chính trạng thái nổi khùng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong đầu thanh tỉnh ý thức cũng hoàn toàn bị cắn nuốt, bây giờ trong lòng của hắn chỉ còn dư lại một cái giết. Chữ. Nghiêm Phi Trần nhìn xem giữa không trung Diệp Thần Phong, bởi Diệp Thần Phong là phần lưng hướng xuống, hắn chả không nhìn thấy Diệp Thần Phong thay đổi, hắn nhìn xem tại hướng về trên mặt đất rơi xuống Diệp Thần Phong, quát lên, một quyền này ta liền đem cột sống của ngươi cốt đánh nát, trước hết để cho ngươi biến thành bán thân bất toại. Nhưng mà... Liền ở Nghiêm Phi Trần liên tục cười lạnh thời điểm, mất hết ý thức Diệp Thần Phong, hắn ở giữa không trung đảo lộn thân thể, hắn cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới Nghiêm Phi Trần, trên người là lệ khí ngập trời. Nhìn xem Diệp Thần Phong quỷ dị kia dáng dấp, Nghiêm Phi Trần bản năng có loại phi thường dự cảm không tốt, theo, Diệp Thần Phong thân ảnh không ngừng từ giữa không trung hạ xuống, Nghiêm Phi Trần cảm thấy Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực rồi. Này làm cho hắn cái chán là rịn ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng cảm thấy được giờ khắc này Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực còn mạnh hơn hắn thượng một bậc, này làm cho Nghiêm Phi Trần kinh ngạc trong con ngươi tránh qua một vệt hoang mang vẻ. Bên mép nói lầm bầm, điều này sao có thể? Thế nhưng, theo giữa không trung hạ xuống Diệp Thần Phong càng ngày càng tiếp cận, Nghiêm Phi Trần biết tất cả những thứ này đều là thật, nhìn xem Diệp Thần Phong một trưởng hướng về của mình thiên linh cái đánh xuống. Hắn biết lấy thực lực bây giờ của hắn, đi đón dưới Diệp Thần Phong một chiêu này lời nói, có cực lớn có thể là trực tiếp được Diệp Thần Phong cho miểu sát. Nghiêm Phi Trần trong miệng cắn răng một cái, trong tròng mắt tràn đầy vô hạn hận ý, thể bên trong linh hồn lực lần thứ hai ngưng tụ lên, trong miệng chợt quát lên linh hồn thiêu đốt tầng thứ ba. Này Nghiêm Phi Trần là hoàn toàn bất cứ giá nào, hắn thậm chí ngay cả linh hồn thiêu đốt tầng thứ ba cũng thi triển ra. Này tầng thứ ba tuy rằng có thể làm cho Nghiêm Phi Trần thực lực trong nháy mắt vượt qua thần cấp, nhưng này cũng cần tiêu hao hết Nghiêm Phi Trần dòng dã 100 năm tuổi thọ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.